Đương nhiên, ai bảo chúng ta thổ hào đâu. Không phải vậy lời nói, trong một tháng này, các ngươi tại cái này vung thánh linh thạch, chẳng phải trắng vung. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, đường đường thánh vực tám hoàng, mắt cao hơn đầu, như thế nào mới có thể cùng bọn hắn thân cận đâu. Tự nhiên là người ngốc nhiều tiền, dễ bị lừa người thôi. Người như vậy, ai cũng nguyện ý theo ngươi làm bằng hữu, ách không, là lợi dụng ngươi. Dạng này, ngươi thì có tại những người này bên trong lượn vòng giá trị, sau cùng cả gốc lẫn lãi tất cả đều cầm về. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Lệ Kinh Thiên nhếch miệng cười một tiếng, khen Trác quản gia, vẫn là ngươi nghĩ đến lâu dài. Tốt, đã như vậy, ra giá A, hiện tại đến bao nhiêu? 8 triệu. Tốt, vậy chúng ta thì ra 1.000. 10 triệu. Thế mà, còn không đợi Trác Phàm mở miệng, hét lớn một tiếng đã là từ nơi không xa một cái ghế lô bên trong truyền ra, tràn ngập không ai bì nổi bá khí. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm quay đầu xa xa nhìn chỗ đó liếc một chút, trong lòng thì thào thánh vực tám hoàng. A Sinh, chúng ta cũng không phải đến cùng cái này đánh bạc hoàng đánh cược, cũng không có nhiều như vậy linh thạch tiêu xài, sau cùng địa đồ mới mấu chốt nhất. Một phương diện khác, tại cái kia hô ra ngàn vạn linh thạch gian phòng bên trong, một cái lão giả lông mày trắng hơi hơi liếc liếc một chút bên cạnh Từ Trấn Hưng Sinh, sắc mặt nghiêm một chút, khẽ quát lên tiếng. Cái kia Từ Trấn Hưng Sinh lại là mỉm cười, từ chối cho ý kiến nói, sư thúc đừng nổi giận, đây là sư điệt tự móc tiền túi, vì người yêu mua một cái linh binh mà thôi, mặc kệ kiếm lời bồi, ta đều nhận, chỉ cần nàng cao hứng liền tốt, không biết động sư môn vật tư một phân một hào. Nói, hắn chả quay đầu nhìn một chút, thì ở một bên Phương Mẫn liếc một chút, lộ ra mê người mỉm cười. Phương này Mẫn cũng là trong lòng ngọt ngọt, lại nhìn về phía dư sư muội nhóm, đắc y nhíu nhíu mày. Thấy không, bên ta Mẫn nam nhân, cũng là như thế hội lấy lão nương niềm vui, thế nào, hâm mộ a, ha ha ha. Chúng nữ, cũng là khẽ gật đầu, lộ ra ân cần ánh mắt, chỉ có Sở Khuynh Thành dầu dĩ không vui. Tựa hồ vẫn tại phiền não mình cùng Trác Phàm quan hệ. Liễu tiên sinh, xem ra A Sinh đúng A Mẫn thật sự là si tình cực kỳ A, xem ra rất nhanh hai nhà chúng ta muốn quan hệ thông gia, ha ha ha. Mai Tam cô gặp này, cũng là ngăn không được liên tục cười khẽ, ánh mắt đều cười thành trăng khuyết, cùng lần trước Trác Phàm cùng Khuynh Thành sự tình, hoàn toàn khác biệt thái độ. Nhưng trong lòng, lại là hung hăng tán thưởng, A Mẫn quả nhiên có một tay. Đem tiểu tử này mê đến thần hồn điên đảo. Hừ hừ, chờ hắn đem tất cả linh thạch đều nện ở phía trước những cái kia đồ bỏ đi đồ vật phía trên, nhìn sau cùng Minh Hải địa đồ tranh phong lúc, hắn còn có thể có cái gì tăng giá khả năng. Cái này lão cô bà, liền mỹ nhân kế đều xuất động, thật đáng chết. Cái kia lão giả lông mày trắng mi mắt lắc một cái, lại làm sao có thể không hiểu bên trong quan trọng. Tiểu tử này nói chỉ dùng của mình hầu bao. Nhưng túi tiền ngươi bên trong sao lại không phải tông môn vật tư? Lại nói, nơi này là đổ thành, quả cân có nhiều quan trọng, ngươi cũng không phải không biết. Vạn nhất tăng giá đến sau cùng, tiền đánh bạc không đủ, có thể lấp một chút tính toán một chút, hiện tại ngươi toàn tiêu xài ánh sáng, một hồi giúp thế nào chúng ta tông môn đấu giá? Kết quả là, lão giả kia hung hăng chừng Từ Trấn Hưng Sinh liếc một chút, cho hắn ra hiệu. Minh bạch hắn ý tứ, Từ Trấn Hưng Sinh lại không để bụng. Tán gái A, sao có thể không phụ thành bản, tiểu tử kia dùng tông môn trưởng bối áp lực, để cái tiểu nha đầu kia tâm dựa vào hướng hắn, sau cùng bỏ trốn. Lão tử thì dùng rất nhiều linh thạch, thu được mỹ nhân nở nụ cười, đem nàng tâm mua về, không giống nhau sao. Mà lại lão tử bỏ trốn thế nhưng là có hậu trường, đem Đan Hà Tông đại sư tỷ kéo vào mình kiếm hoàng môn hạ, không phải cho mình tông trưởng mặt sao. Chỉ là mấy khối linh thạch, có gì to tát, hừ hừ. 20 triệu. Thế mà, còn không đợi hắn lộ ra nụ cười đắc ý, tại Lạc gia trong gian phòng, Trác Phàm nhất thời mở ra giá cao hơn mã. Da mặt bất giác hơi hơi co rúm một chút, Từ Trấn Hưng Sinh sắc mặt dần dần âm trầm xuống, đảo mắt nhìn về phía đối diện này bao xương chỗ, nhẹ cắn chặt hàm răng nói, sư thúc, cái kia là phương nào mặt người a? Há, cái kia a, tựa như là Lạc gia đi. Hơi hơi suýt híp mắt một chút ánh mắt. Cái kia họ Liễu lão giả lại là vui mừng trong bụng, thăm thẳm lên tiếng, cũng không thể xem như thế lực nào đại biểu, chỉ là gần nhất tại cái này đổ thành bên trong rất nhiều vung tệ, sống đến mức phong sinh thủy khởi thành danh, nhiều lắm thì cái thổ hào A, không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Hừ hừ,
sau lưng không có bối cảnh, thì dám cùng tám hoàng người tranh giành đồ vật. Cái này chàng tử muốn là ném, mình kiếm hoàng môn nhân mặt đặt ở nơi nào. Kết quả là, từ Trấn Hưng Sinh trong mắt nhất định, lần nữa hô to, 30 triệu. Trấn Hưng Sinh, cái kia họ Liễu lão giả quính lên, vội vàng hét lớn dừng lại, đáng tiếc đã muộn. Người trẻ tuổi cũng là như thế, tuổi nhỏ khí thịnh, chịu không nổi mảy may kích thích, không bốc hơi bánh bao tranh khẩu khí đây. Cái này 30 triệu linh thạch giá trên trời, xem như hắn một năm tu luyện phối trí, cứ như vậy tất cả đều ném ra, vì một kiện không biết là cái quỷ gì đồ chơi, lại là liền mí mắt đều không nháy mắt một chút. Lão giả kia gặp này, một trận lắc đầu thở dài, thầm mắng hắn cái phá của đồ chơi. Phương Mẫn thì là nhìn đến dị sắc liên tục, trên mặt tốt sắc càng sâu. Thế nhưng là, còn không đợi nàng lần nữa hướng đồng môn tỉ muội khoe khoang một phen, Trác Phàm cái kia trong gian phòng, lại nhẹ nhàng rơi xuống mấy chữ thánh linh thạch. Soạt, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ trong đại sảnh mọi người tất cả đều xôn xao, cả đám đều trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Trác Phàm cái kia thần bí gian phòng, trong mắt đều là kinh dị cùng kinh hãi. 20 triệu thánh linh thạch, tùy tiện thì mua cái không biết cái quái gì đồ vật trở về. Đây cũng không phải là đánh bạc, hoàn toàn cũng là nện tiền a. Ở trong đó ngồi đến tột cùng là ai, như thế thổ hào. Từ Trấn Hưng Sinh cũng là chợt một cái lảo đảo, ra mặt cuồng rút, tại Phương Mẫn cái kia hy vọng trong ánh mắt, đã là không mặt mũi nào lại đối mặt nàng, chỉ có thể hận hận nhìn về phía đối diện cái kia ghế lô, hận đến hàm răng thẳng ngứa. Nha nha nha, đối diện cái kia lạc ra đến tột cùng là ai, tùy tiện thì ném ra 20 triệu thánh linh thạch. Bọn họ linh thạch đều là gió lớn thổi tới a, thế mà so bổn công tử cái này kiếm hoàng đệ tử còn xa xỉ, thực sự buồn cười. Cái kia tính Liễu sư thúc thật sâu nhìn một chút đối diện, tuy nhiên cũng là có chút kinh dị, nhưng cuối cùng vẫn thật dài phun ra một ngụm chọc khí, khóe miệng xẹt qua vui vẻ nụ cười. Còn tốt, cái này bại gia tử bị người ngăn cản, lão phu rất an ủi a, ha ha ha. Ây, trên lầu Lạc gia các vị khách quý, các ngươi làm thật xác định. 20 triệu thánh linh thạch, cầm tới vật này. Tựa hồ cũng là bị giật mình, người thành chủ kia suy nghĩ một chút, lần nữa xác nhận một phen. Lúc này, tại chỗ tất cả mọi người cũng cùng nhau nhìn chăm chú về phía gian phòng kia, trong khi chờ đợi người trả lời. Rất nhanh, trong phòng kia truyền ra một đạo tiếng cười khẽ đến, thành chủ đại nhân, chúng ta Lạc gia chỉ có thánh linh thạch, về sau tất cả kêu giá, cũng tất cả đều là thánh linh thạch. Oanh! Chỉ một thoáng. Toàn bộ hội trường sôi trào, tất cả mọi người đầy mặt kinh hãi nhìn chòng chọc này bao xương không thả, một trái tim ngăn không được đập bịch bịch lên. Tuy nói bọn họ cũng nghe nói gần nhất Lạc gia thanh thế to lớn, tài lực hùng hậu, viễn siêu tầm thường thế lực. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà có thể tài đại khí thô đến loại trình độ này. Chỉ là vòng thứ nhất đấu giá, cũng là thánh linh thạch mở màn, mà lại về sau còn tất cả đều là thánh linh thạch. Như thế tới nói, người khác còn thế nào cùng hắn so. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu tất tất dẫn dẫn, châu đầu ghé tai lên, sắc mặt biến đến hơi ngưng trọng. Cùng cái này thổ tài chủ nhìn lên một dạng đồ vật, làm thật không có bất kỳ cái gì phần thắng a. Đưa mắt quét quét toàn trường tất cả mọi người chúng, người thành chủ kia tuy nhiên trong lòng đã là không sai, nhưng vẫn là muốn dựa theo quá trình, hỏi ba lần, cái này vật đánh cược, hoan hỉ Trấn Lạc gia ra giá 20 triệu thánh linh thạch, còn có hay không càng cao. Trầm mặc. Tất cả mọi người một trận trầm mặc. Có hay không, người thành chủ kia hỏi lại, vẫn như cũ không người phát biểu. Sau cùng, người thành chủ kia lần nữa hỏi lần thứ ba về sau, gặp còn không người đấu giá, liền lập tức tuyên bố tốt, như vậy hiện tại cái này khiến tất cả nữ nhân si mê, khiến tất cả nam nhân điên cuồng đồ vật, thì về Lạc gia tất cả. Vừa dứt lời, người thành chủ kia hơi vung tay, lúc này đem cái kia đồ chơi miếng vải đen để lộ. Lại là chính gặp bên trong trưng bày một chi toàn thân sáng chói, tản ra thất thải hào quang châu châm, phía trên 18 khỏa như ngọc trong suốt Nam Hải Minh Châu, lúc này khiến tại chỗ tất cả mọi người song đồng nhất định, trong nháy mắt bị mê chặt. Riêng là những cô gái kia, càng là lộ ra có chút mê say ánh mắt. Dường như vật kia có cỗ dị dạng ma lực, giống như hắc động, hút cho các nàng mắt lom lom châu. Bảy màu loan phượng châm, từ thối luyện 180 nói tự tinh kim chế tạo. Phía trên phụ mỗi khỏa chân châu, đều là trên đời chỉ có, giá trị liên thành. Với tư cách nữ tử, nếu là có thể đeo lên cái này mai châu châm, coi là thật ung dung hoa quý, xinh đẹp không gì sánh được. Lúc này,
người thành chủ kia bắt đầu tiếp tục giới thiệu, chỉ là cái này mai cái châm cài đầu trừ trang sức bên ngoài, bản thân cũng không tính linh binh, không có cái gì thực tế hiệu dụng. Chư vị nam tử hán nhóm, nếu là mua như thế một chi trông thì ngon mà không dùng được đồ vật trở về, đoán chừng hội hối hận ruột đều xanh a, ha ha ha. Lời vừa nói ra, tại chỗ bọn người người, cũng là cùng nhau phát ra rất tán thành cười to, bất quá bên trong đại bộ phận cũng đều là nam tử, những cô gái kia, nhìn chằm chằm cái kia châu châm ánh mắt, vẫn là vẫn như cũ si mê cùng hướng về. Bao quát cái kia Đan Hà Tông chúng nữ, liền Mai Tam cô lão thái bà này, giờ này khắc này cũng bất giác có chút hoảng hốt, thì càng đừng nói là những cái kia tiểu cô nương. Hơi hơi cắn cắn môi son, Phương Mẫn oán hận nhìn Từ Trấn Hưng Sinh liếc một chút, oán giận nói, người thật là vô dụng, liền như vậy một kiện đồ trang sức đều mua không trở lại. Ai, Mẫn muội, may mắn không có mua a, như thế một cái đầu châm, trừ nhìn xem bên ngoài, có làm được cái gì a? Chỉ sợ liền 100 linh thạch đều không đáng đi. Đánh rắm, hữu dụng thì là có dùng, ta chính là muốn mang. Hung hăng nguyết hắn một cái, Phương Mẫn đùa nghịch lên tiểu hài tử tính khí. Sở Khuynh Thành ở một bên, cũng là khẽ gật đầu, lộ ra một tia hâm mộ nói, tuy nói thật là không quá giá trị nhiều như vậy linh thạch, nhưng nếu có thể mang một lần liền tốt. Ngươi, nghĩ hay lắm. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Phương Mẫn cười lạnh, gà mái coi như cắm chỉ phượng hoàng vũ mao, cũng thành không phượng hoàng. Hơi hơi chu chu mỏ, Sở Khuynh Thành tịch mịch cúi thấp đầu. Đúng lúc này, người thành chủ kia giới thiệu xong cái này kim sai giá trị về sau, vừa nhìn về phía Lạc Nhà Phương hướng, cười nói, đương nhiên, bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân. Chúng ta vừa mới trêu chọc vật này giá thấp, chỉ là đứng tại nam tử góc độ phía trên mà nói, đối với nữ tử. Riêng là giống Lạc đại tiểu thư dạng này khuynh quốc chi tư, tự nhiên coi là chuyện khác. Lấy Lạc ra tài lực, đập đến cái này kim sai cũng không chỉ là đáng giá mà thôi, quả thực cũng là chuyện đương nhiên thuộc về. Người tới, đem cái này kim sai đưa đến Lạc tiểu thư đi nơi nào. Vâng. Vừa mới nói xong, lập tức liền có người cung kính hiện lên lấy khay, đem kim sai đưa đi. Một đường lên, nhìn lấy cái kia hào quang óng ánh bắn tại nhãn cầu, cơ hồ tất cả nữ tử, đều có một loại mê say, thậm chí ghen ghét ánh mắt ở bên trong. Thế mà, đúng lúc này, này bao xương bên trong lại là lần nữa phát ra một đạo quát nhẹ chậm đã. Làm sao? Cho ta đem chi này châm, đưa đến Đan Hà Tông Sở Khuynh Thành tiểu thư trên tay. Soạt. Đột nhiên ở giữa, toàn trường tất cả mọi người lần nữa vỡ tổ. Liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau thảo luận, sau đó cùng nhau đem ánh mắt nghi ngờ, nhìn về phía Đan Hà Tông cái kia ghế lô chỗ. Cái này Lạc Nhà thế mà trực tiếp đem 20 triệu thánh linh thạch vỗ xuống bảo vật, đưa cho Đan Hà Tông người. Cái này Lạc ra là bối cảnh gì, chẳng lẽ là Đan Hà Tông cấp dưới thực lực? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người châu đầu ghé tai, lần nữa tao loạn. Cho dù là Đan Hà Tông nội bộ, cũng là một trận rất là kỳ lạ, lẫn nhau nhìn xem, đều là đầy đầu hồ dán. Riêng là Phương này Mẫn, càng là không kịp chờ đợi nhìn về phía Mai Tam cô nói, sư thúc, cái này Lạc ra. Là chúng ta người. Đôi mắt nhẹ nhàng suýt híp mắt một chút, cái kia họ Liễu lão giả cũng là chăm chú nhìn nàng không thả, trong lòng siết chặt, hai nắm tay không ngừng nắm lại. Muốn là cái này Đan Hà Tông còn có như thế cái đại tài chủ chống đỡ lời nói, lần này sau cùng cạnh tranh bảo bối, thế nhưng là quá nguy hiểm. Không biết a, trưởng môn không cho lão thân đề cập qua, phái tới tiếp viện a. Trong mắt cũng tất cả đều là không hiểu, cái kia Mai Tam cô đồng dạng không rõ ràng cho lắm. Lúc này, nhưng nghe một đạo tiếng gõ cửa vang, một vị bồi bàn nâng khay đi vào trong phòng này, hướng mọi người khom người cúi đầu nói, chư vị tiền bối. Không biết vị nào là Khuynh Thành cô nương. Bạch, tất cả mọi người, đều đồng loạt nhìn về phía Sở Khuynh Thành chỗ đó, liền chính nàng cũng không khỏi đến, ngây ngốc giơ tay lên, tựa hồ còn chưa theo vừa mới trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Mỉm cười, cái kia bồi bàn không sai, liền khom người đi vào trước mặt nàng, đem khai trình lên nói, chắc hẳn cô nương đã vừa mới nghe đến, đây là Lạc gia vị kia đại gia, để tiểu chuyển giao cô nương lễ vật, mời cô nương vui vẻ nhận. Ây, á, tựa hồ còn có chút không bình tĩnh nổi, Sở Khuynh Thành trong lòng trì trệ, cứng ngắc cánh tay, liền muốn để lộ cái kia miếng vải đen. Thế nhưng là còn không đợi nàng động thủ, một cái như tay ngọc trường, đã là nhanh như thiểm điện, phạch một cái đem na cái bố vén lên, lộ ra bên trong cái kia tinh xảo châu châm, đưa tay liền đoạt.
ánh mắt lạnh lẽo, cái kia bồi bàn xoay người lại một cái, lúc này tránh thoát cái kia đạo ma trưởng, ngược lại chăm chú chằm chằm đi qua, vị cô nương này, ngươi không phải Sở Khuynh Thành cô nương, chúng ta không thể đem đồ vật giao cho ngươi. Ta là Đan Hà Tông đại sư tỷ Phương Mẫn, đã lạc ra để ngươi đem đồ vật cho chúng ta Đan Hà Tông, ta vì sao không thể cầm. Trong mắt ghen ghét chi hỏa cháy hừng hực, Phương Mẫn hung hăng trừng Sở Khuynh Thành liếc một chút, nghiến răng nghiến lợi. Ta cười một tiếng, người kia từ chối cho ý kiến, cái này kim sai là lạc gia đại gia vỗ xuống, chúng ta tự nhiên có nghĩa vụ đưa nó giao cho chỉ định người, đây là chúng ta đổ thành quy củ. Vừa mới tên kia đại gia chỉ mặt gọi tên là Đan Hà Tông Khuynh Thành tiểu thư, cũng không chỉ là Đan Hà Tông ba chữ. Ngươi, tốt, Mẫn Nhi, còn không có náo đủ sao? Mất mặt xấu hổ. Phương Mẫn song đồng chừng một cái, còn muốn lớn mắng, lại là lưng Mai Tam cô hét lớn một tiếng, lúc này ngăn lại, sau đó vừa nhìn về phía Sở Khuynh Thành, mỉm cười nói, Khuynh Thành, đây là người ta cho ngươi lễ vật, ngươi nhận lấy đi. Vui mừng trong bụng, Sở Khuynh Thành khẽ gật đầu, sau đó liền tại cái kia bồi bàn cung kính đệ trình dưới, cầm lấy cái này sáng chói châu châm, cắm chấm dứt phía trên. Trong chốc lát, quả nhiên người tốt vì lụa ngựa dựa vào cái yên, chỉ là cái này trong nháy mắt, tại cái kia kim sai sáng chói ánh sáng phụ trợ dưới, cái này bình thường tiểu cô nương, trong nháy mắt biến đến xinh đẹp không gì sánh được lên. Khuynh Thành, ngươi tìm tới nàng. Một phương diện khác, Lạc Vân Thường nghe đến Trác Phàm đối ngoại cái kia âm thanh hét lớn, lúc này giật mình, nhìn về phía hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn lên tiếng, không có lầm chứ, nàng tại Đan Hà Tông, ngươi chắc chắn chứ. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm thật dài phun ra một ngụm chọc khí, đúng vậy a, thật sự là không khéo a, hiện tại nàng cùng Đan Hà Tông lăn lộn như vậy quen thuộc, sau này chỉ sợ muốn làm ta cản tay xiết đuôi. Cái kia, vẫn là muốn chúc mừng ngươi. Trên mặt có chút bất đắc dĩ, Lạc Vân Thường thì thào lên tiếng, còn lại chúng nữ nghe đến, cũng là sắc mặt có chút không tự nhiên lại. Chỉ là đây hết thảy, Trác Phàm đều không để ý, trầm ngâm một chút, mới vừa nhìn về phía Lệ Kinh Thiên nói, Lệ lão, Khuynh Thành bỗng nhiên xuất hiện tại Đan Hà Tông, còn thân phận thần bí, có chút cổ quái. Ngươi cho ta tại Đan Hà Tông phụ cận dò xét một chút, trăm năm trước có cái gì dị tượng phát sinh, ta luôn cảm thấy cái kia lão cô bà, có cái gì mưu đồ làm loạn cử động. Tốt, Trác quản gia, ngươi yên tâm đi, về sau ta liền đi. Ừm, nhẹ nhàng gật đầu, Trác Phàm nhíu chặt lông mày, vẫn tại âm thầm suy nghĩ lấy. Lúc này, trên đài vang lên lần nữa người thành chủ kia cao vút thanh âm tốt, các vị tiên sinh tiểu thư, còn có tiền bối, kiện thứ nhất vật đánh cược danh hoa đã có chủ, nhưng các vị yên tâm tâm, chúng ta kiện thứ hai vật đánh cược, tuyệt đối so với kiện thứ nhất còn muốn chân quý được nhiều. Người tới, đem đồ vật đẩy lên tới. 30 triệu. Thế mà, đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên lần nữa. Người thành chủ kia thân thể run lên bần bật, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lạc gia gian phòng, da mặt ngăn không được lay động trước. Tiên sinh, ta còn không có giới thiệu đây. Không cần giới thiệu, cái này ta cũng muốn. Oanh! Giống như một đạo vòi rồng xẹt qua, tại chỗ tất cả mọi người nhất thời lần nữa rối loạn lên. Nếu nói kiện thứ nhất vật đánh cược, hắn ra giá cao vỗ xuống, là còn có thành chủ giới thiệu điểm này căn cứ lời nói, vậy lần này thế nhưng là cái gì cũng không biết, liền trực tiếp xuất thủ cầm xuống hàng hóa. Vạn nhất bên trong chỉ là một khối quay đầu, hắn ra 30 triệu thánh linh thạch, không đáng tiếc sao. Nhưng là nghĩ lại, mọi người lại là trong lòng cả kinh. Vạn nhất người ta tài đại nghiệp lớn, cũng là không đáng tiếc đâu. Mấu chốt là, hắn đến tột cùng lớn bao nhiêu sản nghiệp, mới có thể như thế đốt tiền a. Trong lúc nhất thời, mọi người không còn đem tâm tư chăm chú vào cái kia sắp đẩy tới vật đánh cược phía trên, mà chính là tất cả đều chú ý hướng lạc gia thân phận thần bí phía trên. Gia tộc này, đến tột cùng thần thánh phương nào? Cái kia thành chủ đại nhân cũng là liên tục cười khổ, nhưng vẫn là ấn quá trình, hỏi ba câu, cái này vật đánh cược, còn có người phải thêm giá sao? Có ai không? Có ai không? Không có người trả lời, tất cả mọi người là một mặt trầm mặc ứng đối. Cũng không biết đây là cái quái gì, liên tục điểm manh mối đều không có, còn sao đến 30 triệu thánh linh thạch, mạo hiểm như vậy sự tình, ai còn dám theo vào a? Tốt, lần này lại là lạc gia đại gia, thu hoạch được cái này vật đánh cược. Sau cùng, người thành chủ kia lần nữa giải quyết dứt khoát, tuyên bố, như vậy, cuối cùng là cái gì đâu? Để cho chúng ta rửa mắt lấy.
tặng nó cho Đan Hà Tông Khuynh Thành tiểu thư, cảm ơn. Thế nhưng là, còn không đợi hắn nói xong, Trác Phàm đã là lần nữa hét lớn lên tiếng, làm cho hắn lúc này một cái lảo đảo, kém chút té xuống đài đi. Sau đó mới một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía cái kia thần bí gian phòng, bật cười nói, tiên sinh, chẳng lẽ ngươi thì không muốn xem nhìn, ngươi đập xuống cái gì sao? Không cần, tất cả mọi thứ đều đưa đến Khuynh Thành tiểu thư chỗ ấy. Không có nửa phần chần chờ, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Khóe miệng một phát, người thành chủ kia cũng là bất đắc dĩ, phất phất tay, liền để những thị giả kia đem vừa đẩy lên đến đồ vật, lần nữa đẩy xuống. Tất cả mọi người, liền vật kia mặt nhi đều không gặp, liền đã đưa mắt nhìn rời đi. Cái này tại từ trước tới nay, toàn bộ Vân Lam trong thành, vẫn là lần đầu xảy ra chuyện như vậy. Đan Hà Tông những người kia gặp này, cũng là hoàn toàn mắt trợn tròn. Cái này lạc ra đến tột cùng là ai a, làm gì liên tiếp đem vật đánh cược đưa cho các nàng. Chẳng lẽ nói, muốn mượn này nịnh nọt các nàng tông môn, tìm cái chỗ dựa sao? Ân, khẳng định là như vậy, chỉ bất quá. Vì sao vẻn vẹn chỉ đưa một người, vẫn là cái nhỏ tuổi nhất đệ tử. Điểm này, các nàng lại là có chút nghĩ không thông. Kết quả là, tiếp đó, những cái kia trong bóng tối vật đánh cược, một cái tiếp một cái hướng trên đài đẩy đi. Nhưng là vừa vặn đến nửa đường, liền bị Trác Phàm một ngày giá cho chặn đứng. Sau đó, ấn quy củ cũ, tất cả đều đưa đến Sở Khuynh Thành chỗ đó. Bỗng nhiên, Sở Khuynh Thành tiểu cô nương này, cái gì cũng không làm, liền vô duyên vô cớ đến một đống bảo bối, lại là có chút ngây người. Còn lại những cái kia vốn là hùng tâm bừng bừng đến đấu giá mọi người, gặp phải như thế một cái đại tài chủ ngăn tại trước mặt, cũng là không còn gì để nói, nhất thời biến thành toàn trường quần chúng. Liền tham dự tư cách đều không có. Bởi vì, tất cả vật đánh cược đều bị người kia một hơi bán đứt, bọn họ liền cơ hội ra tay đều không có. Đây đối với đổ khách tới nói, lại là có chút khổ cực. Với tư cách một tên có mộng tưởng, có truy cầu đổ khách, không sợ truyền nhiều, cũng không sợ thua thảm, liền sợ không cho hắn đánh bạc a. Bất quá, càng khổ cực, vẫn là cái kia làm người chủ trì thành chủ đại nhân. Từ khi Trác Phàm đại tài chủ tính khí phạm, tất cả vật đánh cược hết thảy bán nứt về sau, hắn lại là liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Sau cùng nhiều lắm là đến câu, cái tiếp theo vẫn quy củ cũ sao. Đây đối với một cái người chủ trì tới nói, lại là lớn lao khổ cực. Rốt cục, tất cả vật đánh cược đều đã thanh tẩy hoàn toàn, người thành chủ kia cũng coi như có thể lại triển hùng phong, hắn giọng nói tốt, hiện tại chúng ta tầm thường hàng hóa đều đã đập xong. Đầu tiên chúc mừng chúng ta khách quý lạc gia, thành làm lần này thịnh hội lớn nhất đồ bán đoạt giải. Như vậy tiếp đó, sẽ là bản thành lớn nhất từ trước tới nay buổi lễ long trọng, thánh vực tám hoàng, một vốn một lời chàng sau cùng một kiện vật đánh cược, minh hải địa đồ tranh đoạt chiến. Tại chỗ còn lại khách nhân cũng có thể tham dự vào, chỉ muốn các ngươi có lá gan này. Cùng thực lực, ha ha ha. Cái gì, cùng tám hoàng cạnh tranh? Vốn là mệt mỏi chỉnh một chút một trận đánh bạc biết. Muốn tại sau cùng một trận đấu giá bên trong, đến lần nghịch tập, coi như táng ra bại sản, đối với một cái dân cờ bạc cũng đáng, chỉ cầu một thống khoái mà thôi. Nhưng là nghe xong tám hoàng uy tên, tất cả mọi người lại là đột ngột đến thân thể chấn động, trong lòng run lên, tất cả đều co lại thành một đoàn. Nói đùa sao, cùng tám hoàng đánh bạc, đây không phải muốn mạng a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường biến đến lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người câm như hến. Người thành chủ kia liếc mắt liếc liếc bọn họ, cười lạnh, sau đó lại đáng xem phía trên bỗng nhiên biến đến giữ im lặng lạc ra phương hướng kia liếc một chút, khóe miệng xẹt qua vẻ khinh miệt. Coi như ngươi lại thổ hào, tại những thứ này thực lực chân chính trước mặt, cũng không có lá gan này tranh đi, hừ hừ. Các vị tám hoàng đại biểu, lần này chúng ta đánh bạc hoàng đại nhân đặc biệt khác yêu cầu, mời các vị đường đường chính chính phía trên chúng ta chiếu bạc trước, công khai công chính thắng được tấm bản đồ này. Người tới, lên bàn ghế dựa. Lời nói xong, lập tức liền có người dơ lên một chương lớn dài bàn, còn có thất đem cái ghế đi vào trên đài. Người thành chủ kia mỉm cười, dẫn đầu đi vào cái bàn mặt đối lập, chậm rãi theo trong giới chỉ lấy ra một tấm màu xám địa đồ, phanh một tiếng đập trên bàn, hiển nhiên là muốn đại lý. Trên lầu khách quý trong gian phòng, thỉnh thoảng phát ra đạo đạo tiếng hừ nhẹ, sau đó liền lục tục đi xuống, bao quát Mai Tam cô bọn họ cũng giống vậy. Chỉ là tất cả mọi người sắc mặt, đều có chút không tốt. Mà cái kia toàn trường mọi người, cũng là mặt hiện kinh hãi,
lần thứ nhất nhìn đến những đại nhân vật này, từng cái lộ mặt. Đánh bạc hoàng đại nhân đây là ý gì, để cho chúng ta cho hắn cái này đổ thành giữ thể diện sao? Đúng vậy a, chúng ta tốt xấu là tai to mặt lớn nhân vật, há có thể tùy tiện tại trước mặt mọi người xuất đầu lộ diện, lẫn nhau tranh giành náo đâu. Chẳng lẽ, đánh bạc hoàng đại nhân là muốn nhờ vào đó phơi bày một ít uy phong mình? Còn lại thất hoàng nhân mã, đều muốn bị các ngươi nắm mũi dẫn đi sao? Từng cái cười lạnh liên tục, hùng hùng hổ hổ đi vào cái kia chiếu bạc trước, đuổi ngồi xuống, phát ra bực tức, các hoàng đại biểu đều là đã tề tụ, còn lại tùy tùng thì đứng sau lưng bọn họ. Mỉm cười, người thành chủ kia từ chối cho ý kiến, các vị đừng tức giận, đã đến đổ thành, tự nhiên là trên chiếu bạc xem hư thực. Phần này Minh Hải địa đồ, tuyệt sẽ không tùy tiện bán cho các vị, dù sao chúng ta đánh bạc hoàng đại nhân, cũng là mơ ước cái kia minh đế đạo tràng rất lâu. Vậy các ngươi còn mời chúng ta tới là đánh bạc. Trong mắt tinh mang lóe lên, người thành chủ kia lộ ra một đạo tà dị tiếu dung, chúng ta sẽ không đem nó bán cho các ngươi, nhưng có thể thua ngươi nhóm, chỉ muốn các ngươi có bản sự này thắng được là được. Ánh mắt nhẹ nhàng suýt híp mắt một chút, Mai Tam cô nhẹ hừ một tiếng. Gật đầu nói tốt, làm sao cái đổ pháp? Tầm thường đổ pháp các vị nhất định không để vào mắt, như vậy chúng ta thì đánh bạc câu đố, ai có thể đoán đúng đối phương đáp án, người nào liền chiến thắng, nếu là đánh ngang, trang ra thắng. Khóe miệng xẹt qua nụ cười quỷ quyệt, người thành chủ kia khoan thai lên tiếng. Giải đố. Hai mắt khoảng chừng đi loanh quanh, bảy người lẫn nhau nhìn xem, đều là đạm mạc gật gật đầu tốt, thì giải đố. Vậy thì tốt. Như vậy chúng ta bắt đầu đi. Chờ một chút. Thế mà, mọi người ở đây phải lập tức đánh cực lúc, hét lớn một tiếng lại là đột ngột vang lên. Mọi người giật mình, cùng nhau nhìn về phía thanh âm kia truyền đến chỗ, đã thấy chỗ đó không là người khác, chính là Lạc Gia chỗ tại cái kia ghế lô. Lại thêm một cái ghế, lần này cạnh tranh đánh bạc, chúng ta Lạc Gia cũng tham dự. Cái gì? Bất giác kinh hãi, tại chỗ tất cả mọi người lần nữa sôi trào lên. Cái này Lạc nhà thế mà dám cùng tám hoàng tranh phong, không muốn sống sao? Vẫn là nói, người ta có càng đại bối cảnh. Cho dù là cái kia tám hoàng đại biểu, cũng là ngăn không được mi mắt lắc một cái, ào ào suy đoán đối phương lai lịch. Có dạng này đảm lượng, tuyệt không phải hạng người bình thường, lại thêm lúc trước cái kia khủng bố tài lực. Chẳng lẽ nói, bọn họ là đại biểu Thánh Sơn đến? Trong lúc nhất thời, cho dù là tám hoàng đại biểu, trong lòng cũng một trở nên nặng nề. Người thành chủ kia tại trầm ngâm một chút về sau, cười nói, người tới, lại thêm một ghế, trên chiếu bạc, người người có thể tham dự. Sau đó, tấm kia lớn dài bên cạnh bàn, liền lại thêm một cái chỗ ngồi. Tất cả mọi người chăm chú nhìn cái chỗ ngồi kia, trong mắt chớp động lên không hiểu ánh sáng, bao quát cái kia tám hoàng đại biểu cũng giống vậy. Chỉ chốc lát sau, theo từng đạo đạp nhẹ tiếng vang lên, người Lạc Gia rốt cục đi ra gian phòng, đi vào tất cả mọi người trước mặt. Thế nhưng là, khi thấy cái kia quen thuộc bóng người lúc, Sở Khuynh Thành cùng Đan Hà Tông chúng nữ lại là cùng nhau sững sờ, kinh ngạc kêu lên, là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đúng vậy a, ta là người Lạc Gia, tự nhiên muốn đi cùng tiểu thư cùng một chỗ đến đây, có cái gì kỳ quái sao? Mỉm cười, Trác Phàm đi ở trước nhất, nhìn về phía những thứ này quen người ánh mắt, lộ ra thần bí ánh sáng. Khiến người ta thấy không rõ lắm hắn tâm lý đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Keng! Cái kia lưu quang ở đỉnh đầu mọi người đi một vòng, trong nháy mắt cắm ở cái kia lớn lên trên bàn, lộ ra chân thực diện mạo, lại là một thanh toàn thân tản ra óng ánh sáng bóng dài chín thước kiếm, mà lại tại trên thân kiếm kia, còn hiện lên từng đạo lân giáp, phảng phất long văn. Mí mắt ngăn không được run run, người thành chủ kia không khỏi hoảng hốt lên tiếng, ngũ phẩm đỉnh phong thánh binh. Kém một chút thì có thể làm chủ lục phẩm cực hạn, cái này tại thánh vực nhưng cũng là rất ít gặp a. Đâu chỉ như thế, thành chủ đại nhân mời nhìn kỹ một chút cái này rèn kiếm thủ pháp, tuyệt không phải người phàm thủ đoạn, không phải tầm thường ngũ phẩm thánh binh có thể so sánh. Lúc này, Lạc Vân Thường mi mắt hơi nhíu, vẻ mặt đắc ý nói. Liên tục không ngừng gật đầu, người thành chủ kia cũng là liên tục tán thưởng, không tệ, Lạc tiểu thư nói cực phải. Cái này luyện kiếm người trên kiếm đạo cảm ngộ coi là thật đăng phong tạo cực, lại làm cho cái này thánh kiếm cũng có loại thâm bất khả trắc linh tính, thật là kinh người. Chỉ sợ cho dù là đồng dạng lục phẩm thánh binh cùng chắc hẳn, cũng muốn thua chỉ kém em đi. Từ đâu tới chỉ sợ, căn bản chính là như thế. Nhếch miệng cười một tiếng,
Trác Phàm ngay sau đó nhất chỉ thân kiếm kia nói, thành chủ đại nhân mời xem cái này bên trong, như thế tài liệu, người bình thường có thể đoạt tới tay sao? Trong tâm nhanh chóng chuyển động, người thành chủ kia lần nữa quan sát tỉ mỉ một phen, chào đón cái kia vải quang trong vắt, hoàng uy bức người, mới bừng tỉnh đại ngộ, kêu lên sợ hãi, chẳng lẽ, đây là Long vực Long Vương Lân Giáp tạo thành. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, không chỉ là những cái kia giữa sân quan sát mọi người hít sâu một hơi, cho dù là còn lại mấy vị tám hoàng đại biểu, cũng là ngăn không được thân thể lắc một cái, không thể tin nhìn lấy bọn hắn, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Bọn họ lại dám tự tàng Long Vương Lân phiến chế tạo thánh binh, không muốn sống sao? Lạc đại tiểu thư, các người có biết hay không, sự kiện này nếu để cho Long vực Long tộc con cháu biết, chỉ sợ. Da mặt hung hăng co rúm, người thành chủ kia đầu lưỡi đều ngăn không được đánh tới kết. Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, thành chủ đại nhân yên tâm, chúng ta đã dám xuất ra cái này thánh binh, thì không sợ bọn họ tìm tới cửa. Long Vương là 10 cấp linh thú đỉnh phong, so bình thường nhân loại hoàng giai đều mạnh hơn. Chúng ta có thể cầm tới bọn họ lân giáp chế tạo linh binh, chúng ta chẳng lẽ lại là ăn chay sao? Ha ha ha! Ây, đúng vậy a, đúng vậy a. Chưa phát giác rực rỡ cười một tiếng, người thành chủ kia một trái tim lại là phù 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 loạn nhảy dựng lên, đồng thời tại chỗ tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Gia ánh mắt, cũng càng coi trọng mấy phần. Long tộc thế nhưng là linh thú giới xưng vương xưng bá chỗ, cao thủ như mây, liền thất thánh sơn đều không dám tùy tiện trêu chọc, cái này Lạc Gia cư nhiên dám thả như thế hào ngôn, cái kia sau lưng đến tột cùng là lai lịch ra sao đâu. Kết quả là, tất cả mọi người cảm thấy cũng không khỏi âm thầm phỏng đoán, lại không dám lại nói rõ bất kính. Trầm ngâm một chút, người thành chủ kia lại thật sâu chằm chằm Lạc Gia mọi người liếc một chút về sau, mới cười khan một tiếng, tuyên bố, chư vị. Ta nghĩ các ngươi cũng phải biết, ngũ phẩm thánh binh tại thánh vực chân quý trình độ, cho dù là chư vị trong tay tất cả bảo bối đều lấy ra, cũng so ra kém Lạc Gia cùng kiếm hoàng trong tay một kiện, bên trong lại lấy Lạc Gia thanh này càng chân quý. Như vậy ta ở đây tuyên bố, trừ ta bên ngoài, Lạc Gia là sau cùng nhất trang, tiếp là kiếm hoàng đại biểu, sau đó chư vị ấn chính mình bảo vật phân lược, theo thứ tự suy ra, không có ý kiến chớ. Cái kia còn có thể có ý kiến gì, vạn chúng nhìn chừng chừng. Rất công bình. Vừa mới nói xong, một tên sắc mặt âm trầm như quỷ lão giả, liền cầm lấy cái kia ma linh quyền chảo, nhìn về phía một cái sắc mặt tà dị công tử nói, quỷ thú tài, người cái này âm la sa cháo mới tứ phẩm cấp thấp thánh binh, lão phu đại biểu ma hoàng đại nhân, cùng ngươi một đánh cược, ngươi nhà cái. Tà dị cười một tiếng, cái kia tú tài dao động một chút trong tay quỷ diện phiến, đột nhiên gật đầu tốt, vậy bản công tử liền chiếu cố ngươi cái này thiên diện lão ma. Người trước ra để mục đi. Không, ngươi là nhà cái, ngươi tới trước. Tốt, đã như vậy, ta thì không khách khí. 3. Vỗ quạt giấy, cái kia quỷ tú tài trầm ngâm một hồi, thăm thẳm lên tiếng, vậy ta ra một đề, mời ngươi thành thật trả lời. 3 năm trước đây quỷ đăng bảo tam thập lục môn bị diệt một chuyện, có phải hay không ma hoàng đại nhân làm? Thân thể hơi chấn động một chút, cái kia thiên diện lão ma mí mắt buông xuống, suy nghĩ một chút. Phát ra khàn giọng thanh âm, quỷ tú tài ngươi cớ gì nói ra lời ấy. Lúc trước các ngươi không phải đã điều tra rõ, là ưng hoàng làm sao? Đúng vậy a, lúc trước chúng ta là như thế cảm giác, thế nhưng là về sau song phương đại chiến một phen về sau, lẫn nhau bị tổn thương, nhưng là để chống địa bàn, lại bị ma hoàng đại nhân thừa cơ tiếp nhận, cái này lại giải thích như thế nào? Những người kia không đành lòng chiến loạn nỗi khổ, khỏi bị vạ lây, nhờ bao che tại ma hoàng đại nhân. Có gì đáng kinh ngạc? Đúng vậy a, không có gì quá kỳ quái, chỉ là chúng ta song phương chiến một trận, ai cũng không được đến chỗ tốt, sau cùng người đắc ý ngược lại là ma hoàng, để hắn không duyên cớ khuếch trương mấy ngàn dặm khu vực, cái này để cho chúng ta làm sao đều không nghĩ ra a. Khóe miệng xẹt qua cười lạnh, quỷ tú tài hung hăng nhìn chằm chằm thiên diện lão ma không thả, ngươi là hắn tay trái tay phải, cho nên ta hôm nay cố ý muốn hỏi thăm ngươi một phen. Bất quá ngươi cũng đừng muốn nỗ lực giấu giếm, lừa dối vượt qua kiểm tra. Sự kiện này, mọi người tâm lý đều rõ ràng, chỉ là không có chứng cứ, không tốt bày ra trên mặt bàn nói mà thôi. Đổ hoàng đại nhân, lại là nổi danh ở trên chiếu bạc công chính nghiêm minh. Từ người khác ở chỗ này làm phân xét, ngươi nếu là nói nửa câu lời nói dối, có thể coi là thua. Thật sâu hút khẩu khí, thiên diện lão ma quay đầu nhìn một chút người thành chủ kia,
đã thấy người thành chủ kia sắc mặt lạnh lùng, cũng là chăm chú nhìn hắn, tựa hồ đã tính trước. Rất hiển nhiên, cũng là biết bên trong nội tình. Tốt, ta thừa nhận, là Ma Hoàng đại nhân làm, chỉ bất quá đây cũng là bởi vì trước đó. Người thừa nhận liền tốt, cái gì đều không cần nói, người thắng. Thiên diện lão ma thở ra một hơi thật dài, thế nhưng là còn không đợi hắn nói xong, quỷ tú tài đã là cười lạnh, cầm trong tay bảo vật hướng về phía trước đẩy, tuét miệng nói, chỉ là về sau, chúng ta quỷ hoàng đại nhân, hội liền cùng ưng hoàng đại nhân cùng một chỗ, đi hướng ma hoàng đòi cái công đạo, để hắn chuẩn bị tốt ha, hừ hừ. Da mặt có chút co lại, thiên diện lão ma hung hăng khẽ cắn môi, đem vật kia thu hồi tốt, ta sẽ chuyển cáo. Cáo từ. Không cần phải nhiều lời nữa, quỷ tú tài nhất thời đứng dậy, hướng tất cả mọi người ôm một cái quyền, vừa nhìn về phía người thành chủ kia nói, đa tạ đổ hoàng đại nhân chủ trì công đạo, tại hạ đi đầu một bước. Nói, đã là cũng không quay đầu lại rời đi. Mọi người gặp này, chưa phát giác một trận mơ hồ, không phải giải đố làm đánh cược à, làm sao biến thành lời thật lòng đại mạo hiểm. Đụng, thiên diện lão ma cũng là hung hăng vỗ bàn một cái. Đầy mặt tức giận nói, thành chủ đại nhân, đây là đổ hoàng đại nhân ý tứ sao? Đừng hiểu lầm, đổ hoàng đại nhân chỉ xuất đánh cực đề, không tham dự các vị ân oán. Hiện tại thiên diện tiên sinh đã có hai kiện linh binh, có thể ngồi xuống. Mỉm cười, người thành chủ kia từ chối cho ý kiến. Thiên diện lão ma tâm trung khí phẫn, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống. Cái này đánh cực hoàng luôn luôn tin tức linh thông, năm đó sự tình khẳng định biết. Nhưng cũng lẫn nhau không đắc tội, liền một mực không thả tại bên ngoài, hai người kia không có chứng cứ, liền cũng không có cớ tìm ma hoàng gốc giả. Nhưng là hôm nay, hắn bị bức phải bất đắc dĩ, đành phải thừa nhận, lại là để hai người kia có làm khó dễ lấy cớ. Bất quá, cái này cũng không thể hoàn toàn trách hắn, gần đến trước ma hoàng cho hắn lập mệnh lệnh bắt buộc, nhất định cầm xuống tấm bản đồ này. Hắn vừa mới như là phủ nhận, thì cái gì cũng không có. Trở về chỉ có lãnh cái chết phần, ma hoàng tàn nhẫn, hắn nhưng là không dám tùy tiện ngỗ nghịch. Thật sâu hút khẩu khí, lại thật dài phun ra, đã đi đến nước này thiên diện lão ma, chỉ có thể tiếp tục thắng được đi. Đã bây giờ ma hoàng thế lực, có lẽ cũng không sợ hai người kia làm khó dễ, nhưng tấm bản đồ này, lại là nhất định muốn được đến. Kết quả là, phía trước lão ma, đi vào ưng hoàng đại biểu trước mặt, hét lớn lên tiếng, hiện tại lão phu nhà cái, ngươi mời đi. Cười lạnh, cái kia đại biểu là cái râu trắng lão giả, lúc này ứng chiến. Nhưng là không thể không nói, cái này thiên diện lão ma vẫn là có chút tài năng, dựa vào nhanh nhẹn linh hoạt luồn cúi, quả thực là một đường qua quan trảm tướng, trong tay bảo vật cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng đến Đan Hà Tông trước mặt, quát to, trên trời có bao nhiêu ngôi sao. Đầy trời ngôi sao, người nào đếm rõ được, người biết không? Không khỏi sững sờ, Mai Tam cô phản bác mỉa mai. Nhếch miệng cười một tiếng, cái kia thiên diện lão ma chậm rãi lắc lắc đầu, ta cũng không biết, cho nên chúng ta đánh ngang, nhưng ta là nhà cái, bình cũng là ta thắng, lấy tới đi. Vung lên ống tay áo, thiên diện lão ma lúc này đem cái kia tử kim lưu ly chản bỏ vào trong túi. Đan Hà Tông mọi người gặp này, lại là hoàn toàn mộng. Mai Tam cô càng là vội vàng nói, chờ một chút, ta còn không có ra đề mục đâu. Người đã vừa mới ra, câu kia hỏi lại không tính sao. Thành chủ mỉm cười, bất đắc dĩ nhún nhún vai, chúng ta đổ thành phán định, người ra đề mục giống như hắn, đã song phương cũng không biết, chính là đánh cùng, nhà cái thắng. Da mặt không khỏi hung hăng co lại, chúng nữ rất là kỳ lạ liếc nhau, đều là khổ bức chi sắc. Trác Phàm bọn họ gặp, lại là nhịn không được bật cười liên tục. Lại sau đó, mặt trước cái kia lão ma đi vào lão giả lông mày trắng trước mặt, đem tất cả bảo vật đầy, hung tợn nói, Liễu huynh. Lão phu muốn xuất đề, người hãy nghe cho kỹ. Chờ một chút. Thế nhưng là, còn không đợi hắn nói xong, lão giả kia đã là mỉm cười, khoát tay một cái nói, ta là nhà cái, ta tới trước. Tốt, vậy ngươi tới trước. Ngươi đoán lão phu 5.000 năm đại thọ lúc, có mấy cây ngón chân. Ách, cái này. Không khỏi sững sờ, thiên diện lão ma xem hắn trên chân giày, do dự nửa ngày, phán đoán, 10 cái A. Chưa từng nghe nói ngươi nhận qua cái gì trọng thương, trên thân linh kiện chắc là đầy đủ. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị, cái kia lão giả lông mày trắng chậm rãi cởi xuống một cái giày, lộ ra hoàn hảo vô khuyết 5 cái ngón chân, sau đó trong mắt tinh mang lóe lên, ngón tay búng một cái, ba một tiếng,
một cái đẫm máu ngón chân liền bỗng dưng rớt xuống đất. Trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, lão giả kia ăn một chút cười một tiếng, sang năm là lão phu 5.000 đại thọ, chỉ có 9 cái ngón chân. Thiên diện lão ma, ngươi đoán sai. Thật ác độc. Cảm thấy chưa phát giác lắc một cái, thiên diện lão ma thật sâu liếc hắn một cái, cảm thấy có chút không cam lòng, nhưng vẫn là đẩy tay, đem tất cả bảo vật đẩy đến trước mặt hắn đi, lão gia hỏa, ngươi được, lão phu thua. Lần này là cái kia liễu lão đầu nhà cái, coi như đánh cùng cũng là kiếm hoàng bên này thắng, cho nên cái kia thiên diện lão ma đã mất cơ hội thắng. Tiểu gia hỏa, cái kia chúng ta. Chà chà mồ hôi lạnh trên trán, lão giả kia kéo lấy đẫm máu một chân, chuyển hướng Trác Phàm chỗ đó, lộ ra kiên cường nụ cười. Thế nhưng là đáp lại hắn, lại là từng đạo nụ cười quỷ quyệt. Mí mắt hơi rủ xuống, nhìn xem cái kia mặt đất vết máu, nhìn thấy mà giật mình, thậm chí Đan Hà Tông một số tiểu cô nương, đều kinh sợ một hồi che mắt. Các nàng làm sao có thể nghĩ đến, trên đời lại có như thế tâm ngoan người, xuống tay với chính mình, còn như thế không lưu tình. Mí mắt lại nhấc, nhìn về phía lão giả kia, Trác Phàm cười hắc hắc, không nói ra thong dong bình tĩnh, lão tiền bối, chơi ác như vậy à. Tiểu gia hỏa, tuổi trẻ kiến thức nông cạn, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào à, so lão phu hung ác người cùng sự, thế gian này nhiều nữa đây, ngươi về sau từ gặp được. Hiện tại thì kinh khủng kinh ngạc, chỉ sợ còn không thích hợp trên cái này mặt bàn đi. Ha ha ha, lão tiên sinh giáo huấn là, chỉ là một hồi còn mời lão tiên sinh thủ hạ lưu tình à. Ai, cái này khó xử lão phu, dù sao bản đồ này, chúng ta kiếm hoàng môn nhân, thế nhưng là tình thế bắt buộc à. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng lui ra tốt. Con nít con nôi, thế giới người lớn, các ngươi là sẽ không hiểu. Suy cười một tiếng, lão giả kia mặt mũi tràn đầy kiêu căng nhìn về phía Trác Phàm. Nghe được lời này, Sở Khuynh Thành cũng là một mặt lo lắng nhìn về phía Trác Phàm. Vị tiền bối này như thế rất cay, chí dũng song toàn, hắn một tên mao đầu tiểu tử không phải đối thủ của hắn a. Chỉ hy vọng hắn tuyệt đối đừng cùng tiền bối này chọi cứng, bị thương tổn thì không tốt. Trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị tinh quang, Trác Phàm không nói gì nữa, chỉ hơi hơi dùng tay ra hiệu, mời. Tiểu gia hỏa, xuất thân nghé con không sợ cọp, nhưng là muốn đụng đến đầu rơi máu chảy a, ha ha ha. Thản nhiên cười, lão giả kia chăm chú nhìn hắn không thả, bỗng đem cái kia thụ thương bàn chân vươn ra, tiểu gia hỏa, cùng vừa mới vấn đề một dạng, lão phu 5.000 đại thọ lúc, đến tột cùng có mấy cây ngón chân a. Cười tà xem hắn. Trác Phàm sâu xa nói, bây giờ tiền bối là 9 cái, đến lúc đó cũng hẳn là 9 cái đi. Ha ha ha, người trẻ tuổi, người cho rằng lão phu không còn dám chặt một cái sao? Khẽ cười một tiếng, lão giả kia hai ngón khép lại, hướng trên chân hung hăng cắm xuống, lại một cây đẫm máu đầu ngón, liền lần nữa rơi trên mặt đất. Lão giả kia chịu đựng đau đớn, cười gian không ngừng, lại sai, là 8 cái mới đúng. Nhìn thấy cái này. Mọi người một trận bất đắc dĩ than thở. Loại này đề mục, chỉ cần hắn có cắt ngón dũng khí, một đề đoạn một cái, ai có thể đoán đúng. Cái này thanh niên gặp phải lão lưu manh, cũng xác thực không phải là đối thủ a. Bạch! Thế mà, đúng lúc này, một đạo hắc mang xẹt qua, máu tươi dâng trào, cái kia họ Liễu lão giả thân thể lắc một cái, còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, dưới người hắn đã là rơi xuống một mảng lớn máu tươi. Đồng thời một cỗ bứt rứt đau đớn, cũng là đột ngột đến thẳng vào đáy lòng. A! À, âm thanh phát ra tiếng gào thảm thiết, lão giả kia một cái lảo đảo, ngã nhào trên đất, kêu rên không ngừng, cái kia vũng máu bên trong, yên tĩnh đứng lặng lấy hai đầu bị nhuộm đỏ hai chân. Đối diện thì là Trác Phàm cái kia lạnh lùng ánh mắt, còn có cái kia chẳng biết lúc nào giữ trong tay đen nhánh trường kiếm, tản ra rạng rỡ tinh quang. Ai nha, thật đúng là đoán sai. Xem ra ta thật sự là tuổi trẻ kiến thức nông cạn a. Bất quá, có vẻ như tiền bối chính ngài đáp án cũng là sai lầm đi. Ngài 5.000 năm đại thọ, không phải 8 cái ngón chân, mà chính là một cái cũng không có, ha ha ha. Thân thể ngăn không được cùng nhau chấn động, tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh này, đều là bị chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Lão giả này chính là kiếm hoàng đại biểu, liền còn lại thất hoàng nhân mã đều không dám tùy ý làm càn. Cái này chỉ có đoán cốt cảnh tiểu tử, hắn làm sao dám. Mà lại, hắn làm sao có thể có thực lực này, chạm cái kế tiếp hoàng giai cao thủ hai chân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người che kín, Sở Khuynh Thành càng là dọa sợ.
nàng còn là lần đầu tiên gặp Trác Phàm huy kiếm giết người bộ dáng, đúng là như thế thuần thục, không mang theo một chút do dự, đâu còn giống bình thường cái kia mặc nàng mắng to thuần lương tiểu tử. Sư thúc ngài không có sao chứ? Cái kia Từ Chấn Sinh thì là lập tức tới đến cái kia trước mặt lão giả xem một chút, mới giận dữ nhìn về phía Trác Phàm nói, ngươi. Ngươi lại dám. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ta làm sao, đã vì tiền bối này có thể tùy tiện cải biến đánh cược kết quả, ta có cái gì không thể thay đổi. Thành chủ đại nhân, vừa mới cái này một đề làm như thế nào phân xét. Hòa, ra mặt co lại, người thành chủ kia nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng là có chút ngưng trọng. Liền xem như hắn cũng không nghĩ tới, cái này tu vi không cao tiểu tử, vậy mà rất là ác. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm trong mắt tản ra tà dị, thành chủ quả nhiên công bình, chỉ là vừa mới cái kia một đề, là lão tiên sinh kia ra, sau đó cái kia ta cái này nhà cái ra đề mục A, chỉ là. Lão tiên sinh kia có vẻ như không có cách nào tiếp tục cạnh tranh đánh cược, có dự bị sao? Hừ, số tiểu tử, ta đến đại biểu kiếm hoàng môn nhân đánh cược với ngươi. Hung hăng nguyết hắn một cái, Từ Chấn Sinh khẽ cắn môi, liền muốn xông về phía trước. Thế nhưng là hắn thân thể vừa động, lại là chợt trì trệ, quay đầu nhìn lại chính gặp trong vũng máu sư thúc, chính nắm thật chặt ống tay áo của hắn, trong mắt tràn đầy gấp gáp. Sư thúc, ngươi, A Sinh, ngươi không phải đối thủ của hắn. Mí mắt càng không ngừng run rẩy, lão giả kia lại thật sâu nhìn một chút mặt mũi tràn đầy tà dị tiếu dung Trác Phàm về sau, trong lòng lo sợ. Nghiến răng nghiến lợi, lão phu vừa mới nhìn nhầm, hắn căn bản không phải cái gì tuổi trẻ kiến thức nông cạn tiểu gia tước, căn bản chính là một cái cáo già kền kền già. Người tiểu quỷ này, đấu không lại hắn. Thân thể ngăn không được chấn động, Từ Chấn Sinh quả thực không thể tin được lỗ tai hắn. Hắn nhưng là đường đường linh vương đỉnh phong cao thủ, làm sao có thể đấu không lại một cái đoán cốt cảnh con kiến hôi. Tại đây còn lại đệ tử trẻ tuổi, cũng là một mặt rất là kỳ lạ. Không biết vị này lão tiền bối đến tột cùng ý gì. Chỉ có mấy cái kẻ già đời, mới hiểu được hắn lời nói bên trong ý tứ, đặc biệt là Mai Tam Cô, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt càng là 180 độ quay lại, chứ ngưng trọng bên ngoài, còn có kinh dị. Thật sự là vừa mới một kiếm kia, quá mức gọn gàng, không có chút nào trì trệ. Hơn nữa còn là đối mặt hoàng giai cao thủ, dạng này dũng khí cùng rất cay, tuyệt không phải bình thường người có thể có được. Đó là chân chính tại máu cùng nước mắt bên trong, mà luyện ra đến vô tình chi kiếm, là núi thây biển máu mài kiếm phong. Chỉ là một cái đoán cốt cảnh, như thế nào lại có dạng này kinh lịch. Nắm thật chặt Từ Chấn Sinh không thả, lão giả kia từng ngụm thở mấy hơi thở hồng hộc, tuy nhiên trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng vẫn là cắn răng nói, thành chủ, lần này chúng ta nhận thua, ngươi cùng hắn đánh cược đi. Chỉ là tiểu tử kia, khoản này gãy chân chi sổ sách. Lão phu sẽ không như thế bỏ qua, ngươi chờ đó cho ta. Tùy thời phụng bồi. Mỉm cười, Trác Phàm quay người lại, bộ dạng người thành chủ kia, không nói ra thoải mái, thành chủ đại nhân, người muốn xuất đề sao? Mí mắt lắc một cái, người thành chủ kia trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có nặng nề, Trác quản gia, ta hiện tại biết ngươi vì sao có thể chấp trưởng dạng này một đại gia tộc, coi là thật thực chí danh quy a. Khách khí. Vậy thì tốt. Tại hạ trước hết ra đề mục. Ngắn ngủi suy nghĩ một chút, người thành chủ kia thản nhiên nói, tấm bản đồ này là Minh Hải địa đồ, ta vấn đề là, nếu như các ngươi cầm tới tấm bản đồ này, có nắm chắc tìm tới nơi này chỗ có ở đây không? Cảm thấy run lên, tất cả mọi người nghe đến câu này tra hỏi, cũng không khỏi cùng nhau nhìn về phía hai người chỗ đó, người thành chủ kia thì là chăm chú nhìn Trác Phàm, chờ hắn trả lời. Thật sâu liếc hắn một cái. Trác Phàm mỉm cười, ta liền địa đồ cũng không thấy, sao có thể nói tới nắm chắc. Chỉ bất quá tay cầm tàng bảo đồ, ai cũng sẽ làm hết sức mà thôi. Như thế nào, ta đáp án. Trung quy trung củ, không thể nói sai, dù sao đáp án này chỉ ở trong lòng ngươi, cầm đi đi. Khẽ cười một tiếng, người thành chủ kia đưa tay đẩy, đem bảo đồ đưa tới Trác Phàm trước mặt. Quét tấm kia cổ xưa trang giấy một dạng, Trác Phàm ngạc nhiên nói, cứ như vậy cho ta. Ta vấn đề còn không hỏi đi, ngươi là nhà cái, phần thắng có thể là rất lớn. Vừa mới Trác quản gia thủ đoạn, tại hạ đã biết được. Cái này một đề, tại hạ nhất định đáp không được, ta thua, ha ha ha. Bật cười một tiếng, người thành chủ kia khuôn mặt lạnh nhạt, từ chối cho ý kiến. Trác Phàm suy nghĩ một chút, khóe miệng xẹt qua thần bí nụ cười, cũng thì không chối từ nữa,
thẳng cầm qua địa đồ, tại tất cả mọi người chăm chú ý trong ánh mắt, thu nhập trong giới chỉ tạ. Nói xong, Trác Phàm vung tay lên, mang theo tất cả mọi người rời đi. Chỉ để lại những cái kia ánh mắt khác nhau mọi người, gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ không thả. Bên trong còn có một đạo có chút hưu quạnh ánh mắt, kẹp ở chúng nữ bên trong, thỉnh thoảng phiền muộn thở dài một hơi. Vì sao hắn lúc rời đi, không có liếc lấy ta một cái đâu? Một phương diện khác, đi tại trở về trên đường, Bách Lý Ngự Vũ nhìn xem sau lưng, cũng không có người theo dõi, không khỏi suy cười một tiếng, khinh thường nói, hừ, còn tưởng rằng bản đồ này là bảo vật gì đây, đến dễ dàng như vậy. Dễ dàng. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm không khỏi bật cười lắc lắc đầu, muốn dễ dàng lời nói, vừa mới những người kia liền sẽ không tranh đến máu chảy thành sông. Ngươi chẳng lẽ không thấy được, tám hoàng đem chính mình âu yếm bảo vật đều lấy ra thế chấp sao? Thế nhưng là, đã như vậy trọng yếu đồ vật rơi xuống trong tay chúng ta đi ra cũng không gặp người theo đuôi a. Đó là bởi vì, đây chỉ là một chương đồ, còn cái gì đều làm không? Không thấy thỏ không thả chim ưng, đây là đám lão gia này thường sử dụng thủ đoạn. Ngươi chờ ta nhóm tìm tới Minh Hải chỗ về sau, đám hỗn đản kia khẳng định cả đám đều xuất hiện. Không có một cái rơi xuống, hừ. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm bất đắc dĩ nói, hiện tại bản đồ này, không phải bảo bối gì, mà chính là một khối khoai lang bỏng tay mà thôi. Tất cả mọi người đang chờ ngươi tìm tới bảo bối về sau, cản đường ăn cướp. Cho dù là cái kia đánh cực hoàng, cũng không ngoại lệ. Nếu không, hắn có bản đồ này, vì sao không tự mình đi tìm? Đoán chừng không giải được bên trong manh mối, mới lấy ra tìm người giúp đỡ. Chính mình tại hậu trường dõi sát. Đã như vậy, vậy hắn thất hoàng, vì sao cũng muốn tranh giành cái đầu rơi máu chảy? Hắn thất hoàng chưa có xem bản đồ này, mặc dù biết không tốt giải, nhưng tổng muốn thử xem, người tham lam chính là như vậy. Vạn nhất giải khai đây, hắn chẳng phải độc chiếm sao? Thì như năm đó. Nói đến đây, Trác Phàm bật cười một tiếng, dao động cái đầu không nói. Năm đó Cửu U địa cung, còn không phải hắn giải khai. Hừ, hoàn toàn minh bạch hắn ý tứ, Bách Lý Ngự Vũ cũng là không sai gật đầu, nhưng rất nhanh lại khó hiểu nói, đã đó là cái khoai lang bỏng tay, chúng ta vì sao muốn đoạt, chẳng lẽ chúng ta không thể núp trong bóng tối quan sát sao? Ai, Ngự Vũ, núp trong bóng tối đều là công thành danh toại lão gia hỏa. Chúng ta lạc ra tại thánh vực còn không có ra mặt đây, tránh cái gì tránh? Chúng ta cầm tấm bản đồ này, cũng là làm một khối nước cờ đầu. Gõ mở thánh vực tám hoàng cửa lớn, tiến vào bọn họ quyền lực tranh phong bên trong. Không có tấm bản đồ này, thánh vực bát đại khu vực, chúng ta căn bản không chen vào lọt. Há, thì ra là thế, cái kia trước gõ người nào? Ma Hoàng, Triệu Thành, trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua một đạo lạnh lẽo đường cong. Một gian đen nhánh trong mật thất, Trác Phàm đứng bình tĩnh lập trung ương, tâm niệm nhất động. Một thanh đen nhánh trường kiếm lập tức xuất hiện tại hắn trong tay. Phải đồng tử bên trong, hai đạo màu vàng vầng sáng, bỗng dưng thoáng hiện. Không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không. Đụng. Một đạo vô hình ba động hung hăng đánh vào trên thân kiếm, thẳng đem thân kiếm kia đánh đến một trận run rẩy, sau đó bá một tiếng, hóa thành một cái sắc mặt ngăm đen hài tử. Chính là kiếm đồng, lại được thả ra. Chủ nhân, người rốt cục thả ta đi ra, kiếm đồng biết sai. Cũng không dám nữa. Thấy một lần Trác Phàm mặt, kiếm kia đồng đuổi vội vàng khom người bái nói. Lạnh lùng nhìn lấy hắn, Trác Phàm thản nhiên nói, đã biết sai, sai ở nơi nào. Kiếm đồng không nên dĩ hạ phạm thượng, đối tam thiếu gia hạ nặng tay, hắn là chủ nhân con nuôi, ta chỉ là chủ nhân bội kiếm, tôn ti có khác. Đánh rắm, đây là ngươi sai sao? Nhìn chằm chằm hắn không thả, Trác Phàm hét lớn lên tiếng, ngươi sai tại không phân thân sơ. Xuất thủ không tiết chế. Trong lòng ghen tị, có ma vô đạo. Ngươi là ta tùy thân bội kiếm, vốn là cùng ta người thân nhất, nhưng tiểu tam tử là ta con nuôi, lại là ta tay trái tay phải, cho nên ngươi muốn thay vào đó. Bởi vậy lần kia tỉ thí, ngươi mới hết lần này đến lần khác chọc giận hắn, sau đó bất đắc dĩ, sau cùng hạ sát thủ, ta nói không sai chứ. Cảm thấy run lên, kiếm đồng giữ im lặng. Ngay sau đó, Trác Phàm tiếp tục nói, chỉ là ngươi phải biết. Ta thủ hạ đông đảo, mỗi một cái ta đều đối xử như nhau, kiếm vương cao thủ cùng lệ lão bọn họ một dạng đãi ngộ. Cũng là không nghĩ bọn hắn có đẳng cấp có khác, gây nên nội đấu chi hoạn. Vô luận cái dạng gì tổ chức,
một khi thực lực đều tiêu hao tại nội đấu trên, vậy liền nhất định sẽ đổ. Năm đó kiếm tinh vẫn rơi một trong những nguyên nhân, cũng là bởi vì trăm dặm kinh vĩ trắng trợn khuếch trương, lại dẫn phát hai nhóm kiếm vương nội đấu mà lên. Tiểu tam tử là người một nhà, ta không hy vọng ta bội kiếm cùng ta tay trái tay phải phát sinh chém giết, hiểu chưa? Đúng, chủ nhân. Đừng kêu chủ nhân, gọi cha đi. Cha, không khỏi sững sờ, kiếm đồng kinh ngạc nhìn về phía Trác Phàm. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ta nói qua, không muốn nội đấu, liền muốn đối tất cả mọi người đối xử như nhau. Ngươi là truyền ta chi đạo mà sinh, tính khí lớn nhất giống ta, cũng coi là ta con ruột. Đã ngươi đối tiểu tam tử có như vậy điểm ghen ghét, ta liền cũng nhận ngươi làm tử, hiện tại ngươi cùng hắn hắn cũng là ngươi đại ca, sau này làm hiệp lực chung làm, không có tôn ti có khác, tự nhiên cũng không cần cái gì ghen ghét tâm. Đúng, phụ thân, nhếch miệng cười một tiếng, kiếm đồng một mặt vui vẻ nói. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm lần nữa cảnh cáo, chỉ là còn có một chút, người cùng ta dài nhất, hẳn phải biết ta chuẩn tắc. Ma đạo, có ma còn cần có đạo, chính mình người tuyệt đối không thể hạ nặng tay. Nếu không thì có khi sư diệt tổ, đồng môn tương tàn chi ngại. Còn nhớ rõ ma sách tông tà vô nguyệt sao? Nếu là ngày nào ta phát hiện ngươi cùng hắn đi đến một dạng có ma vô đạo con đường, ta cũng sẽ không giống sư tổ ngươi như thế thủ hạ lưu tình. Đúng, phụ thân, ta biết tu thân dưỡng tính, cùng ngài cùng nhau lĩnh hội đại đạo, sẽ không đi bị ma tâm khoảng trừng. Thân thể ưỡn lên, kiếm đồng lúc này bảo đảm nói. Hài lòng gật đầu, Trác Phàm vỗ nhẹ nhẹ đập hắn não nhỏ thứ, thở dài một hơi, chỉ hy vọng như thế a. Kẹt kẹt. Đúng lúc này, cánh cửa nhẹ vang lên, Bách Lý Ngự Vũ đi tới, bất đắc dĩ nói, Trác quản gia, bên ngoài có người tìm. Tìm ta, ai vậy? Còn có thể là ai, hồng nhan họa thủy thôi. Khuynh Thành, nheo mắt, Trác Phàm suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu tốt, ta cái này đi. Nói, Trác Phàm đã là liên tục không ngừng cất bước đi ra ngoài, Bách Lý Ngự Vũ gặp, buồn bực ngán ngẩm nói, Trác quản gia, chuẩn bị lúc nào đem quản gia kia bà, theo Đan Hà Tông cướp về a. Còn không phải lúc, bây giờ không phải là cùng tám hoàng chính diện khai chiến thời cơ, mà lại. Hai con người hơi hơi một suỵt, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, Đan Hà Tông là nàng một thế này sinh trưởng chỗ, nàng tâm không ở ta nơi này, nếu là tùy tiện dùng sức mạnh, quả thực tương đương với giết nàng mẹ, đồ nàng tỷ, ta trong ngoài không phải người, nàng cũng sẽ hận ta cả đời. Vẫn là tiến hành theo chất lượng, trước nghĩ lại cho thỏa đáng. Đợi ta làm cho các nàng quan hệ vỡ tan, hết thảy đều nước chảy thành sông. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Bách Lý Ngự Vũ bật cười ra tiếng, cái kia muốn chờ ngày tháng năm nào, nghe nói nàng tại tông môn rất được sủng ái a, các trưởng bối đều che chở nàng cực kỳ, riêng là sư phụ nàng, cái kia lão cô hoàng. Đây cũng chính là ta kỳ quái địa phương, những cái kia lão thái bà tâm cơ cực kỳ, Khuynh Thành thế này cũng không có biểu hiện ra cái gì chỗ hơn người, làm sao lại được đến những cái kia kẻ nịnh hót coi trọng như vậy đâu. Mi mắt thật sâu nhíu lại, Trác Phàm vừa nhìn về phía nàng hỏi, đúng, ta để Lệ lão đi giúp ta cha Khuynh Thành thân thế, hắn đi sao? Còn không có, hắn nói chờ chúng ta an toàn rời đi đổ thành, lại đi tiến hành nhiệm vụ này. Để hắn ngay lập tức đi cha. Cái này đổ thành bên trong có đánh cực hoàng người chăm sóc, không có người dám ở chỗ này dương oai. Vội vã khoát khoát tay, Trác Phàm thản nhiên nói, lại nói, hiện tại ta lại có một cái tiểu nhi tử, an toàn trên không thành vấn đề, để hắn nhanh đi đi. Vỗ nhẹ nhẹ đập Bách Lý Ngự Vũ đầu vai, Trác Phàm quay người rời đi. Bách Lý Ngự Vũ thì là lông mày nhíu lại, kỳ dị nhìn về phía kiếm kia đồng phương hướng, tiểu nhi tử. Ngươi cũng thành hắn nhi tử. Vậy cũng không, dù nói thế nào, ta cùng phụ thân nhưng là chân chính sớm chiều ở chung a. Mỉm cười, kiếm kia đồng tà dị liếc nhìn nàng một cái, thế nào, người muốn làm chúng ta nương sao? Hai gò má một đỏ, Bách Lý Ngự Vũ không nhìn tới hắn, chỉ là trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ tới. Đáng tiếc, hắn đối với nữ nhân tất cả tinh lực, đều tại cái kia trên người một người. Một phương diện khác, Trác Phàm đi vào vàng son lộng lẫy trong phòng khách. Lại là chính nhìn thấy chính do dự dạo bước Sở Khuynh Thành, tại tới tới lui lui đi tới. Khuynh Thành, ngươi làm sao tìm được chỗ này đến? Trác Phàm. Chưa phát giác vui vẻ, Sở Khuynh Thành nghe đến thanh âm hắn, quay đầu vừa mới kêu lên, nhưng rất nhanh lại sắc mặt tối sầm lại, bất đắc dĩ cúi thấp đầu. Trác Phàm gặp này, cảm thấy rõ ràng,
nhưng vẫn là nói, thế nào, có chuyện gì sao? Trác Phàm, cái này. Có chuyện gì cứ việc nói, hai ta ai cùng ai a, đều lão phu lão thê, có cái gì không tiện mở miệng. Người nào theo ngươi lão phu lão thê, chán ghét. Hai gò má một đỏ, Sở Khuynh Thành hung hăng nguyết hắn một cái, nhưng rất nhanh lại thấp mặt cúi thấp đến, thở dài, Trác Phàm, thực sự kiện này ta thật không biết nên mở miệng như thế nào. Mai sư thúc nàng, muốn cho ngươi, đem cái kia địa đồ đưa cho chúng ta. Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm thật sâu liếc nhìn nàng một cái, suy nghĩ một chút, thở dài, Khuynh Thành, sự kiện này. Thế nhưng là làm khó ta, mặc dù nói ngươi là ta lão bà, thế nhưng địa đồ là chủ gia, ta chỉ là một quản gia mà thôi. Thụ gia chủ thưởng thức mới lên làm nhà này quản gia, lại làm sao có thể tướng chủ nhà trọng yếu đồ vật, tùy tiện cho người ta đâu. Ta cũng cảm thấy là như vậy, coi như ngươi là quản gia, cũng là ăn nhờ ở đậu, sư thúc các nàng yêu cầu xác thực quá phận. Đồng dạng cho mày, Sở Khuynh Thành nghĩ một lát, hung hăng khẽ cắn môi, tính toán, Trác Phàm ngươi tuyệt đối đừng khó xử, ta cái này liền trở về bẩm báo bọn họ, nếu không bị mắng một trận mà thôi, không có quan hệ gì. Nói, Sở Khuynh Thành đã là chuẩn bị rời đi, thế nhưng là còn không đợi nàng phóng ra hai bước, Trác Phàm cũng đã lập tức bắt lấy nàng đầu vai, vội vàng nói, chờ một chút, ngươi nói là. Các nàng lại bởi vậy mắng ngươi. Sư thúc cũng chẳng có gì, chỉ là mấy vị sư tỷ lại muốn châm chọc khiêu khích. Hơi hơi ngoác miệng ra, Sở Khuynh Thành đạm mạc gật đầu. Tràn đầy xót thương mà nhìn xem nàng, sau đó thuận tiện đem nàng ôm vào trong ngực, Sở Khuynh Thành cũng không phản đối, trong nháy mắt đổ vào trong ngực hắn, Trác Phàm thở dài một hơi, ai, đáng thương Khuynh Thành a, ta đáng thương lão bà a, làm sao tận bị phần này tội đâu. Nếu không, ngươi thoát ly Đan Hà Tông, đến tìm nơi nương tựa vi phu đi. Như vậy sao được, sư phụ sư thúc các nàng đối với ta đều rất tốt, cho dù có chút ủy khuất, cũng có thể nhịn thụ, làm sao có thể tùy tiện phản bội sư môn đâu. Sớm đã đoán được nàng ý tưởng như vậy, Trác Phàm cảm thấy thở dài, cũng không nóng nảy, chỉ là giả bộ trầm ngâm một hồi, cắn răng nói, như vậy đi, ta tuy nhiên không thể đem quả thực đồ cho các nàng, nhưng là chỉ cần các nàng đem ngươi đưa cho ta. Ta thì cho các nàng vẽ một tấm bản đồ, ta kỹ xảo hội họa đây chính là tiêu chuẩn. Cái gì, đem ta tặng cho ngươi? Đúng vậy a, ngươi trở về như thế nói với các nàng, có đáp ứng hay không là các nàng sự tình, thì với ngươi không quan hệ, các nàng cũng không có lý do từ mắng ngươi. Cười hắc hắc, Trác Phàm lại chăm chú ôm vào đi, cưng chiều nói, lão bà a, ta xách điều kiện này không có làm nhục ngươi ý tứ, chỉ là muốn vợ chồng chúng ta nhanh chóng đoàn tụ. Chỉ cần chúng ta có thể cùng một chỗ, ta nhưng mà cái gì đại giới đều có thể nỗ lực. Giận cười liếc hắn một cái, Sở Khuynh Thành trong lòng ngọt ngào, khẽ gật đầu. Nhưng là rất nhanh, lại dường như nghĩ đến cái gì, tỉ mỉ nhìn Trác Phàm liếc một chút, hỏi, đúng, lúc trước tại cái kia đánh cược đài, ngươi là làm sao chặt cái kia Liễu trưởng lão hai chân, hắn nhưng là hoàng giai cường giả, ngươi chỉ là. Đoán cốt cảnh, ta biết, các ngươi đều xem thường ta. Không phải. Từ khi sự kiện kia về sau, liền Mai sư thúc đều đối ngươi nhìn với con mắt khác, đến tột cùng là làm sao làm được a? Cái kia rất dễ dàng, ba chữ. Mi mắt tà mị lựa chọn, Trác Phàm quỷ cười một tiếng, lẩm bẩm nói, nhanh hung ác chuẩn, lúc đó hắn cách ta gần như vậy, lại vẻ mặt đắc ý, không có điểm phòng bị, chỉ cần trong tay của ta có kiện đầy đủ sắc bén ra hỏa, thừa cơ đánh lén, đừng nói hắn là hoàng giai, coi như thánh giả cũng chạy không. Cái kia cũng không đúng a, à, ta sư thúc nói, nhanh như vậy một kiếm, tuyệt đối là trong núi thây biển máu ma luyện đi ra, người một cái đoán cốt cảnh, làm sao có thể. Thực không dám giấu giếm, ta trước kia, là mổ heo. Khóe miệng một phát, Trác Phàm bật cười nói, ở dưới tay ta chém chết heo, không có ngàn vạn cũng có một triệu, cũng không phải trong núi thây biển máu ma luyện đi ra a, người người sư thúc kia còn thật có ánh mắt a, ha ha ha. Không sai gật đầu. Sở Khuynh Thành bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, chỉ là mổ heo cùng giết người, khác biệt rất lớn a. Không sai biệt lắm, coi người là thành heo là được, thực cũng không có nhiều khác biệt. Đúng, người ra đến không ít canh giờ a, nhanh đi về a, đem ta lời nói đưa đến a, nói không chừng hai ta chuyện tốt như vậy thành, ta liền muốn làm các ngươi Đan Hà Tông rể hiền đây, ha ha ha. Chán ghét. Trác Phàm liên tục không ngừng thúc giục Sở Khuynh Thành rời đi. Đùa giỡn chi ngôn không ngừng. Sở Khuynh Thành lại là lại không có phản cảm, chỉ là nhẹ mắng một tiếng, liền thì vui vẻ rời đi.
chờ thấy được nàng bóng lưng dần dần biến mất, Trác Phàm lại là sắc mặt trầm xuống, chăm chú gãi gãi quyền đầu, đáng chết Đan Hà Tông, thế mà sử dụng Khuynh Thành thi triển mỹ nhân kế. Các ngươi đến tột cùng coi ta lão bà là cái gì? Hỗn đản, hừ. Minh Hải địa ngục vô tận đường, truyền đưa âm hồn lưu vong người, bình thường có đặt chân của ta bối phận, phàm thai mắt thường vĩnh trầm luân. Một gian tinh xảo gian phòng bên trong, Sương Nhi trong tay cầm một chương lít nha lít nhít, tràn đầy điểm đen trang giấy, nhẹ nhàng ngâm tụng người đứng đầu hàng hai hàng tiểu thơ. Mộ Dung Tuyết cùng Lạc Vân Thường hai nữ ở một bên, cũng là ngưng lông mày trầm tư, không rõ ràng cho lắm. Thật lâu, Mộ Dung Tuyết mới suy đoán nói, chẳng lẽ nói cái này bốn câu thơ, cũng là phá giải Minh Hải địa đồ quan trọng. Khẳng định như thế, chỉ là, đây là ý gì đâu. Nhẹ nhàng xoa bóp cái trán, Lạc Vân Thường thần thái có chút rã rời, bức tranh này tất cả đều là chút xem không hiểu điểm đen, dày đặc ở giữa. Con đường duy nhất, cũng là cái này nói gì không hiểu bốn câu thơ. Đã ba ngày, vẫn là cái gì cũng không nghĩ đến. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Mộ Dung Tuyết từ chối cho ý kiến, nếu như dễ dàng như vậy nghĩ đến, đánh cực hoàng làm sao có thể đem phần này đổ lấy ra đấu giá đâu. Trác Phàm nói đúng, chính hắn giải không ra, thì nhờ vào đó đem đồ ném cho người khác đến giải, bình chân như vậy. Mặc kệ người nào sau cùng giải khai bên trong bí mật, hắn đều có thể làm về sau hoàng tước, quả nhiên là tốt dự định. Xem ra không chỉ phàm giai, thánh vực nơi này tuyệt thế cao thủ, cũng là từng cái gian trá không gì sánh được, trốn không thoát một cái thể chữ tục A. Nghe được lời này, còn lại hai nữ cũng là tán đồng gật đầu, lòng có cảm giác. Mặc kệ là thánh vực còn là phàm giai, biến chỉ là mọi người thân phận cùng thực lực. Không thay đổi, chỉ có viên kia truy tên trục lợi tâm. Kẹt kẹt. Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, theo một đạo gấp rút tiếng bước chân lên, một đạo quen thuộc bóng người nhất thời thu vào ba nữ tầm mắt, Sương Nhi, các ngươi giải khai sao? Nếu như không có giải khai coi như, chúng ta cũng nên lên đường tiến về Thiên Ma núi. Xin lỗi, Trác đại ca, chúng ta quá vô dụng. Không có dùng cái gì a, các ngươi chớ để ý. Bức tranh này các ngươi mới nhìn ba ngày, cái kia đánh cực hoàng đoán chừng nhìn mấy chục năm đều không hiểu được, mới lấy ra. Như loại này đế cấp cao thủ đạo tràng chỗ, không giải được bình thường, giải khai đó mới là kỳ tích đâu. Thờ ơ khoát khoát tay, Trác Phàm cầm qua tấm bản đồ kia, lại nhìn kỹ một chút, không khỏi suy cười ra tiếng, tính toán, dù sao ta lại không có ý định tìm ra lời giải, đây chỉ là nước cờ đầu mà thôi, cầm bức tranh này đi tìm tiểu tử kia là được, hừ hừ. Nói, Trác Phàm đã là giảm 10% trang giấy, chuẩn bị thu nhập giới chỉ. Thế nhưng là còn không đợi hắn động tác, Sương Nhi lại là chợt khẽ giật mình, quát to, chờ một chút. Kít! Thân thể cứng đờ, Trác Phàm rất là kỳ lạ, làm sao? Ta giống như minh bạch chút gì? Chậm rãi theo Trác Phàm cứng ngắc trong tay cầm qua địa đồ, Sương Nhi chăm chú nhìn trong góc kia một mảnh nhỏ điểm đen, chợt hai mắt tỏa sáng, đúng, vừa mới làm sao không nhìn ra. Có lẽ là cái này điểm đen quá thân thiết tập hợp, ta lại không có phát hiện. Cái này lớn bằng ngón cái một mảnh nhỏ, đúng là Hoàng Phượng Tinh Vực. Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm nghi nói, cái gì Hoàng Phượng Tinh Vực? Hoàng Phượng Tinh Vực là chư thiên góc đông nam một mảnh tinh thần lĩnh vực, chủ chiến võ. Chỗ đó một khi có dị biến, thì cho thấy thiên hạ tất có chiến loạn phát sinh. Chỉ là vùng tinh vực kia rất lớn, làm sao tại trên bản đồ này, vậy mà thu nhỏ đến như thế một điểm. Nếu không phải ngươi đem trang giấy xếp lên, nổi bật đi ra lời nói. Ta đều không có phát hiện. Cái gì, người nói mảnh này tối như mực mặt rỗ đồ trên, ẩn giấu đi tinh thần đồ. Không khỏi giật mình, Trác Phàm lập tức lại đem cái kia địa đồ mở ra, tỉ mỉ xem, lại là hai mắt tỏa sáng, cũng phát hiện một chút quen thuộc tinh vực chỗ, chỉ bất quá tại cái này đầy trời điểm đen phía dưới không rõ ràng mà thôi. Không sai, bản đồ này là lấy tinh thần phương vị chỗ bố trí, còn có thật nhiều chướng nhãn pháp che giấu. Khó trách nhiều cao thủ như vậy đều nhìn không hiểu. Chỉ là, cho dù chúng ta giải khai bên trong tinh vực tinh thần, lại thế nào xác định Minh Hải phương vị đâu. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Sương Nhi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, Trác đại ca, lão tổ cho ngươi cái kia bảo vật đâu. Hắn không phải nói, ngươi vô luận muốn tìm địa phương nào, hoặc người như thế nào, đều có thể dùng nó sao. Đúng a, ta làm sao đem cái này gốc giả quên. Cái này đồ nếu là tinh đồ, vân đế lại lớn nhất thiện chiêm tinh, hắn cho bảo vật nhất định hữu dụng. Nghĩ như vậy,
Trác Phàm trong tay ánh sáng lóe lên, lập tức xuất ra cái kia đen nhánh hình cầu. Nhưng là rất nhanh, vấn đề lại tới, một tấm bản đồ cùng một cái hắc cầu, làm như thế nào dùng a? Thế mà, ngay tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia hắc cầu xuất hiện trong tích tắc, tấm kia cổ xưa địa đồ, lại dường như cảm ứng được cái gì giống như, tán phát ra đạo đạo dòng khí màu xám, sau đó siêu một tiếng, hoàn toàn tiêu tán không thấy. Song Đồng không khỏi một lồi, Trác Phàm lúc này kinh hãi, đồ đâu? Ông! Lúc này, cái kia hắc cầu cũng là chợt hắc mang đại thịnh, cuồn cuộn pha trộn chấn động đột ngột phát ra. Trác Phàm mấy người bỗng dưng thân thể chấn động, sau đó liền mắt tối sầm lại, bịch bịch địa toàn đều té ngã trên đất, ngất đi. Đợi bọn hắn tỉnh lại lần nữa lúc, bọn họ đã là tại một cái đen kịt một màu địa phương, ngôi sao đầy trời, tinh la kỳ bố. Cái này, đây là nơi nào, chúng ta làm sao lại tại cái này địa phương? Chưa phát giác sắc mặt kinh hãi, Lạc Vân Thường lúc này kêu lên. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm biểu hiện tương đương chấn tĩnh, bởi vì cái này địa phương hắn quá quen, không cần kinh hoàng, chúng ta nguyên thần bị hấp thu vào cái kia hắc cầu bên trong, chắc là không có gì đáng ngại. Bảo vật này, cũng vô hại người chi ý. Các ngươi mau nhìn, tấm bản đồ kia. Một chỗ, Sương Nhi kêu to một tiếng, hướng lên trời nhất chỉ, mọi người sau đó nhìn lại, lại chính gặp tại cái kia đen nhánh trên bầu trời. Một chỉ lớn chừng bàn tay trang giấy, đang lấy cấp số nhân tăng lớn. Chỉ là một trận công phu mà thôi, đã là đem chọn cái bầu trời đều hoàn toàn che đậy lên. Chỉ là những cái kia trên bản đồ chấm đen nhỏ, lại là thỉnh thoảng có tinh thần xẹt qua, thấu phía dưới quang tới. Nhìn kỹ, nhất thời nối thành một mảnh hoàn chỉnh hình vẽ. Song Đồng không khỏi hung hăng run run, Trác Phàm đại hỉ, là thánh vực địa đồ, chỉ là... Minh Hải ở đâu? Ta nghĩ là chỗ đó đi. Mí mắt gảy nhẹ, Sương Nhi đưa tay vừa chỉ cái kia cực kỳ sáng chói tinh thần, thăm thẳm lên tiếng, trên bản đồ cái kia bài tiểu thơ nói, truyền đưa âm hồn lưu vong người. Viên kia ngôi sao là hành tinh chết vị trí, bình thường ảm đạm vô quang, chỉ có đại nạn lâm đầu, tinh thần chiếu dọi xuống người gần như chết hết, mới sẽ lộ ra dị dạng hào quang. Hiện tại nó như thế quang hoa, ta muốn đây chính là Minh Hải chỗ, ngàn vạn lưu vong người nơi chôn thây đi. Cười gật gật đầu, Trác Phàm bụng mừng rỡ, không tệ, phải như vậy, nghĩ không ra lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn, chúng ta thật giải khai Minh Đế đạo tràng chỗ. Cái này phần đồ, chúng ta đoạt được thật đúng là giá trị, ha ha ha. Bọn người nữ nhìn thấy, cũng là lòng tràn đầy hoan hỉ, chỉ có Sương Nhi sắc mặt trầm xuống, có chút lo lắng nói, Trác đại ca, người muốn đi Minh Đế đạo tràng. Đó là đương nhiên, đế cấp cao thủ chỗ, không phải tầm thường. Thánh vực người nào không thèm nhỏ nước dãi. Chỉ là cái này Minh Hải, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Sương Nhi duỗi ra xanh thảm ngón tay ngọc, thì thào lên tiếng, Trác đại ca, ngươi lại xem thật kỹ một chút bộ này đồ, đến tột cùng là cái dạng gì địa đồ. Trong mắt hiện ra nghi hoặc, Trác Phàm lại ngửa đầu nhìn lại, lại là thân thể bỗng dưng chấn động, sau đó sắc mặt cũng dần dần nghiêm túc lên. Thì ra bức tranh này, tất cả tinh thần ánh sáng liền cùng một chỗ, là một chương hoàn chỉnh thánh vực địa đồ, nhưng đem những cái kia hắc ám bên bờ liền lên, lại chỉ là một chữ. Chết! Trác Phàm, đây là Minh Đế đang cảnh cáo hậu nhân, không muốn tùy ý xông Minh Hải, nếu không ngươi. Thấy tình cảnh này, Lạc Vân Thường giật mình, mặt mũi tràn đầy lo lắng mà nhìn xem hắn. Trầm mặc không nói, Trác Phàm suy nghĩ một chút, lại là lộ ra một tia lạnh nhạt nụ cười, không ngại, đế cấp đạo tràng. Chắc chắn sẽ có chút mạo hiểm. Khó được đi mở mang kiến thức một chút Minh Đế đạo tràng, cơ hội này làm sao có thể buông tha. Trác Phàm. Tốt, chúng ta ra ngoài đi. Lạc Vân Thường còn phải lại khuyên, Trác Phàm lại là chậm rãi phất phất tay, nặng lòng yên tĩnh khí, tâm niệm nhất động, chúng tâm thần người liền siêu một chút lại trở lại các từ trong cơ thể. Sau đó cái kia hắc cầu ông một tiếng, tiêu tán quang hoa, tấm bản đồ kia cũng phạch một cái, xuất hiện tại bàn trên. Mọi người chậm rãi đứng dậy, nhìn lấy cái kia địa đồ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trác Phàm thì là rất tùy ý cầm lấy bản vẽ, thu hồi giới chỉ. Nhưng là rất nhanh, lại tâm niệm nhất động, nổi lên hồ nghi. Vì sao Vân Đế bảo vật, sẽ cùng Minh Hải địa đồ kêu gọi lẫn nhau đâu? Hơn nữa lúc ấy Vân Đế đối với mình căn dặn, liền là có thể dùng hắn đồ, vật, tìm đến bất kỳ địa phương nào cùng người. Tìm người tự nhiên là khuynh thành, cái kia tìm địa phương. Chẳng lẽ nói,
Trong lúc nhất thời, Trác Phàm lại cảm thấy, chính mình tại bị người nào nắm mũi dẫn đi một dạng. Cộc cộc cộc, từng đạo tiếng đập cửa vang lên, một tiếng ho khan truyền vào trong tai mọi người, khụ khụ, Trác quản gia, Sở cô nương đến. Biết, Lệ lão. Phất tay đem cái kia hắc cầu cũng thu hồi, Trác Phàm thẳng rời đi nơi này. Chúng nữ thì là nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, lại nghĩ tới Minh Đế cảnh cáo cái kia chữ chết, không khỏi lại có chút lo lắng lên. Cho nên ngay cả ngày bình thường ghen tuông, đều hoàn toàn tiêu tán. Một phương diện khác, Trác Phàm đi vào phòng khách, nhìn thấy lại đang chờ đợi Sở Khuynh Thành, lúc này thay đổi một cái khác phó vẻ mặt vui cười, ha ha ha. Lão bà đại nhân, xem ra chúng ta chuyện tốt gần a. Thế nào, ngươi là chuẩn bị tối nay cùng vi phu vào động phòng sao? Nói bậy. Hai gò má một đỏ, Sở Khuynh Thành giận nguýt hắn một cái, hừ nhẹ lên tiếng. Sắc mặt trầm xuống, Trác Phàm nghi nói, thế nào, các nàng không nguyện ý đổi. Cái gì đổi hay không, ta lại không là món hàng gì vật, thật khó nghe. Hơi hơi ngoác miệng ra, Sở Khuynh Thành nhìn hai bên một chút không có người, vội vàng hạ giọng nói, Trác Phàm, Mai sư thúc nàng ý là, người trước đem phần kia bản vẽ lấy ra, cho dù là vẽ cũng tốt còn chúng ta sự tình. Đợi trở lại tông môn, báo cáo sư phụ nàng lão nhân ra lại. Nói đến đây, Sở Khuynh Thành tựa hồ không có ý tứ, có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu. Ánh mắt lạnh lẽo, Trác Phàm khẽ cười một tiếng. Cái này nha lão thái bà, dự định tay không bắt sói a. Đáng tiếc, lão tử cũng không phải cái kia thấy sắc liền mờ mắt tuổi trẻ tiểu quỷ, có thể lên ngươi dạng này làm. Chỉ là mặt ngoài, Trác Phàm lại là không để bụng, vậy thì tốt, ngươi chờ, ta đi lấy đồ vật cho ngươi. Nói, Trác Phàm đã là xếp quay trở lại, chỉ chốc lát sau về sau, lại trở về đến, đem một cái tinh xảo hộp gấm giao cho nàng, cười nói, người đem nó đưa giao cho Mai Tam cô, nàng muốn đổ, vật liền tại bên trong. Thật, đương nhiên, chúng ta hạnh phúc liền tại bên trong, mỉm cười, Trác Phàm thản nhiên nói. Hài lòng gật đầu, Sở Khuynh Thành hoan hoan hỉ hỉ rời đi, nhưng là đi chưa được mấy bước, lại là lại dừng lại, trầm ngâm một chút, chợt quay người lại, tại Trác Phàm trên gương mặt nhẹ mổ một miệng, liền che đỏ bừng mặt mũi, cũng như chạy trốn rời đi. Chỉ để lại Trác Phàm, vô ý thức sờ sờ mặt, lộ ra vui vẻ nụ cười. Sư thúc, ta đem đồ vật cầm về. Một cái rộng thùng thình trong tiểu viện, Sở Khuynh Thành một mặt mừng rỡ, sôi nổi chạy về đến, kêu gọi không thôi. Nghe đến nàng thanh âm, tựa hồ sớm đã mong mỏi cùng trông mong đã lâu, phần phật một đám nhân mã trên ra đón, người cầm đầu tự nhiên là cái kia Mai Tam cô. Trong mắt trừ kinh hỉ chính là tham lam. Theo sát sau chính là Phương Mẫn bọn người, mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng ghen ghét, thậm chí hai cái trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí, đều mang sao hỏa. Khuynh Thành, vất vả ngươi, đồ đâu? Ở chỗ này. Hì hì cười một tiếng, Sở Khuynh Thành lập tức đưa lên, Mai Tam cô thì là vội vàng tiếp nhận, kích động thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Phương Mẫn gặp, chua xót nói, u, nghĩ không ra cũng có ngày. Sư muội cũng có thi triển mỹ nhân kế thời điểm a. Chỉ là cái này kinh nghiệm vẫn là thiếu hỏa hầu, chỉ làm cho hắn lấy ra một tấm vẽ, thật đồ còn không có moi ra đến. Nếu như sư tỷ ta xuất mã lời nói, hừ hừ. Nào có, sư tỷ, ta nào có dùng cái gì kế sách. Chúng ta là nghiêm túc. Ngượng ngùng cúi thấp đầu, Sở Khuynh Thành lẩm bẩm nói, lại nói, thật đồ khẳng định tại chủ gia trong tay, nếu là không gặp lời nói, nhất định sẽ cầm hắn là hỏi. Hắn có thể vẽ một phần đi ra, đã là bốc lên nguy hiểm rất lớn, chúng ta lại làm sao có thể. Minh bạch nàng ý tứ, Mai Tam cô cũng dừng gật đầu không ngừng, đại nghĩa lẫm nhiên nói, không sai, tiểu tử kia có thể vì Khuynh Thành làm đến nước này, đã chứng minh tình thâm nghĩa trọng, chúng ta thực không nên lại làm khó hắn, đoán chừng hắn cũng làm không được. Hiện tại, có thể có Trương Lâm Mô, đã rất không tệ đi, ha ha ha. Khóe miệng đều liệt đến sau đầu cùng. Mai Tam cô không kịp chờ đợi mở ra cái hộp gấm kia. Sư thúc, người cũng cảm thấy như vậy sao? Vậy hắn yêu cầu sự tình. Trở về sau, ta tự sẽ bẩm báo trưởng môn sư tỷ, người không cần cuống cuồng. Toàn bằng sư thúc làm chủ. Trên mặt tràn đầy ngọt ngào nụ cười, Sở Khuynh Thành nhẹ véo nhẹ lấy ống tay áo, cúi đầu, một chân tại trên mặt đất vẽ nên các vòng tròn, giống như một cái vui sướng chim nhỏ, lại vừa ngượng ngùng nội liếm. Không dám tùy ý biểu lộ. Phương Mẫn ở một bên nhìn lấy, đã là hận đến hàm răng đều nhanh cắn nát,
chỉ là bên cạnh lên một cái không biết cái gọi là số tiểu tử, có cái gì không được sao? Đắc ý cái gì sức lực, hừ. A. À. Thế mà, đúng lúc này, một tiếng hồ nghi quát nhẹ âm thanh lại là chợt phát ra. Phương Mẫn trong mắt vui vẻ, vội vàng nhìn lại, thế nào, sư thúc, có phải hay không địa đồ có vấn đề gì? Cái kia làm sao có thể chứ? Trác Phàm hắn sẽ không gạt ta. Sở Khuynh Thành cũng là cả kinh, đuổi bước lên phía trước xem. Bất quá, nàng ngược lại không phải là lo lắng địa đồ vấn đề, chỉ là lo lắng hội bởi vì chuyện này, dẫn tới sư thúc nổi giận, bọn họ chuyện tốt lại bị phá hư. Mi mắt chăm chú nhíu lại, Mai Tam cô nhẹ nhàng cầm lấy một chương khô quắt trang giấy, phía trên một vòng ố vàng đường cong liền cùng một chỗ, giống như là một bộ địa đồ bộ dáng. Chỉ bất quá, tranh này đến tột cùng là cái gì cái địa vực địa đồ, thật thâm ảo bộ dáng, nàng đúng là trong thời gian ngắn nhìn không hiểu. Không hổ là Minh Hải địa đồ A, coi là thật thâm bất khả chắc, lão thân lại hoàn toàn không có một tia đầu mối. Sư thúc, người dám khẳng định đây là thật, con người khoảng chừng đi loanh quanh, Phương Mẫn châm ngòi nói, có lẽ tiểu tử kia là lung tung họa đến lừa gạt ngươi đây. Dù sao gặp qua cái kia Minh Hải địa đồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chúng ta đều chưa thấy qua, bị hắn lừa gạt, chẳng có gì lạ A. Nghe được lời này, Sở Khuynh Thành quính lên, chặn lại nói, sư thúc. Sẽ không, Trác Phàm đối với chuyện này rất dùng tâm, mà lại hướng ta đảm bảo, nhất định sẽ tận chính mình có khả năng, hoàn toàn đem cái kia địa đồ vẽ xuống tới, cam đoan không có cái gì ra vào, ngài đừng nghe sư tỷ nói mò. Ta nói mò, ngươi nhìn hắn họa đến tột cùng cái quái gì a, nhìn đều nhìn không hiểu. Mẫn nhi, thế nhưng là, nàng nói còn chưa dứt lời, Mai Tam cô đã là hung hăng chừng nàng liếc một chút, cầm lấy tấm kia đồ. Mặt mũi tràn đầy hớn hở nói cũng là xem không hiểu, mới là thật. Bản đồ này như thật dễ dàng như vậy xem hiểu, cái kia Minh Hải sớm biến du lịch thắng cảnh, còn dùng chúng ta ở chỗ này tham tường. Riêng là tấm bản đồ này, ta có thể nhìn ra được tiểu tử kia rất dùng tâm vẽ. Ách, sư thúc, cứ gì nói ra lời ấy. Các ngươi đến xem, bản đồ này hình dáng, không có nửa phần người làm phác họa đầu bút lông tồn tại, cùng bình thường địa đồ góc cạnh hoàn toàn khác biệt. Đắc ý ngẩng đầu lên, Mai Tam cô một vừa phân tích, nếu là hắn họa một chương giả đồ lời nói, nhất định sẽ có người vì hội họa dấu vết, tinh tế tinh xảo. Nhưng Minh Hải là địa phương nào, bản đồ này có thể là bình thường đầu bút lông phác họa ra tới sao? Càng là loại này hư huyễn đường cong, mới càng là thật, cũng liền càng chứng minh hắn vẽ cực kỳ dùng tâm. Riêng là mấy cái này mờ nhà thầm nước động, muốn đến cũng là Minh Hải chỗ, chỉ là chúng ta không biết làm sao phá giải mà thôi. Nói, Mai Tam cô đem cái kia địa đồ tại nhiều nữ trước mặt từng cái triển lãm qua đi, tất cả mọi người cũng là mắt trợn tròn, nhìn lấy cái này trong hư ảo hiện ra thoải mái mãnh liệt, trong mắt chớp động lên mê mang thần quang. Sở Khuynh Thành cũng là cười rạng rỡ, kiêu ngạo tự hào. Nôn. Chợt, Phương Mẫn thân thể một cái lảo đảo, cũng nhanh muốn nôn mửa ra, sau đó nhất chỉ cái kia địa đồ nói, tiểu tử kia đến tột cùng dùng cái gì vẽ, làm sao cái kia trên giấy một cỗ mùi khai đâu. Thật sao? Không khỏi sững sờ, Mai Tam cô xích lại gần vừa nghe, cũng là vội vàng né tránh, một mặt ghét bỏ, đúng vậy a, hắn dùng cái gì vẽ a? Giống như không phải bút mực bộ dáng. Sở Khuynh Thành thấy một lần, cảm thấy khẩn trương, cũng không thể bởi vậy để sư thúc chán ghét Trác Phàm, sau đó vội vàng giảng hòa nói, há, sư thúc a, Trác Phàm nói là muốn đem cái kia Minh Hải địa đồ vẽ giống như đúc, tuyệt không thể dùng đồng dạng bút mực. Ngài muốn a? Đồng dạng bút mực là hắc, cái nào có thể làm ra loại này như mộng như ảo huyễn hoàng cảm giác. Cho nên hắn trăm cay nghìn đắng, mới tìm được một loại cực kỳ danh quý, mà lại đặc biệt thích hợp nhan sắc mặc tài liệu vẽ. Sư thúc, nàng rất dùng tâm. Thật sao? Lông mày nhíu lại, Mai Tam cô lại sâu sắc nhìn cái kia đồ liếc một chút, khen ngợi gật đầu, không sai, đồng dạng bút mực xác thực khó có thể làm ra hiệu quả như thế, tiểu tử kia vì tấm bản đồ này thật rất dùng tâm a. Tốt. Ngày mai chúng ta thì xuất phát, rời đi Vân Lam Thành, hồi tông đem bản đồ này đưa cho tông chủ nhìn, ta muốn nàng nhất định sẽ rất là vui sướng, cho các người đại nhớ một công, riêng là Khuynh Thành, ha ha ha. Khinh thường bĩu môi, Phương Mẫn tràn đầy ghen ghét. Sở Khuynh Thành cũng là vẻ mặt tươi cười, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, yên lòng. Cái này tốt, có cái này đại công tại thân, sư phụ các nàng hẳn là sẽ không để ý Trác Phàm xuất thân đi. Kết quả là sáng sớm ngày thứ hai, sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng,
được đến phục chế đồ đan Hà Tông mọi người liền lập tức lên đường, chuẩn bị rời đi nơi này. Thế nhưng là, cực kỳ trùng hợp là, thì ở cửa thành, Lạc gia mọi người cũng là lập tức rời đi lên đường, hai đám nhân mã nhất thời đụng nhau. Chuẩn bị tốt, muốn đánh. Sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, Trác Phàm nhẹ giọng đối một bên Bách Lý Ngự Vũ nói, chằm chằm tốt lão thái bà kia, nàng một khi dám động, không cần phải khách khí, nhưng đừng muốn nàng mệnh. Khẽ gật đầu, Bách Lý Ngự Vũ tùy thời ứng chiến. Bất quá, làm hắn không nghĩ tới là, Mai Tam Cô gặp lại Lạc gia, lại là một mặt vui mừng, riêng là đối Trác Phàm, càng là cười rạng rỡ, chủ động tới cùng bọn hắn đánh tới bắt chuyện, các vị Lạc gia bằng hữu, các ngươi cũng muốn hôm nay rời sao. Thật là đúng dịp a, chúng ta cũng thế, chỉ là không biết thuận không tiện đường đâu. Ách, cũng không thuận đi. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm có chút rất là kỳ lạ. Làm sao, nàng không có nhìn chính mình hôm qua cho nàng địa đồ sao? Làm sao còn có thể có hảo tâm như vậy tình, chào hỏi hắn. Bách Lý Ngự Vũ cũng là một mặt kỳ quái nhìn Trác Phàm liếc một chút, không phải tùy thời nghênh chiến sao. Nhìn bộ dạng này, đối phương rất thân cận, không có phải tùy thời động thủ bộ dáng a. Lạc gia nơi này tất cả đều một mặt mê mang, Mai Tam Cô lại là mặt mũi tràn đầy dương quang sán lạn, hướng đám người một liền ôm quyền, riêng là đi vào Trác Phàm trước mặt, càng là nếp uốn mặt mo, đều cười thành một đóa hoa. Còn hữu ý vô ý ám chỉ nói, Trác quản gia tuổi trẻ tài cao, tin tưởng chúng ta về sau còn có rất nhiều hợp tác địa phương, gặp lại. Vừa mới nói xong, Mai Tam Cô hăng hái, hùng dũng hiên ngang rời đi. Còn lại chúng đệ tử, tiếp liền đuổi theo. Sở Khuynh Thành cuối cùng đi đến Trác Phàm trước mặt, hướng hắn dí dỏm nháy mắt mấy cái, tràn đầy hân hoan rời đi. Chỉ là rất nhanh, một đạo nhẹ nhàng mật ngữ truyền âm, liền sau đó rơi vào lỗ tai hắn, yên tâm đi. Sư thúc đối người rất hài lòng, chúng ta chuyện tốt sẽ trở thành. Hài lòng, nàng thu đến ta như thế địa đồ, còn có thể hài lòng. Đã là hoàn toàn mắt trợn tròn, Trác Phàm nhìn lấy Sở Khuynh Thành bọn người biến mất bóng lưng, một mặt rất là kỳ lạ. Bất quá, trong lòng của hắn mê võng, người khác thì càng là một đầu hồ gián. Trác Phàm, người không phải nói lão thái bà kia hôm qua nhìn người địa đồ về sau, hôm nay hội toàn thành truy sát người a. Còn thúc chúng ta hôm nay nhanh chóng lên đường. Làm sao bây giờ nhìn lại, người ta thích người còn đến không kịp đâu. Bách Lý Ngự Vũ chậm chậm đi vào bên cạnh hắn, vỗ vỗ bả vai hắn nói, đoán chừng nàng nếu là trẻ lại cái mấy ngàn tuổi, không phải lấy thân báo đáp không thể. Thật sâu hút khẩu khí, Trác Phàm cũng là vạn phần không hiểu, không đúng, lão thái bà kia nhìn thấy ta cái kia phao. Hội không tức giận. Cái gì cái kia phao a, người cái kia địa đồ làm sao hỏa. Cứ như vậy họa a, ai cũng hội a, từ nhỏ vẽ bản đồ a, người không có họa qua. Có chút xấu hổ, Trác Phàm tỉ thí mấy cái động tác, liền không phải, phất phất tay, mang theo mọi người rời đi. Bách Lý Ngự Vũ gặp này, vẫn là không hiểu, vẽ bản đồ. Chúng ta đều họa qua, ta lại không nhấc bút tới, làm sao có thể họa qua. Uy, Kiếm Đồng, cha ngươi hắn có ý tứ gì? Lúc này, Kiếm Đồng vừa vặn đi qua bên người nàng. Bách Lý Ngự Vũ nắm lấy hắn, hỏi. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Kiếm Đồng chợt lộ ra một đạo có chút mập mờ nụ cười, người muốn thật sự là mẹ ta, nhất định có thể nhìn thấy ta cha tự mình cho ngươi vẽ bản đồ. Ha ha, ngươi có ý tứ gì? Ta ý là, ta gặp cha ta ngày đó tùy tiện lấy ra một tấm giấy tuyên thành, ở phía trên nước tiểu đi tiểu, hong khô sau thì để vào một cái trong hộp gấm. Cười nhạo lấy nhún nhún vai, Kiếm Đồng không để bụng, trêu chọc nói. Vẽ bản đồ a, ta là kiếm linh, chưa từng gặp qua, nhân loại các ngươi khi còn bé còn không có nước tiểu qua giường sao. Điều này cũng không biết, cắt. Con. Đầu một trận oanh minh, Bách Lý Ngự Vũ đã là hoàn toàn mắt trợn tròn, sau đó vừa nhìn về phía Trác Phàm rời đi bóng người, mới rốt cuộc minh bạch, vì sao Trác Phàm hội kết luận lão thái bà kia hội đuổi giết hắn. Dạng này trêu đùa một cái lão tiền bối, người nào đều sẽ bị tức chết đi. Mấu chốt là... Lão thái bà kia cũng là ngốc, cái này đều không chặt hắn. Lão nương đều nhìn không được, hừ. Trác quản gia, chúng ta ra khỏi thành về sau, có vẻ như thì có rất nhiều người để mắt tới. Cách mở cửa thành nửa canh giờ, Trác Phàm một đoàn người đi tại một đầu gập ghềnh trên đường nhỏ, một cái râu trắng lão giả một cái lắc mình, đi vào trước mặt hắn, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu. Khẽ gật đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, địa đồ tại trên người chúng ta.
chỉ cần một ngày bất ly thân, liền sẽ một mực bị chằm chằm, không có gì lớn không. Có người là muốn thả dây dài câu cá lớn, có người liền có thể thật muốn nửa đường cướp đường. Cho nên nhìn chằm chằm người tuy nhiều, nhưng tránh thức dám ra tay, nguyện xuất thủ, lại cũng không có bao nhiêu, không ngại. Vâng. Hơi cúi người, người kia lúc này lui về, tiếp tục đi theo mọi người một đường hành trình. Rất nhanh, lại qua một canh giờ công phu, mọi người đi tới một mảnh dãy núi trùng điệp chỗ. Nhưng nghe một đạo hô tiếng còi vang lên, bá bá bá, từng đạo áo đen liên tiếp lóe qua, đảo mắt cũng là trên trăm chi chúng, cản tại trước mặt bọn hắn. Người cầm đầu, là Trương quen thuộc gương mặt, đúng là bọn họ đang đánh cực thành gặp phải cái kia ma hoàng đại biểu, thiên diện lão ma. Tựa hồ sớm đã biết hắn hội hiện thân một dạng, Trác Phàm không khỏi bật cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ai, thật sự là có cái gì dạng chủ nhân, thì có cái gì dạng nô tài. Ta trước kia liền nói Triệu Thành cái kia ra hỏa nóng vội táo bạo, kết quả thủ hạ cũng một cái tật xấu, chờ không nổi a. Trác quản gia, còn có Lạc gia chư vị. Không có nghe được Trác Phàm đang nói thầm cái gì đó, thiên diện lão ma bỗng nhiên đứng ra thân thể đến, hướng mọi người cung kính ôm ôm quyền nói. Lão phu cùng chư vị trước kia không oán, hôm nay không thù, cũng biết các vị cửa lớn đại viện, không phải dễ chiêu thế hệ, liền cũng không muốn kết thù kết oán. Chỉ hy vọng chư vị có thể đem Minh Hải địa đồ lưu lại, này ân này đức, lão phu kiếp này định không quên. Dương mắt xem hắn, Trác Phàm mỉm cười, tiến lên hai bước, chắp tay nói, tiền bối khách khí, nếu là vật tầm thường, chúng ta nguyện ý lưu cho tiền bối, trên giang hồ nhiều kết giao bằng hữu. Nhưng cũng tiếc. Cái này Minh Hải địa đồ chân quý vô cùng, là chúng ta trăm cay nghìn đắng đang đánh cược trên đài thắng được, vạn vạn không có lý do gì giao cho trong tay tiền bối, mong được tha thứ. Trác quản gia, ngươi nghỉ ở chỗ này cho lão phu đánh quan này nói, lão phu có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Cười lạnh, thiên diện lão ma dương mắt quét quét mọi người, kiệt ngao nói, lão phu là không biết Lạc gia nội tình như thế nào, có bao nhiêu cao thủ không có lộ diện. Nhưng trước mắt đến xem. Có thể đánh với lão phu một trận, chỉ sợ chỉ có vị kia lúc trước cùng Mai Tam cô tranh phong tương đối cô nương đi còn người khác. Hừ hừ, tuy nhiên có 20 linh vương cao thủ, số lượng cũng không hề ít, nhưng lão phu nơi này lại có trên trăm, một khi chiến lên, tất nhiên hướng tới thế yếu. Trác quản gia có thể lấy đoán cốt cảnh trưởng chức quản gia, tất nhiên là cực kỳ thông minh người, cần phải minh bạch lão phu nói. Mỉm cười, Trác Phàm mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, lão tiền bối lời ấy nói là. Mặc kệ về sau gặp phải như thế nào trả thù, hiện tại đều muốn ăn cướp trắng trợn đi. Không sai, lão phu không biết các ngươi nội tình như thế nào, nhưng ma hoàng đại nhân tính khí, lão phu thế nhưng là quá giải. Nếu là lão phu không đem đồ vật mang về lời nói, ma hoàng đại nhân là sẽ không bỏ qua lão phu. Dù sao chết hiểu thụ tử đều là chết, tại ma hoàng đại nhân chỗ đó, ta là nửa điểm đường sống không có. Nhưng ở các ngươi nơi này, còn có thể có chút sinh cơ. Không phải sao? Đúng, không biết tuy nhiên đáng sợ, nhưng cũng đại biểu không xác định. Mà không xác định, thì có sinh cơ có thể nói. Ngươi là tại đánh cược, chúng ta Lạc gia nội tình so ra kém tám hoàng, cho nên đắc tội chúng ta, cũng không có vấn đề. Thản nhiên cười, Trác Phàm trong mắt tản ra nói đạo tinh quang, chúc mừng ngươi, thành công, chúng ta xác thực so ra kém tám hoàng. Ngươi hiếp yếu sợ mạnh bản tính, khai hỏa, chỉ là đáng tiếc. Có chút bi ai là, hôm nay ngươi đối với chúng ta song phương thực lực mạnh yếu, lại là phán đoán sai. Bằng ngươi một người tới cướp chúng ta đồ vật, tựa hồ không đủ dùng đi. Cảm thấy hơi hơi run lên, thiên diện lão ma lần nữa đối xử lạnh nhạt quét quét mọi người, cẩn thận xem đã lâu, vừa rồi cười lớn một tiếng nói Trác quản gia là đang hù dọa lão phu sao. Xác thực, vị cô nương kia linh vương đỉnh phong cảnh, liền có thể so với hoàng giai tu vi cao thủ, xác thực đại suất người sở liệu. Nhưng là ngươi đừng nói cho ta, giống như vậy yêu nghiệt, ngươi còn có rất nhiều. Tại ngang nhau tu vi dưới, mọi người thực lực không sai biệt bao nhiêu, người kia đếm liền chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Điểm này, các ngươi hiện tại thế nhưng là thế yếu. Minh tại tinh, không tại nhiều, chúng ta Lạc gia luôn luôn là đi tinh binh cường tướng lộ tuyến, ha ha ha. Ta cười một tiếng, Trác Phàm vỗ nhẹ nhẹ đập kiếm đồng cái đầu nhỏ, thản nhiên nói, nhi tử. Ra ngoài cho ta đem lão gia hỏa kia đầu đem tới, muốn hoàn chỉnh, khác làm xước. Là, khom người cúi đầu, kiếm đồng đạp mạnh hai bước, đột ngột được đến trước mặt mọi người, trong mắt tản ra quỷ dị tà mang. Không khỏi sững sờ,
Thiên Diện lão ma giật nảy cả mình, một đứa bé, người muốn cho hắn hái ta người đầu. Quả thực chuyện cười. Bạch. Thế mà, hắn vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh đã là ngột đến lóe lên một cái, trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn. Nhưng nghe từng trận tiếng rít vang lên, sắc bén kiếm cương, đột ngột đến vẽ hướng hắn chán. Cảm thấy chưa phát giác kinh hãi, Thiên Diện lão ma không kịp phản ứng, lập tức cúi thấp đầu, tùy ý kiếm kia cương theo hắn búi tóc lóe qua, lưng sớm đã chảy ra một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Đầy trời sợi tóc, cũng là ngăn không được tung bay xuống tới, nghênh phong bay múa. Thế nhưng là, cái này cũng chưa hết, một chiêu thất bại, hai chiêu lại nổi lên. Ngay tại cái kia tràn đầy kinh khủng ánh mắt bên trong, một cái phủ đầy phong cương nho nhỏ bay chân, cũng là chợt từ dưới hướng lên hung ác đá lên đến, rất nhiều đem đầu hắn đá bay xu thế. Trong mắt ngăn không được hung hăng co rụt lại, Thiên Diện lão ma cảm thụ lấy cái kia khủng bố uy áp, vội vàng thân thể lệch ra, hướng bên cạnh một bên, trong nháy mắt tránh thoát. Sau đó chân lại liên tục đạp mạnh, nhất thời rời đi cái kia khủng bố khu vực, ngàn mét xa. Chờ hắn ổn định thân hình, lại nhìn về phía trước lúc, lại là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Thì ra vừa mới bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp liền xuất chiêu, như muốn hắn mạng già, cũng là cái kia nhỏ gầy hài đồng. Mà lại giờ này khắc này, đứa bé kia một chân không có đạp đến hắn trên thân, ngược lại đạp hụt, nhưng là cặp chân kia thượng phong cương, lại là giống như một đạo tuyệt thế lưỡi kiếm giống như, trong nháy mắt bay ra, chớp mắt xẹt qua 10 người bên người. Sau một khắc, nhưng nghe phốc phốc phốc, trầm đục thân thể không ngừng, Thiên Diện lão ma mang đến cái kia trên trăm linh vương cường giả, đã là có 10 viên đại tướng trong nháy mắt chết, hóa thành xương máu, tan đi trong trời đất. T. Nhịn không được cùng nhau hít sâu một hơi, tất cả mọi người dọa đến sắc mặt trắng bệch, riêng là cái kia Thiên Diện lão ma, càng là run như cầy sấy, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm kiếm đồng không thả, trong mắt đều là kinh hãi cùng hoảng sợ. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, một cái 7-8 tuổi đại tiểu ngoan đồng, hội có khủng bố như thế uy năng. Cái này còn có thể xưng là người sao? Cái này thời điểm, Thiên Diện lão ma trừ hoảng sợ bên ngoài, tam quan đã là triệt để sụp đổ. Thế nhưng là, hắn lại làm sao biết, kiếm đồng với tư cách đế binh, toàn thân cao thấp khắp nơi mũi nhọn, thiết kim đoạn ngọc, trảm thiên bổ biển. Luận sáp lá cà, liền thánh thú đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi là nhục thể phàm thai. Lão tiểu tử, lớn tuổi như vậy, thân thể còn rất linh hoạt a. Hai chiêu không trúng, kiếm đồng không khỏi hừ nhẹ hai tiếng, ta dị nhìn về phía Thiên Diện lão ma chỗ đó, khóe miệng xẹt qua lạnh lẽo đường cong. Thiên Diện lão ma gặp này, lại là song đồng run lên, trong lòng dần dần lo sợ lên. Đồng thời, nhìn về phía Lạc Gia chỗ đó phương hướng, sắc mặt cũng là ngưng trọng dị thường. Lúc này, Lạc Gia Bách Lý Ngự Vũ còn chưa xuất thủ, xem như một cái hoàng giai cường giả, cái này trước mặt tiểu quái vật lại tính toán một cái. Như thế lời nói, đối phương hai tên hoàng giai cao thủ trợ trận, đối với hắn đã là khá bất lợi. Lần này cản đường cướp đường, hắn thật sự là một chút ưu thế không có chiếm a. Nghĩ tới đây, Thiên Diện lão ma trong miệng dần dần đắng chát lên, muốn rút lui, nhưng vừa nhìn thấy Bách Lý Ngự Vũ cùng kiếm đồng hai người nhìn chằm chằm ánh mắt, lại là bất đắc dĩ thở dài. Minh bạch hôm nay chính mình ra tay dễ dàng, muốn thu tay lại là khó càng thêm khó. May mà, hoàng giai cường giả, vẫn là có hoàng giai cường giả ưu thế, đây là linh vương cao thủ, vĩnh viễn cũng so ra kém ưu thế. Trong mắt tinh mang nhất định, Thiên Diện lão ma đột ngột bắt đầu kết ấn lên. Mà theo hắn ngón tay lật qua lật lại, toàn bộ không gian cũng là dần dần hiện bày ra từng mặt quái dị quỷ diệt tới. Hoàng cực thiên ấn, Thiên Diện luân hồi thí thiên ấn. Vừa dứt lời, Thiên Diện lão ma hung hăng một bước, liền trong nháy mắt bay lên không trung, sau đó chợt một chút, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, nhưng nghe từng đạo thần hồn nát thần tính vang lên, từng mặt tản ra ánh sáng màu vàng, cao mấy chục trượng mặt quỷ liền đột nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, phát ra đạo đạo cười quái dị, có tới ngàn tấm nhiều. Hắc hắc hắc, hiện tại biết vì sao mọi người xưng lão phu vì Thiên Diện lão ma đi. Chỉ nghe âm thanh, không gặp người, Thiên Diện lão ma ẩn vào ngàn tấm quỷ dưới mặt, cười to lên, lão phu hoàng cực thiên ấn, mỗi một khuôn mặt, đều tương đương với một vị linh vương cao thủ linh hồn công kích. Mặc dù không thể giống chánh thức linh vương thực lực, nhưng cũng có 8 thành công lực. Hiện tại, lão phu thì có ngàn người đại quân. Thằng nhóc con, các ngươi hai cái quái thai thực lực đủ mạnh, tự vệ không có vấn đề,
nhưng có thể chiếu cố người khác sao? Riêng là Trác quản gia, còn có Lạc đại tiểu thư, các ngươi quá yếu, rất dễ dàng liền bị tác động đến a. Thức thời, vẫn là đem đồ vật giao ra đi. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, không đợi hắn nói xong, kiếm đồng đã là phất tay hất lên, lúc này đạp nát hắn một cái quỷ diện, khinh thường nói, điều trùng tiểu kỹ, có cái gì nếu không, không chịu nổi một kích. Khặc khặc khặc, ta đã sớm nói, đây không phải đối phó các ngươi. Các ngươi hai cái đủ mạnh có làm được cái gì? Các ngươi có thể chằm chằm một chương quỷ diện, chẳng lẽ còn có thể chằm chằm ngàn tấm sao? Mà lại, lão phu quỷ diện đánh vỡ một cái, còn có thể tái tạo, các ngươi có thể đánh phá nhiều ít. Từng đạo cười quái dị phát ra, chợt một chút, lại một chương quỷ diện xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, lần nữa kiếm đủ thiên diện số lượng. Hai con ngươi hơi hơi lạnh lẽo, kiếm đồng từ chối cho ý kiến, vung tay lên, toàn bộ bầu trời đều giống như sôi trào giống như, phát ra cuồn cuộn nóng rực khí lãng, như vậy ta liền đem ngươi cái này ngàn con quỷ diện, cùng một chỗ giải quyết, nhìn ngươi tạo nhanh, vẫn là ta thiêu đến nhanh. Hừ, phần thiên kiếm đạo, phần tẫn bát hoang. Hô hô hô, chỉ một thoáng, từng đạo liệt diễm tại toàn bộ bầu trời thiêu đốt, những cái kia quỷ diện từng cái run rẩy, rất nhanh liền tất cả đều vỡ vụn thành cặn bã, hóa thành bột mịn, biến thành cho tàn. Chỉ là trong nháy mắt, ngàn con quỷ diện, trong nháy mắt tiêu tán. Đồng thời, tại thiên khung kia hư không bên trong, còn vang lên một đạo đau nhập nội tâm tiếng quái khiếu, nghe tựa hổ thống khổ khó làm. Trên mặt lộ ra một đạo tà tiếu, kiếm đồng nghe xong liền biết là người nào, nhịn không được cười ra tiếng, hiện tại biết lão tử lợi hại đi. Đừng nhúc nhích. Thế mà, đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ lại là đột nhiên từ phía sau truyền ra, một cái cháy đen khô cạn bàn tay, cũng không biết khi nào, nắm chặt tại Trác Phàm cổ họng trên. Ôi ôi ôi! Từng ngụm thở hổn hển, thiên diện lão ma thân thể nhẹ rung, sắc mặt sát trắng một mảnh, khỏa khỏa to như hạt đậu mồ hôi như thác nước chảy xuống, hiển nhiên đã là dị thường suy yếu. Kiếm đồng cùng Bách Lý Ngự Vũ quay đầu nhìn lại, đầu tiên là giật mình, nhưng là thấy đến hắn chỗ tạm giam con tin là Trác Phàm, cũng liền trong nháy mắt đạm mạc xuống tới. Hoàn toàn không có phát giác được chúng người thần sắc trên kỳ quặc, thiên diện lão ma hung hăng khẽ cắn môi, gào rú lên tiếng, mau đưa cái kia Minh Hải Địa Đồ giao ra, không phải vậy lão phu nhưng là không khách khí. Nói, hắn nắm lấy Trác Phàm khô chảo lại chặt rất nhiều. Lẫn nhau nhìn xem, Lạc gia mọi người không nói gì, sắc mặt đều dị thường bình tĩnh. Lão phu vừa mới nói chuyện các ngươi không nghe thấy sao? Coi như hắn chỉ là cái đoán cốt cảnh, không phải cũng là các ngươi quản gia sao? Các ngươi thật mặc kệ hắn chết sống. Phân thần chi pháp, lão tiền bối, ngươi trước kia là thích khách đi. Thiên diện lão ma nộ hống liên tục, trong lòng dần dần phát lên nghi hoặc, nhưng là còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng bên trong đến tột cùng. Một đạo khoan thai thanh âm đã là đột ngột đến truyền vào hắn trong tai, gần trong gang tấc đem chính mình nguyên thần phân hóa ngàn vạn, mê hoặc địch nhân, loạn bên trong thủ thắng, lại như thế giỏi về ẩn nấp, ta cũng không phát hiện, thật là khó được bản sự. Chỉ là cái này cũng cho đối phương đuổi một kích phá, chậm rãi cọ sát cơ hội, phải biết, nguyên thần bại lộ bên ngoài, mặc dù có linh vương thực lực, cũng là tương đương yếu ớt, tại hoàng giai cao thủ trong chiến đấu, có thể là vô cùng bất lợi a. Mi mắt lắc một cái kia lão ma nhấc mắt nhìn đi, lại chính gặp Trác Phàm cái kia chế nhạo ánh mắt, không khỏi nhất thời giận dữ, hoàng giai cao thủ chiến đấu, người cái đoán cốt cảnh biết cái đếch gì a, còn dám nói nhảm, lão phu hiện tại liền vặn gãy ngươi cổ. Ha ha ha, ngươi nếu như sớm một chút làm như thế, có lẽ còn có cơ hội. Chỉ tiếc, thích khách cũng là thích khách, coi trọng là nhanh chuẩn hung ác, nhất kích tất sát, mà không phải bắt con tin. Ngươi không có vừa ra tay liền sử xuất sát chiêu, liền đã nhất định kết thúc thích khách kiếp sống. Không khỏi sững sờ, thiên diện lão ma thật sâu nhìn lấy hắn không thả, lại là vạn phần không hiểu. Hắn một cái đoán cốt cảnh con kiến hôi, lão phu đường đường hoàng giai cao thủ, còn dùng đối với hắn nhất kích tất sát sao? Hiện tại hắn ngay tại trong tay mình nắm lấy, đòi mạng hắn còn không phải liền là phút chốc sự tình. Làm sao? Rắc! Bỗng nhiên! Một đạo thanh thúy xương bạo tiếng vang lên, thiên diện lão ma thân thể lắc một cái, không rõ ràng cho lắm, chỉ là cảm giác mình nắm lấy Trác Phàm vị trí hiểm yếu cái tay kia chảo dường như cứng đờ giống như, không cách nào lại động đậy mảy may. Dương mắt nhìn lên, lại càng là sợ hãi cả kinh, chỉ thấy giờ này khắc này, chẳng biết lúc nào, Trác Phàm tay phải chính hiện ra đạm mạc hồng mang, nắm thật chặt cái kia móng vuốt không thả.
phảng phất một cái kìm sắt, tại vững vàng kẹp vào đồng dạng. Sao, làm sao có thể? Da mặt ngăn không được ngoan quất, Thiên Diện lão ma muốn phải lập tức ngón tay siết chặt, liền đem Trác Phàm vị trí hiểm yếu bóp nát. Đáng tiếc cái kia cứng ngắc móng vuốt, lại là rốt cuộc bóp không đi xuống, hơn nữa còn bị một cỗ khó có thể tin cự lực, tại mang theo chậm rãi rời đi cái kia chí mạng vị trí. Ngươi, ngươi! Trên mặt rốt cuộc xuất hiện kinh hãi, Thiên Diện lão ma nhìn lấy tay mình chảo, chính từng bước một xa cách ánh mắt của mình, lại nhìn về phía trước mặt không đủ chút xíu, Trác Phàm cái kia tà dị tiếu dung, trong mắt cũng là chớp động lên hoảng sợ thần quang. Liền đồng tử đều là càng lúc càng lớn, ngươi làm sao có thể có dạng này lực lượng? Chỉ là một cái đoán cốt cảnh. Ha ha ha, ta nói qua, ngươi thích khách kiếp sống, chấm dứt. Soạt. Vừa mới nói xong, Trác Phàm ánh mắt lạnh lẽo, cái kia kỳ lân tí bỗng nhiên kéo một cái, Thiên Diện lão ma cái kia vốn là suy yếu thân thể, liền trong nháy mắt theo hắn đầu vai bay ra ngoài, liền cánh tay kia, cũng bởi vì cự lực phía dưới, trong nháy mắt vỡ ra tới. Từng đạo đỏ thấm máu nước, dài đầy một chỗ. Hiu. Thế nhưng là, còn không đợi hắn cảm thụ cái kia tay cụt thống khổ, một đạo hắc ảnh đã là lần nữa thoáng hiện, tại cái kia tràn đầy kinh khủng ánh mắt bên trong, một kiếm vạch ra. Bạch. Một khỏa người tốt đầu lăng không bay lên, rơi vào một cái nho nhỏ trong lòng bàn tay. Thiên Diện lão ma cái kia không đầu không cánh tay thân thể, trong vũng máu co rút nửa ngày, cuối cùng hai chân đạp một cái, rốt cuộc bất động. Còn lại những cái kia hắn mang đến thủ hạ, nhìn thấy ngay cả lão đại đều bị người chém giết ở đây, không còn có dây dưa tiếp dũng khí, kinh hô phía dưới, từng cái chạy trối chết, tan tác như chim muông. Trác Phàm bọn họ cũng không đuổi theo, chỉ là cười lạnh nhìn lấy bọn hắn rời đi, trên mặt đều là vẻ khinh bỉ. Nơi này nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác bắt Trác quản gia làm con tin, thật sự là ông cụ thắt cổ, ngại chính mình mệnh dài a, hừ hừ. Cha! Ta lấy đến hắn đầu người. Chậm chậm đi vào Trác Phàm trước mặt, kiếm đồng đem cái kia như cũ hiện ra kinh ngạc, khủng hoảng, nghi hoặc đầu lâu, hiện lên đến trước mặt hắn. Trác Phàm khẽ gật đầu, liền thu đến trong giới chỉ. Sau đó phất phất tay, như người không việc gì giống như, tiếp tục dẫn người lên đường, nháy mắt không thấy tăm hơi. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn rời đi về sau một phút bên trong, mấy đường người áo đen lại là tại cái kia vũng máu phụ cận. Lần lượt thoáng hiện, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Vân Lam Thành, trong phủ thành chủ nghe lấy dưới thân thám tử báo cáo, ngưng lông mày trầm tư, thì thào nói nhỏ, người nói là, Thiên Diện lão ma một đám người, bị Lạc Gia cho nhẹ nhõm xử lý. Xem ra Lạc Gia thật không phải tầm thường thế lực a, liền ma hoàng đều không phóng tầm mắt bên trong, dám dạng này đắc tội. Đúng, bọn họ nội tình điều tra rõ sao? Hồi thành chủ đại nhân. Chúng ta sớm đã phái người đi Hoan Hỷ trấn tìm hiểu, thật có như thế gia tộc. Chỉ là ở đó luôn luôn là vắng vẻ hiếm thấy chỗ, bọn họ lại sâu bối cảnh, liền khó có thể lại tra. Chỉ là theo ven đường buôn bán người nói, cái này trấn cũng có mấy ngàn năm tồn tại, rời xa thế tục, cùng thánh vực thế lực, hẳn là không quá nhiều liên lụy. Ẩn tàng mấy ngàn năm một cái địa đầu xa, vì sao hết lần này tới lần khác lúc này xuất động đâu? Mà lại, còn như thế cao điệu. Con người khoảng chừng đi loanh quanh, người thành chủ kia trầm ngâm một chút, đột nhiên xoay người, xem ra sự kiện này đến hướng Đổ Hoàng đại nhân bẩm báo, một cái không có bối cảnh thế lực, dám cùng tám hoàng giật đồ, hơn nữa còn giết tám hoàng người, thực sự cổ quái. Hai tháng sau, một gian tối tăm trong đại sảnh, ngồi quỳ chủ vị, một cái trong âm u bóng người thấy không rõ mặt mũi, phía dưới quỳ sát thì là vị thành chủ kia, tại từng cái bẩm báo lần này đổ thành tường tình. Đợi hắn sau khi nói xong, qua rất lâu, cái kia trong âm u lại là vang lên một đạo cởi mở tiếng cười to, ha ha ha. Thú vị, lão phu an bài lần này đánh cược, vang vọng thánh vực tám hoàng không có một cái thắng, ngược lại để một cái không có danh tiếng gì tiểu gia tộc ra mặt lộ mặt, cũng thật sự là thiên cổ không nghe thấy. Đổ Hoàng đại nhân, cái kia lạc trong nhà nhân tài đông đúc, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Quản gia Trác Phàm tuy nhiên tu vi thấp. Lại ngoại lệ vì chức quản gia, mà lại làm người trầm ổn máy phân biệt, trong nhà hộ vệ càng là thâm tàng bất lộ. Như thế thế ra, tuyệt không phải hạng người bình thường. Đó là tự nhiên, tuy nói nhân sinh chỉ là một lần đọ sức, vận khí chiếm rất đại thành phần, nhưng không có có tương ứng thực lực, lại vận khí tốt cũng giúp không ngươi, lão phu như thế nào tùy tiện xem thường dạng này gia tộc. Ha ha ha, chậm rãi khoát khoát tay,
cái kia đánh cực hoàng không khỏi khẽ cười một tiếng, đúng, bọn họ sát ma hoàng thủ hạ, chẳng khác gì là trêu chọc phải cái này đồ phu, sau đó lại cái kia ứng đối ra sao đâu. Nếu như bọn họ có năng lực chọn một hoàng thế lực, đương nhiên sẽ không lo lắng. Nếu không lời nói, hoặc là đi tìm sau lưng mình tránh thức chỗ dựa, hoặc là cũng là tìm nơi nương tựa còn lại thất hoàng, tìm kiếm che chở. Như thế tới nói, cái kia dưới bản đồ một cái chủ gia cũng liền xuất hiện, như vậy. Bọn họ về sau đi đâu vậy chứ? Trầm ngâm một chút, người thành chủ kia lần nữa bái hạ, khởi bẩm đổ hoàng đại nhân, theo một đường theo dõi thám tử hồi báo, bọn họ tiến lên phương hướng, tựa hồ là hướng thiên ma núi đi. Không khỏi khẽ giật mình, lúc trước còn tùy tiện giạt rào đánh cực hoàng, trong bóng tối bóng mở chợt cứng một chút, trầm mặc nửa ngày, mới có hơi nghi ngờ lẩm bẩm nói, giết người ta thủ hạ, ma hoàng tiểu tử kia chỉ sợ chính khắp thiên hạ lùng bắt bọn họ đây. Bọn họ ngược lại tốt, chính mình đưa tới cửa. Cái này Lạc gia, đến tột cùng đang dở trò quỷ gì? Chẳng lẽ bọn họ coi là, thật có năng lực cùng ma hoàng khai chiến, chính diện đối quyết? Mi mắt thật sâu nhíu lại, đánh cực hoàng không rõ ràng cho lắm, người thành chủ kia cũng là đầy mặt không hiểu, nghĩ mãi mà không rõ. Một phương diện khác, bang lang một tiếng vang giòn, một cái tốt nhất phỉ thúy bình ngọc hung hăng ngã trên mặt đất, vỡ thành một chỗ bột mịn. Một tên thân mang hoa phục, khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi, một mặt nộ khí đứng tại trong hành lang, phía dưới thì là một đám sợ hãi rụt rè người áo đen, run rẩy thân thể, quỳ xuống một mảnh. Các ngươi nói là, lần này đổ thành cạnh tranh đánh cược, Minh Hải địa đồ không thể cầm lại cũng coi như, bản hoàng phái đi người một cái mất tích, một cái trực tiếp thì bị người giết chết, mà lại là cái không có danh tiếng gì thế lực nhỏ xử lý, thật sao? Ma hoàng đại nhân bất giận. Cái kia Lạc gia xác thực quá mức kỳ quặc, không dễ đối phó. Phía dưới một người run run rẩy rẩy, cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo. Không sai, giờ này khắc này, cái này đầy mặt nộ khí người trẻ tuổi, cũng là sau đó Trác Phàm về sau, tân nhiệm ma hoàng, Triệu Thành không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, so với Trác Phàm giấu tài, Triệu Thành thì lộ ra có chút tiểu nhân đắc chí. Một khi đắc thế, liền bắt đầu không ngừng nghỉ khuếch trương thế lực, thủ đoạn chi tàn nhẫn. So với năm đó Trác Phàm, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Tàn nhẫn thanh danh, cũng là làm cho không chỉ là đối thủ, ngay cả người mình đều sợ mất mật, không dám thân cận. Lạnh lùng quét xuống mới tất cả mọi người liếc một chút, Triệu Thành không khỏi lộ ra tà dị tiếu dung, khó đối phó. Thiên diện lão ma chỉ huy 100 linh vương cao thủ, lại ngay cả một cái tiểu gia tộc đều bắt không được. Vậy ta muốn các ngươi để làm gì? Phế vật! Hét lớn một tiếng. Triệu Thành bỗng dưng vung tay lên, liền nghe răng rắc một tiếng, vừa mới trả lời người trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, vỡ vụn thành cặn bã. Mọi người thấy một lần, ào ào hoảng hốt, cúi người quỳ gối, đại nhân bất giận. Hừ, mỗi ngày sẽ chỉ câu này, các ngươi nếu như cho bản hoàng tranh giành điểm khí, đem sự tình làm thật xinh đẹp, bản hoàng làm sao có nhiều như vậy khí có thể phát. Hận hận vẫy vẫy tay áo, Triệu Thành tiếp tục chất vấn, cái kia Lạc ra đây, hiện ở nơi nào? Ây, không biết, không biết. Ma hoàng đại nhân bất giận, thiên diện đại nhân bị bọn họ giết về sau, chúng ta liền không còn dám cùng. Phế vật, hét lớn một tiếng, Triệu Thành vung tay lên, lần nữa đem một đám hơn 10 người các loại, toàn diện nghiền nát thành cặn bã, hóa thành một vũng máu chảy tại trên mặt đất. Mọi người gặp này, càng là dọa đến câm như hến, không còn dám tại lên tiếng. Lúc này, bên ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo cung kính truyền báo. Ma hoàng đại nhân, ngoài núi có người cầu kiến, còn đưa lên lễ vật, mời đại nhân xem qua. Lễ vật, mi mắt lắc một cái, Triệu Thành hơi nghi hoặc một chút, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói, mang lên. Vừa mới nói xong, hai tên sai vặt liền bưng lấy hai cái tinh xảo hộp gỗ chậm rãi đi tới, cung kính để dưới đất. Triệu Thành gảy nhẹ nhất chỉ, đem cái hộp kia mở ra, lại chỉ thấy bên trong để đó, là hai khỏa đẫm máu đầu người. Trong mắt không khỏi hung hăng co lại, Triệu Thành chăm chú nhìn cái này hai tấm quen thuộc, nhưng lại vĩnh viễn trầm mặc gương mặt, không khỏi lúc này hoảng hốt lên tiếng, thiên diện lão ma, hoàng phủ tung. Hai người bọn họ đầu, làm sao lại đưa đến nơi đây? Người tới, tặng lễ người đâu, đến tột cùng là ai? Ma hoàng đại nhân, tặng lễ người tự xưng hoan hỉ trấn Lạc gia, có việc cầu kiến ma hoàng đại nhân, ngay tại ngoài núi chờ lấy đâu? Một gã hộ vệ vội vàng chạy vào, nhìn thấy Triệu Thành như thế khuôn mặt, cũng là có chút bối rối, vội vã lên tiếng,
trên ót đều là mồ hôi. Da mặt ngăn không được hung hăng rút rút, Triệu Thành quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, Lạc Gia. Lại là cái kia Lạc Gia, còn mẹ hắn đem hai cái đầu người tự mình đưa đến bản hoàng trước mặt. Thật sự là quá phách lối đi, người tới, cho ta đem bọn hắn bắt vào đến, bản hoàng muốn xem thật kỹ một chút, bọn họ trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Vâng, hét lớn một tiếng, bên ngoài cửa một trận hối hả, rất rõ ràng mọi người đã là xuất động. Chỉ chốc lát sau, một nam một nữ hai bóng người liền tại một đám hộ vệ áo đen bảo vệ dưới, được đưa tới cái này đại sảnh bên trong. Nam tự nhiên là Trác Phàm, nữ thì là Bách Lý Ngự Vũ. Vừa tiến tới, nhìn lấy cái này quen thuộc tinh xảo, Trác Phàm dường như trở lại chốn cũ, lộ ra vẻ mặt vui vẻ, nhưng khi hắn nhìn thấy chính đối diện cái kia Triệu Thành mấy ngàn năm đều không thay đổi khuôn mặt lúc, khóe miệng lại là chợt xẹt qua một đạo tà dị đường cong đến, trong mắt không biết là hận, vẫn là cười. Mà Triệu Thành cũng là chợt thân thể lắc một cái, nhìn thấy cái này vốn là lần đầu tiên gặp mặt nam tử, lại có loại dị dạng cảm giác quen thuộc. Mà lại không biết sao, sâu trong đáy lòng, đúng là phát lên một loại đạm mạc sợ hãi tới. Thậm chí, liền dưới chân đều không tự giác lui về phía sau một bước, đều không tự biết. 3. Hung hăng liền ôm quyền, một tên người áo đen nhìn về phía Triệu Thành, khom người cúi đầu, Ma Hoàng đại nhân, Lạc Gia hai người đồng đều đã đưa đến, mời đại nhân chỉ thị. Ây, ra ngoài. Nhìn chằm chằm Trác Phàm không thả, Triệu Thành phảng phất nhụt chí bóng cao su, lại không có vừa mới bạo lệ, chỉ là ngơ ngác nhìn, phất phất tay, thì thào lên tiếng, đều ra ngoài. Ân, là. Liếc nhìn nhau, mọi người một mặt kỳ quái. Cái này Ma Hoàng đại nhân làm sao, giống như không phải bình thường bộ dáng, lộ ra có chút trung khí không đủ a. Bất quá, có thể nghe đến Ma Hoàng như thế hiền lành nói chuyện cũng là lần đầu tiên, mọi người lúc này lĩnh mệnh, vui vẻ rời đi. Chỉ một thoáng, nơi này chỉ có Triệu Thành, Trác Phàm cùng Bách Lý Ngự Vũ ba người, còn có mặt đất một vũng máu cùng mười mấy bộ thi thể, không người thanh lý, chỉ thế thôi. Quét mắt một vòng cái kia giật mình lo lắng khuôn mặt, Trác Phàm mỉm cười, dẫn đầu ôm quyền nói, Ma Hoàng đại nhân, kính đã lâu, tại hạ hoan hỉ trấn Lạc Gia đại quản gia Trác Phàm, vị này là nhà ta hộ vệ Bách Lý Ngự Vũ. Hôm nay nhìn thấy Ma Hoàng đại nhân diện mạo, thực cảm giác vinh hạnh. Trác Phàm, cái tên này, giống như a. Ánh mắt khẽ híp một cái, Triệu Thành tựa hồ không có nghe được, lại nghe được cái gì, trầm ngâm, nỉ non không ngừng. Không ngừng tên giống, khí chất cũng giống. Không, giống lại không giống. Hắn, là không thể nào như thế bình thản tính khí, trả lại người làm quản gia. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, một người chết, ha ha ha. Thật sâu nhìn lấy hắn, Trác Phàm mỉm cười, trêu chọc nói, Ma Hoàng đại nhân, ngài nói cái gì? Ách, không có gì. Rốt cục lấy lại tinh thần, Triệu Thành lần nữa lộ ra băng lãnh khuôn mặt. Liếc mắt liếc một cái kia hai cái đầu người nói, Trác quản gia đúng không, các ngươi Lạc Gia đây là ý gì, hướng bản hoàng thị uy sao? Vẫn là muốn khởi xướng khiêu chiến. Không không không, Ma Hoàng đại nhân nhất định hiểu lầm. Đây là nhà ta chủ nhân một cái lễ gặp mặt, mời Ma Hoàng đại nhân vui vẻ nhận. Lễ gặp mặt, giết ta người, còn đem bọn hắn đầu đưa đến trước mặt ta, cái này mẹ hắn gọi lễ gặp mặt. Đụng, một tiếng vang thật lớn. Triệu Thành hung hăng vừa gõ cái bàn, cả giận nói, thiên hạ có dạng này lễ gặp mặt sao? Như là chuyện này không nói rõ ràng, khác nói các ngươi không cần trở về, toàn bộ Lạc Gia cũng mẹ hắn đừng nghĩ lại tồn tại trên đời. Lão tử nhất định sẽ bắt các ngươi trong đầu mọi người, cho các ngươi làm trên hoàng tuyền lộ thực hiện lễ. Hô! Vừa mới nói xong, Triệu Thành khí thế cường đại nhất thời như vòi rồng giống như bao phủ toàn bộ đại sảnh, cho dù là Bách Lý Ngự Vũ cũng ngăn không được khí tức trì trệ. Hướng về sau hơi hơi lui hai bước, sắc mặt hoảng hốt. Cái này thánh vực tám hoàng quả nhiên không giống bình thường hoàng giai cường giả, làm thật là cường hãn. Trác Phàm cũng là mạnh đỉnh lấy cái kia cỗ hiếm thấy uy áp, đôi mắt một xuyệt, vội vàng hét lớn, Ma Hoàng đại nhân xin bớt giận, mời nghe tại hạ giải thích. Nếu là đến lúc đó đại nhân còn có bất mãn, có thể muốn tất cả chúng ta đầu, chúng ta tuyệt không dám có nửa phần lời oán giận. Nói, khí thế vừa thu lại, Triệu Thành lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Hơi hơi chỉnh một chút có chút nếp uốn cổ áo, Trác Phàm mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh, xin hỏi Ma Hoàng đại nhân, phải chăng phái người đi tập kích Đan Hà Tông các đệ tử, cướp đoạt cái kia tử kim lưu ly tràn đi? Không có.
Đôi mắt xem xét xung quanh, Triệu Thành trầm ngâm một lát, mới không để ý nói. Thản nhiên cười, Trác Phàm cũng là khẽ gật đầu, ta muốn cũng không có, Ma Hoàng đại nhân cùng Đan Hà Tông Tông chủ chung vì tám hoàng, như thế nào vô duyên vô cớ làm ra như thế bị ổi sự tình. Xấu thanh danh không nói, sẽ còn vô duyên vô cớ dẫn tới một vị cường địch, tội gì làm đâu. Thế nhưng là hắn, lại ỷ là Ma Hoàng đại nhân tâm phúc, ở bên ngoài giả danh lừa bịp, tuyên bố đây là Ma Hoàng đại nhân sai xử. Ta sợ hắn lại nói láo đầu, xấu đại nhân đại sự, cho nên quyết định thật nhanh, giải quyết này tặc, lấy toàn đại nhân thanh danh, chẳng lẽ có sai sao? Nói, Trác Phàm nhất chỉ cái kia thứ một cái đầu người, cười khẽ một tiếng. Lạnh lùng nhìn lấy hắn, Triệu Thành từ chối cho ý kiến, cái kia thiên diện lão ma đâu? Ma Hoàng đại nhân, 3 năm trước đây quỷ đăng bảo một chuyện, có phải là hay không ngài từ đó châm ngòi, dẫn tới quỷ vương ưng vương đại chiến, dùng cái này theo bên trong mưu lợi đâu? Nói bậy, đó là bọn họ chính mình loạn đấu, dẫn tới nội bộ lục đục, có quan hệ gì với ta? Cảm thấy run lên, Triệu Thành lúc này lớn tiếng phủ nhận. Không sai gật đầu, Trác Phàm khẽ cười nói, vậy liền đúng, đây vốn là Ma Hoàng đại nhân chưa làm qua sự tình, thiên diện lão ma lại tại đổ thành nói vớ nói vẩn, thay đại nhân đều tiếp tục chống đỡ. Bây giờ ưng vương cùng quỷ vương ngay tại hiệp thương liên thủ, muốn đối phó đại nhân đâu? Giống như vậy nô tài, ta có thể không thay đại nhân giải quyết sao? Không khỏi giật mình, Triệu Thành trên mặt biến ảo không ngừng, nhưng rất nhanh lại bỗng nhiên vung tay lên, giọng căm hận nói, thôi thôi, coi như cái kia hai cái lão già kia liên thủ lại như thế nào, chẳng lẽ bản hoàng hội sợ bọn họ sao? Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm cung kính ôm quyền, Ma Hoàng đại nhân thần dũng, đương nhiên sẽ không sợ hai người bọn họ. Chỉ là cái này nhị hoàng liên thủ không phải sợ, tam hoàng đây, tứ hoàng đâu. Ha ha ha, cái gọi là không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Có thiên diện lão ma hai tên cẩu nô tài này cho Ma Hoàng đại nhân ở bên ngoài bốn phía gây thù hằn, đại nhân lo gì sẽ không trở thành ngàn người chỉ trỏ, đầu sóng ngọn gió a. Hai quyền khó địch bốn tay, đại nhân coi như lại thần dũng, cũng ngăn không được một đám người xem thường đi. Da mặt không khỏi hung hăng rút rút, Triệu Thành song quyền hung hăng nắm lại đến, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Như vậy nói như vậy, chúng ta thay đại nhân thanh trừ cái này hai cái đồ con lợn, có phải là hay không giúp đại nhân đại ân đâu? Ngay sau đó, Trác Phàm lộ ra một cái mập mờ nụ cười, nói khẽ. Cảm thấy một trận suy nghĩ, Triệu Thành lần nữa nhìn chăm chú về phía Trác Phàm cái kia thâm thúy ánh mắt, sắc mặt nhưng không thấy mảy may hòa hoãn, coi như hai tên cẩu nô tài này có lỗi, cũng là làm do ta chủ nhân này giáo huấn mới đúng, sao làm phiền ngoại nhân nhúng tay. Lại nói, hai người bọn họ chết, bản hoàng thủ hạ đại tướng thiếu thốn, lại như thế nào thanh tẩy. Ma Hoàng đại nhân minh xét, bởi vì cái gọi là cũng không đi mới không tới. Hai người bọn họ chết không quan hệ, chúng ta Lạc gia không tới sao. Ha ha ha, ngăn không được phát ra quỷ dị tiếng cười, Trác Phàm thật sâu bái hạ, trịnh trọng nói. Gia chủ của chúng ta luôn luôn ngưỡng mộ Ma Hoàng đại nhân thần dũng, tuổi còn trẻ liền đứng ở tám hoàng ở giữa, cho nên đặc biệt đến tìm nơi nương tựa. Mời Ma Hoàng đại nhân cho chúng ta một cái thích hợp chức vị, đương nhiên, chúng ta không muốn so sánh với cái kia hai cái đồ con lợn thấp. Bởi vì vô luận thực lực vẫn là hiệu suất làm việc, sự thật rất rõ ràng, chúng ta đều mạnh hơn bọn họ, không muốn rơi tại bọn hắn phía dưới. Mà cứ như vậy, bọn họ chết cũng sẽ không thể tính toán là người ngoài xuất thủ. Mà là chúng ta thay đại nhân thanh lý môn hộ, nhất cử lưỡng tiện. Thân thể không khỏi hung hăng run run, Triệu Thành một mặt kinh hãi, các ngươi là đến tìm nơi nương tựa ta. Đương nhiên, cái gọi là vô công bất thụ lộc, cho nên vì lần này tìm nơi nương tựa, chúng ta cố ý mang theo một phần đại công đến đây, mời đại nhân vui vẻ nhận. Nói, Trác Phàm trong tay ánh sáng lóe lên, đã là lấy ra một tấm cổ xưa giấy mỏng trình lên. Vung tay lên một cái. Nhất thời đem tờ giấy kia hút vào trong tay, mở ra xem, Triệu Thành nhìn chằm chằm cái kia trên giấy một hàng tiểu thơ, lại là hớn hở ra mặt, Minh Hải địa đồ. Không tệ, chúng ta biết đại nhân đối với cái này đồ tình thế bắt buộc, liền trăm phương ngàn kế được đến, muốn hiến cho đại nhân. Mỉm cười gật gật đầu, Trác Phàm liếc mắt liếc một cái kia hai khỏa chết không nhắm mắt đầu lâu, cười nhạo nói, mà lại, đây cũng là chúng ta hướng đại nhân ngài chứng minh năng lực cơ hội. Cái kia hai cái lão gia hỏa mất mạng đều không làm được sự tình, chúng ta Lạc gia lại có thể dễ như trở bàn tay. Tin tưởng đại nhân nhận lấy chúng ta về sau, tất không biết thất vọng.
ngăn không được gật đầu, Triệu Thành đã là cười thành một đóa hoa, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng là trở nên tán thưởng liên tục. Nhưng là rất nhanh, lại trần chờ nói, chỉ là tám hoàng bên trong, các ngươi vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng ta xin vào dựa vào. Khác nói với ta cái gì khâm phục chi ngôn, những cái kia lời xã giao, ta muốn lời nói thật. Ma hoàng đại nhân quả nhiên là tính tình mọi người, xem ra lần này chúng ta không có tìm nơi nương tựa sai. Liếc nhìn nhau, Trác Phàm hai người đều là khẽ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Triệu Thành trịnh trọng nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta Lạc gia ẩn vào Hoan Hỉ trấn mấy ngàn năm, muốn đi ra cái kia tiểu địa phương, tất yếu dựa vào tám hoàng một chi xoay người. Mà ở bên trong, chúng ta cũng có chỗ lựa chọn. Thực ngài hẳn là cũng có thể nhìn ra, lấy thực lực chúng ta, đầu nhập vào bất luận cái gì nhất hoàng đều không là vấn đề. Mà kẻ cầm đầu, cũng là tám hoàng đứng đầu, kiếm hoàng. Có điều, kiếm hoàng tư cách già nhất, thế lực khổng lồ nhất. Cái gọi là thà làm đầu gà, không là phượng vĩ, chúng ta sợ tại kiếm hoàng danh nghĩa, không có cái gì hành động, liền từ bỏ còn hắn mấy cái hoàng, đều là một số lâu năm già nua chi sĩ, bảo thủ từng trải, khó thành đại khí. Chỉ có ma hoàng đại nhân, tinh thần phấn chấn, ngắn ngủi mấy ngàn năm quang cảnh, khuếch trương chi cấp tốc, trước đây chưa từng gặp. Mà lại ngài thủ hạ, cũng ít có thể sĩ. Chúng ta cảm giác cho chúng ta hẳn là có thể thành ngài dưới một người, trên vạn người trợ thủ đắc lực. Tán đồng gật gật đầu, Triệu Thành bị thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng, tốt ánh mắt, xem ra gia chủ của các ngươi coi là thật không phải dung tục người a. Không phải ta khoác lác, tám hoàng bên trong, cũng chỉ có ta ma hoàng Triệu Thành mới có tư cách này cùng thực lực, thống lĩnh hoàng giai, trở thành vị trí đầu não. Kiếm hoàng cái kia người bảo thủ, sớm muộn đến bị ta đuổi xuống đài đến, hừ. Đúng vậy a, gia chủ của chúng ta cũng là ý tứ này, mà lại chúng ta vừa mới giết ngài hai người thủ hạ, nếu là chạy đến hắn hoàng giai cao thủ danh nghĩa, tuy nhiên có thể bảo vệ nhất thời an du, nhưng cũng là cùng ngài kết thù. Cùng ma hoàng kết thù, như manh sau lưng, chúng ta thế nhưng là trắng đêm khó ngủ a. Chỉ có tìm nơi nương tựa ngài, mới có thể đem cửu nhân biến thành bằng hữu, tiêu trừ đoạn ân oán này. Rực rỡ cười lắc lắc đầu, Trác Phàm thở dài một tiếng, cho nên vô luận như thế nào, chúng ta lựa chọn tốt nhất, đều là ma hoàng đại nhân ngài a. Thật sâu nhìn lấy Trác Phàm không thả, Triệu Thành một mặt tán thưởng gật đầu, tốt mưu đồ, phân tích thật tốt. Xác thực, các ngươi nói như vậy, các ngươi mang lấy hai người bọn họ phế vật đầu đến ta chỗ này đến, thật đúng là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trăm lợi mà không có một hại a. Chỉ là, như thế tỉ mỉ cẩn thận dự định. Đến tột cùng là ai đang mưu đồ đâu? Lời vừa nói ra, Triệu Thành trong mắt hiện ra tinh quang, tựa hồ có chút vội vàng. Ma hoàng đại nhân, Trác quản gia là gia chủ tay trái tay phải, cái này bày mưu tính kế, giúp gia chủ hai bên quyết đoán sự tình, tự nhiên là Trác quản gia thuộc bổn phận. Minh bạch hắn ý tứ, Bách Lý Ngự Vũ khẽ cười một tiếng, nhìn Trác Phàm liếc một chút, ôm quyền nói. Mỉm cười địa lắc đầu. Trác Phàm hơi có vẻ khiêm tốn, chỗ nào, Trác mỗ bất quá tham mưu một hai, lấy sau cùng chủ ý, vẫn là gia chủ. Trác quản gia thì đừng khiêm nhường, người một cái đoán cốt cảnh, nếu không có chỗ hơn người, há có thể tại Lạc gia dưới một người, trên vạn người. Lắc đầu, Bách Lý Ngự Vũ lúc này đều cười ra tiếng, ma hoàng đại nhân khả năng không biết, đừng nhìn Trác quản gia tu vi thấp, nhưng ở Lạc gia đã nói là làm, liền gia chủ đều muốn nghe chu toàn. Nếu không mà nói. Gia chủ thực càng có khuynh hướng tìm nơi nương tựa kiếm hoàng, dù sao nhà chúng ta hộ vệ phần lớn tu luyện kiếm đạo. Ném kiếm hoàng, thực chí danh quy. A, à, mí mắt chưa phát giác vẩy một cái, Triệu Thành lại chăm chú nhìn chăm chú về phía Trác Phàm, mới là rốt cục phát hiện, người này thật đúng là cái con kiến hôi đoán cốt cảnh a, lúc trước cũng không phát hiện. Thế nhưng là, càng là thực lực thấp, lại là ngồi đến cùng thực lực hoàn toàn ngược lại chí cao vị trí. Cái này càng có thể chứng minh, có không thể thay thế khác mới có thể. Lại nghe nữ tử kia vừa mới nói, tiểu tử này quả nhiên là cái hiếm có mưu đồ người. Mẹ hắn, lão tử nơi này chính cần dạng này nhân tài a. Nghĩ tới đây, Triệu Thành lúc này tiến lên hai bước, một mặt mừng rỡ giữ chặt Trác Phàm tay, cười nói, ha ha ha. Trác quản gia thì ra là thống lĩnh toàn cục soái tài, khó được. Ta Thiên Ma Sơn chính cần Trác quản gia người như vậy làm gốc hoàng phòng bị. Không phải vậy lời nói, giao cho bọn này đồ ngu, bản hoàng cái này mấy ngàn năm cơ nghiệp,
không phải xấu ở trong tay bọn họ không thể. Ma Hoàng đại nhân quá khen, vậy chúng ta Lạc gia. Đây còn phải nói a, bản hoàng dưới trướng 12 ma vệ, 36 thành, 64 nhà, các ngươi thay thế Thiên Diện lão ma, xếp số một vị. Dưới một người, trên vạn người. Hung hăng vỗ ngực một cái, Triệu Thành khóe miệng một phát, bảo đảm nói, bản hoàng cái này hướng ra phía ngoài tuyên bố, các ngươi Lạc gia là ta Thiên Ma Sơn trọng thần, riêng là Trác quản gia, càng muốn trở thành bản hoàng tay trái tay phải. Ai dám động đến các ngươi một sợi lông, cũng là cùng ta Ma Hoàng đối đầu. Ách, Ma Hoàng đại nhân, ngài tay trái tay phải, không nên là nhà chúng ta chủ sao? Ai, cái kia có quan hệ gì? Ngươi giúp Lạc gia chủ giúp bản hoàng, sau cùng còn không phải ngươi giúp bản hoàng sao? Làm gì trung gian lại thêm một cái chướng ngại? Ách không phải, ta cái này có chút vượt quyền a, ngài nếu không trước gặp một chút nhà ta chủ. Gặp hắn làm gì? Có gì có thể vượt quyền, ta nói được thì được, người tới, bày yến thiết tiệc, chiêu đãi Trác quản gia. Một tiếng hô quát, Thiên Ma Sơn lập tức náo nhiệt lên, Triệu Thành thịnh yến Trác phàm hai người, ba ngày ba đêm. Mà lại hướng toàn bộ thánh vực Thanh Minh Lạc gia thuộc về Thiên Ma Sơn bảng cáo thị, cũng toàn phát ra ngoài. Từ nay về sau, Lạc gia trở thành 12 ma vệ đứng đầu, Trác phàm cũng trở thành Triệu Thành hai bên xương cánh tay, thiên hạ đều biết. Lại 10 ngày sau, Triệu Thành đem danh nghĩa 20 tòa thành chỉ quản lý quyền giao cho Lạc gia, Trác phàm hai người cũng tạm thời từ biệt Ma Hoàng, chuẩn bị tay để Lạc gia mọi người tiếp quản địa bàn mới. Một đường xuống núi, đi ra sơn môn, Trác phàm lại quay đầu nhìn xem cái này để phòng xâm nghiêm Thiên Ma Sơn, không khỏi thở dài một hơi, thở dài ai, trước kia ta một thân một mình, sơn môn trừ mấy đạo hộ sơn trận pháp, liền không có vật khác. Ai có thể nghĩ trong nháy mắt. Nơi này cùng chỗ trống giới nhân viên ồn ào, lại không trước kia tiên cảnh. Mà lại tiểu tử này, còn giống như người khác, tranh giành thức dậy bàn mà đến. Hừ hừ, nhớ năm đó lão tử một thân một mình, không có bất kỳ cái gì địa bàn, cũng là tám hoàng đứng đầu. Si nhi a, vô dụng người, muốn nhiều như vậy làm gì, thật sự là hủy cái này một tòa danh sơn đại xuyên. Vậy ngươi còn tìm nơi nương tựa hắn làm gì? Đồng dạng quay đầu nhìn một chút cái kia nặng nề uy áp. Bách Lý Ngự Vũ không khỏi nghi nói, người muốn đối phó hắn, không phải cần phải mượn người khác lực lượng, giết chết hắn sao? Chúng ta chạy hắn thủ hạ làm việc, đây đều là người khác, chúng ta bị giám thì còn tạm được, làm sao xuống tay với hắn? Khóe miệng xẹt qua một đạo đột nhiên đường cong, Trác phàm trong mắt lóe đạm mạc hào mang, binh pháp nói, muốn lấy chi, trước phải cho đi. Bất luận kẻ nào hoặc thế lực, vô luận mạnh cỡ nào bao lớn, sau cùng đều là từ nội bộ tan rã. Phần ngoài nhân tố có thể tác dụng rất ít. Chúng ta tập trung hắn môn hạ, tựa như sâu mọt một dạng, gặm sạch hắn hết thảy, hiện tại chúng ta không phải liền đã dễ dàng cầm tới hắn 20 thành chỉ sao. Ha ha ha. Một tiếng cười khẽ, Trác phàm mở ra hai chân, tiêu sái rời đi, trong mắt thâm thúy, ai cũng nhìn không hiểu. Bách Lý Ngự Vũ liếc hắn một cái, cũng là theo thật sát, trong mắt mang theo ấm áp. Cùng lúc đó, đang đánh cược thành gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc Lạc gia, vào ở Ma Hoàng môn hạ tin tức cũng là tất cả đều truyền đến các đại thế lực trong tai, nhất thời gây nên một mảnh sóng to gió lớn. Vân Lam Thành, trong phủ thành chủ, một mảnh màn rèm về sau, đánh cược hoàng cầm lấy ngọc giản trong tay xem rất lâu, mới cuối cùng để xuống cái này Lạc gia. Thế mà thành Ma Hoàng đệ nhất ma vệ, dưới một người trên vạn người. Cái này phát triển, thật sự là quá kỳ quặc, làm cho người khó có thể tin a. Đổ Hoàng đại nhân, nghĩ đến bọn họ là dâng lên Minh Hải địa đồ, mới dẫn tới Ma Hoàng tâm hoa nộ phóng, bất kể hiềm khích lúc trước. Không, chậm rãi khoát khoát tay, đánh cực Hoàng nhìn một chút màn rèm trước thành chủ liếc một chút, thì thào lên tiếng, Ma Hoàng tính tình ta giải, cố chấp bảo thủ, tính tình vội vàng sao động. Lạc gia đem Minh Hải địa đồ nộp lên, nhiều lắm là có thể miễn đi vừa chết, tuyệt không có lý do đem bọn hắn che chở tại dưới người mình a. Riêng là còn đặc biệt nhấn mạnh là mình tay trái tay phải, trở thành 12 ma vệ đứng đầu, cho cao như vậy vị trí. Cái này nhưng là quá vượt qua lẽ thường, một cái cực kỳ phẫn nộ người, cho dù để hắn nguôi giận, cũng không có khả năng nhất thời cao hứng bừng bừng thành như vậy đi, đặc biệt là cái kia Ma Hoàng. Nói như vậy, Lạc gia có thể tại Thiên Ma Sơn bò lên trên cao như vậy vị trí, còn có khác thủ đoạn. Khẳng định như thế, nếu không, coi như song phương không có bất kỳ cái gì cửu oán. Bọn họ cũng đem đất đổ hiến, lập đại công,
nhưng mới nhập môn phía dưới thì cho cao như thế địa vị, nhưng cũng là quá mức kỳ quặc. Đôi mắt nhẹ nhàng mị mị, đánh cực hoàng suy nghĩ một chút, lại nói, đúng, ma hoàng phát cho thiên hạ bảng cáo thị bên trong, có phải nâng lên hắn tay trái tay phải là Lạc gia quản gia, Trác Phàm? Không sai, cũng là hắn, chỉ là đây cũng quá kỳ quái đi. Lạc gia trở thành hắn đệ nhất ma vệ, đại biểu Lạc gia không phải gia chủ, mà chính là một quản gia. Cái kia tất cả mấu chốt, thì khẳng định ở cái này quản gia trên thân. Hơi hơi trầm ngâm một lát, đánh cực hoàng lại là chợt bật cười, thú vị, cái này quản gia là thật thú vị, năng lực không nhỏ a. Người tới, cho ta chằm chằm cái này quản gia, bản hoàng ngược lại muốn nhìn xem, quản gia này đến tột cùng có năng lực gì, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, ha ha ha. Vâng, một tiếng quát nhẹ, trong hư không chợt run run một hồi. Một phương diện khác, tối tăm trong mật thất, hai đạo bóng đen đối diện ngồi ngay ngắn, thấy không rõ khuôn mặt. Nghe nói a, cái kia đang đánh cực thành phách lối nhất thời Lạc gia, tìm nơi nương tựa ma hoàng đi. Thì tính sao, chúng ta không động thủ sao? Động thủ tự nhiên muốn động, chỉ là cái này Lạc gia có chút cổ quái, ta sợ ra cái gì chuyện rắc rối. Một cái đột nhiên ló đầu ra tiểu gia tộc, có cái gì nếu không? Hai người chúng ta năm đó bị ma hoàng đùa bỡn các ném một nửa giang sơn, cái này chàng tử không tìm về đến, chúng ta cũng liền không mặt mũi nào xưng hoàng. Ta thế nhưng là nghe nói, thất thánh sơn có động động tám hoàng dự định, nếu là thế lực quá yếu, có bị thay thế khả năng. Như vậy, thân thể hơi chậm lại, trong bóng tối người kia có chút chần chờ, nhưng rất nhanh liền cắn răng nói tốt, lần này cho dù muốn động, cũng muốn động cái kia ma hoàng không thể. Cái này Lạc gia muốn phải dựa vào đại sơn thăng chức rất nhanh, chỉ tiếc chọn lầm người, hừ hừ. Cùng một thời gian, Đan Hà Tông một cái nhìn qua hơn 40 tuổi đạo cô, ngồi nghiêm chỉnh tại chủ ngồi lên, trong tay cầm một chương ố vàng trang giấy, tỉ mỉ xem một chút, lại là mặt lộ vẻ dị sắc, sư muội, người xác định đây là vẽ Minh Hải địa đồ. Đương nhiên, người nhìn cái này hư huyễn đường cong, hoảng hốt đồ hình, cái nào là nhân loại họa tượng có thể dùng đầu bút lông phác họa ra đến. Trên mặt một trận mặt mày hớn hở, Mai Tam cô nước bọt bay loạn, cho nàng tỉ mỉ giảng giải. Chúng nữ đệ tử thì là ở một bên nghe đến liên tục gật đầu, riêng là Sở Khuynh Thành, càng là không kìm được vui mừng. Sau cùng, Mai Tam cô vẫn không quên cho Sở Khuynh Thành thỉnh công, sư tỷ, lần này nhờ có Khuynh Thành thi triển mỹ nhân kế, không phải vậy tiểu tử kia như thế nào bốc lên như thế lớn phong hiểm, đem quý giá này địa đồ cho vẽ đi ra đâu. Sư thúc. Đây không phải mỹ nhân kế, chúng ta không phải nói chuyện được chứ. Hơi hơi ngoác miệng ra ba, Sở Khuynh Thành nhìn về phía đạo cô kia vội vàng khẩn cầu, sư phụ, lúc trước Trác Phàm nói, muốn dẫn ta rời tông, qua bình thản thời gian. Nói bậy, ngươi là tông môn giường cột, sao có thể tùy tiện bị một người nam tử mang đi. Thế mà, nàng lời ấy vừa ra, Mai Tam cô đã là hung hăng chừng nàng liếc một chút, dạy dỗ. Nghe được lời này. Sở Khuynh Thành khẩn trương, thế nhưng là, sư thúc người rõ ràng đáp ứng. Ta đáp ứng cái gì, ta nói đi cũng phải nói lại bẩm minh sư tỷ không đồng ý, chính là như vậy. Ngươi, tốt, không dùng nhao nhao. Nhìn các nàng tranh đến mặt đỏ tới mang tai, đạo cô kia không khỏi bất đắc dĩ khoát khoát tay, sâu xa nói, mặc kệ là mỹ nhân kế cũng tốt, Khuynh Thành thật đáp ứng tiểu tử kia cũng tốt, hiện tại đều thất hứa. Bởi vì bản đồ này, căn bản chính là giả. Cái gì, giả, điều đó không có khả năng a, nhìn cái này đường cong. Không phải người công gây nên, thật sao? Cười nhạo lấy lắc lắc đầu, đạo cô kia thở dài một tiếng, người a, thật sự là bị người đùa nghịch còn tại đắc ý đây. Này đồ không phải người công gây nên, nhưng cũng coi như nhân công gây nên, nhưng không phải dùng bút phác họa a. A, không khỏi sững sờ, Mai Tam cô không rõ ràng cho lắm. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đạo cô kia nhẹ liếc mọi người liếc một chút, bật cười liên tục, các ngươi a, thật sự là ngồi ở vị trí cao nhiều năm, liền nhân chi sơ tướng đều quên. Nhân chi sơ tướng? Đúng vậy a, ăn và ngủ, không phải liền là nhân chi sơ tướng sao? Nhẹ nhàng vung lên, đem cái kia ố vàng trang giấy ném tới Mai Tam cô trong tay, đạo cô kia che mặt cười khẽ, còn nhớ rõ lúc trước đem Khuynh Thành ôm trở về tông môn nuôi dưỡng lúc, bổn tọa tự mình chăm sóc. Mỗi ngày luôn có 3-4 lần ở giường ở giữa họa như thế nhất đồ, thật giống nhau. Riêng là cái kia mùi khai, thật sự là kéo dài không nghe thấy, ha ha ha. Cái gì?
thân thể ngăn không được chấn động, Mai Tam Cô lại xích lại gần cái kia giấy ngửi một cái, mới cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, đầy mặt sắc mặt giận dữ nói, sư tỷ, ngươi nói là, cái này mẹ hắn cũng là tiểu tử kia vung đi tiểu. Ngươi cảm thấy đâu? Thực sự buồn cười. Cuối cùng hiểu được, Mai Tam Cô giận không nhịn nổi, lúc này thì vung lên cánh tay, nhanh gọn đem tờ giấy kia kéo thành phấn vụn, hung hăng ném trên mặt đất. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình mấy tháng này đến mỗi ngày như nâng chân bảo giống như, bưng lấy cái kia giấy vàng tỉ mỉ nghiên cứu, hai tay đều dính đầy cái kia mùi khai, thì ngăn không được căm ghét lên, thậm chí có loại trong bụng phiên giang đảo hải, như muốn nôn mửa cảm giác. Phương Mẫn các loại nữ đệ tử, biết được chân tướng, cũng là ngăn không được xoa xoa hai tay, trên mặt tràn ngập ghét bỏ hai chữ, thậm chí hận không thể đem chính mình cái kia hai tay tại chỗ chặt rơi. Các nàng thế nhưng là thanh xuân thiếu nữ, sao có thể đụng như thế mấy thứ bẩn thỉu đâu. Cũng chỉ có Sở Khuynh Thành bất khả tư nghị dao động cái đầu, có chút thất thần, không có khả năng, hắn không biết gạt ta, làm sao lại cầm thứ này đến trêu đùa ta. Hừ, nhà đầu ngốc, người ta căn bản chính là đùa nghịch ngươi, chưa từng đem ngươi trở thành chuyện. Ngươi còn đần độn đi thi triển mỹ nhân kế, bây giờ bị người ta phản chỉnh a, còn liên lụy chúng ta, thật là vô dụng a. Phương Mẫn oán hận liếc nhìn nàng một cái, chửi mắng lên tiếng. Không có lên tiếng, Sở Khuynh Thành chỉ là mất mát cúi thấp đầu, trong lòng tràn đầy đau thương. Chưa từng có ly khai sơn môn bao xa nàng, cái thứ nhất sinh lòng hảo cảm nam tử, cũng là Trác Phàm. Mà lại hai người cũng là cùng chung chí hướng, muốn cùng một chỗ. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm thế mà cũng sẽ lừa nàng. Nếu là cái kia đồ thật không tốt vẽ lời nói, hắn cự tuyệt chính mình liền tốt. Tại sao muốn lừa nàng đâu? Chẳng lẽ nói, thật cùng sư tỷ các nàng nói một dạng, hắn bất quá đang trêu đùa chính mình, cho tới bây giờ không có đem chính mình để ở trong lòng. Đúng vậy a, ta làm sao không nghĩ tới đây, tại cái kia đổ thành bên trong, bên cạnh hắn xuất hiện nữ tử từng cái xinh đẹp như hoa, như thế nào sẽ đem ta cái này bình thường nha đầu nhớ ở trong lòng. Thần sắc trên mặt càng ngày càng khổ, Sở Khuynh Thành một trái tim cũng là dần dần chìm vào đáy cốc. Tựa hồ nhìn ra nàng suy nghĩ trong lòng, đạo cô kia vội ho một tiếng, thản nhiên nói, Khuynh Thành, thế gian đàn ông đều là phụ bạc, không cần vì bọn họ quá phí sức thần. Người tự có người số mệnh tại thân, căn bản không cần ý biết những cái kia tạp chủng chi tiết, an tâm tu luyện là được. Cảm thấy ủy khuất, Sở Khuynh Thành xẹp lấy một hơi, hơi hơi gật gật đầu, hai con mắt bên trong cũng đã có vũ khí mông lung. Sư tỷ, ta thực sự quá vô dụng. Cao tuổi rồi lại bị một tên mao đầu tiểu tử loại này trêu đùa, thế mà mang theo một khối tã thì hồi tông, xin ngài trừng phạt. Đón lấy, Mai Tam Cô lần nữa liền ôm quyền, đầy mặt xấu hổ. Mỉm cười lấy khoát khoát tay, đạo cô kia không để bụng, chúng ta đều mấy ngàn năm nguyệt, hai lúc trí nhớ sớm đã mơ hồ, các đệ tử nhập tông cũng phần lớn hiểu chuyện hợp lý, nơi nào còn có cơ hội tiếp xúc loại chuyện này. Bản tông cũng chỉ là bởi vì tự mình chăm sóc qua Khuynh Thành còn nhỏ. Mới nhớ đến một chút chi tiết. Mà lại Khuynh Thành là ta ái đồ, cái này chi tiết nhớ đến thì càng sâu, ha ha ha. Sư phụ, nghe được lời này, Sở Khuynh Thành cảm động, cuối cùng lại khó áp lực trong lòng chua xót, bổ nhào vào bên người nàng, díu dít ưu tư lên. Phương Mẫn gặp này, cảm thấy thầm hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy ghen ghét. Cái này nha đầu chết tiệt kia, liền sẽ vuốt mông ngựa núng nịu, rõ ràng không cho tông môn lập xuống nửa phần công lao. Sư phụ còn như thế đau nàng, thật sự là trời xanh không có mắt. Nhìn lấy đây hết thảy, Mai Tam Cô trong lòng càng nghĩ càng giận, lại là ra sức vồ một cái quyền đầu, hét lớn, đáng chết thằng nhãi con. Sư tỷ, ta đi đem hắn chộp tới, không phải giáo huấn hắn một trận không thể, không phải vậy hắn còn cho là chúng ta Đan Hà Tông thật dễ khi dễ đâu. Không nói gì, đạo cô kia nhẹ khẽ vuốt vuốt Sở Khuynh Thành đầu, xem như ngầm đồng ý. Mắt bên trong thì là lóe từng đạo thâm thúy tinh mang. Tông chủ, Thiên Ma Sơn phát hướng thánh vực bảng cáo thị, mời tông chủ xem qua. Thế mà, còn không đợi cái kia lão cô bà hành động, một tiếng thanh thúy kêu to cũng đã theo bên ngoài cửa rõ ràng truyền đến. Ngay sau đó, một tên đáng yêu nữ tử, hùng hùng hổ hổ địa đi vào trước mặt mọi người, khom người cúi đầu, đem một cái xanh biếc ngọc giản trình lên. Vẫy tay, đem ngọc giản cầm qua, đạo cô kia nhắm mắt xem một chút. Chợt vừa mở hai con ngươi, quát to, Tam Cô, ngươi không cần phải đi, tiểu tử kia không động được. Làm sao? Chính ngươi xem một chút đi,
hắn cùng toàn bộ Lạc gia hiện tại đã là ma hoàng xương cánh tay chi thần, động đến hắn chẳng khác nào cùng ma hoàng khai chiến, xưa đâu bằng nay. Không khỏi giật mình, cái kia Mai Tam cô lập tức cầm qua ngọc giản xem, rất nhanh cũng là sắc mặt cấp tốc trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, bọn họ nhất định là cầm tránh thức Minh Hải địa đồ, đổi danh vị đi. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đây, lần này, có ma hoàng che chở, chúng ta thật đúng là cầm hắn không có cách ha. Nghe được câu này, Phương Mẫn bọn người cũng là cả kinh, cảm thấy thầm than, cái này Lạc gia ra tay thật nhanh a, trong thời gian ngắn như vậy, liền dựa vào phía trên ma hoàng cây đại thụ này. Đạo cô kia tại trầm ngâm một chút về sau, lại là bật cười một tiếng, lờ đễnh lắc lắc đầu, yên tâm đi, cây to này bọn họ dựa vào không bao lâu. Đợi cây đổ hồ tôn tán lúc, chúng ta lại bắt bọn hắn cho khuynh thành xuất khí cũng không muộn. Làm sao? Không khỏi sững sờ, mọi người đều là nhìn về phía đạo cô kia thần bí khuôn mặt, cảm thấy không hiểu. Sau 3 tháng, Trác Phàm an bài Lạc gia đã cơ bản tiếp quản Triệu Thành đưa cho bọn họ 20 thành trì, đều là lúc trước Thiên Diện lão ma hai người quản lý chi địa. Vốn là làm nguyên lai thế lực cũ địa điểm cũ, có chút địa đầu xa cản đường cũng khó tránh khỏi. Muốn hoàn toàn chỉnh đốn địa phương tốt tất cả sự vụ, 3 tháng hiển nhiên không đủ. Bất quá, Lạc gia là ai, vốn là nhanh chóng quyết đoán điệu bộ, lại thêm Mộ Dung Liệt, Liễu Mộ Trắng những thứ này kiếm vương cao thủ, càng là nhân tài đông đúc. Trong thời gian ngắn ngủi, lúc này trưởng khống toàn cục. Đem cái này 20 chỗ khu vực, hoàn toàn nắm giữ ở trong tay, đây cũng là Lạc gia tại thánh vực đánh xuống mảnh thứ 2 lĩnh vực. So với lần trước Hoan Hỉ trấn khu vực, khuếch trương lớn nghìn lần không thôi. Chỉ là, phúc vô song trí, họa bất đan hành, vừa mới đứng vững gót chân không bao lâu Lạc gia, lại là nhất thời gặp gỡ cho dù là tám hoàng gặp phải, cũng khó giải thích nhất sự tình. Tam hoàng chiến. Báo, Trác quản gia, Phượng Vũ ngoài thành có thế lực không rõ phun trào, sợ không phải người lương thiện. Một tên Lạc gia hộ vệ, một cái lắc mình đi vào Trác Phàm trước mặt, khom người bẩm báo. Mi mắt hơi nhíu nhăn. Trác Phàm thì thào lên tiếng, Phượng Vũ Thành tiếp là quỷ hoàng thế lực a, chẳng lẽ nói. Quỷ hoàng và ưng hoàng nhanh như vậy liền muốn hành động. Trác đại ca, như thế nào, muốn động thủ sao? Lúc này, Lạc Vân Biển đi vào trước mặt hắn, ngưng lông mày hỏi. Lạc Tư bình thường cũng là cao ngạo địa dương dương lông mày, lớn tiếng nói, động thủ thì động thủ, chúng ta bây giờ lưng tựa ma hoàng, tại sao phải sợ bọn hắn sao? Lần này chúng ta Lạc gia cũng không là một cái người tại chiến đấu, sau lưng thế nhưng là có tiếp viện. Động thủ cái gì? Hung hăng chừng bọn họ liếc một chút, Trác Phàm nhẹ hừ một tiếng, các ngươi còn thật đem mình làm tìm nơi nương tựa lưu dân, cho bọn hắn tác chiến. Thì coi như chúng ta đằng sau lại có tiếp viện, ở tiền tuyến chết cũng là chúng ta người Lạc gia, dựa vào cái gì? Không sai gật đầu, Lạc Vân Biển vẫn là một mặt do dự, đạo lý này ta cũng minh bạch. Chỉ là chúng ta hiện tại thuộc về ma hoàng Triệu Thành, lại ở vào biên cảnh, như không động thủ, chẳng lẽ trực tiếp ẩn lui? Muốn là ẩn lui lời nói, chúng ta thật vất vả tham gia đến tám hoàng ở giữa phân tranh, thì toàn hết. Vậy chúng ta muốn, nhất định phải nghĩ cái song toàn mỹ biện pháp, bình chân như vậy. Dù sao cái này ân oán, là ba người bọn họ sự tình, cùng chúng ta không có quan hệ gì, không cần thiết trộn lẫn, chỉ là muốn thế nào thoát khỏi đâu. Tỉ mỉ suy nghĩ, Trác Phàm trong mắt lóe không hiểu tinh quang. Đúng lúc này, lại một bóng người lóe qua, một tên Lạc gia hộ vệ đem một khối ngọc giản nâng lên, khom người nói, khởi bẩm Trác quản gia, ma hoàng Triệu Thành cho mời. Vừa vặn, ta cũng nên đi tìm hắn. Khóe miệng một phát, Trác Phàm cầm qua ngọc giản, liền dẫn phía trên Bách Lý Ngự Vũ hướng Thiên Ma Sơn tiến đến. Bất quá 3 ngày công phu, hai người liền đi tới nơi này. Tất cả ma vệ đều biết bọn hắn, cho nên một đường hướng về phía trước cũng không có người ngăn cản. Chờ đến đại sảnh, nhìn thấy Triệu Thành, hai người mới cúi người hành lễ, bái nói, thuộc hạ Trác Phàm, Bách Lý Ngự Vũ, tham kiến ma hoàng đại nhân. Trác quản gia không cần phải khách khí, mời ngồi. Vội vã phất phất tay, để Trác Phàm hai người ngồi xuống, Triệu Thành đi thẳng vào vấn đề, Trác quản gia, các ngươi trưởng quản Phượng Vũ Thành các loại 20 thành trì. Ta muốn đã biết bản hoàng tìm ngươi đến là vì chuyện gì a? Khẽ gật đầu, Trác Phàm cười nhạt một tiếng, quỷ hoàng nhân mã gần nhất tại nhiều lần động tác, xem ra ý đồ bất chính. Đâu chỉ làm loạn, căn bản chính là muốn lật năm đó sổ nợ rối mù. Nổi giận đùng đùng hừ một tiếng,
Triệu Thành vẫy vẫy tay, trong mắt đều là ngoan sắc, gần nhất Ưng Hoàng nhân mã cũng tại một bên khác động tác, hai người này khẳng định sớm đã thương lượng xong, muốn liên thủ giáp công bản hoàng. Thế nhưng là, bọn họ coi là dạng này, thì có thể thắng được bản hoàng sao? Nằm mơ, hừ, Trác quản gia, bản hoàng tìm ngươi đến mục đích, cũng là muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi Lạc gia đối cái kia 20 thành nắm giữ như thế nào? Phải chăng đã bố trí chu toàn, có thể ngăn lại quỷ hoàng nhân mã động tác? Trầm ngâm một chút, Trác phàm giả bộ có chút khó khăn, ma hoàng đại nhân, chúng ta Lạc gia mới đến, cường long khó ép địa đầu xà, thế lực mới vào ở, muốn hoàn toàn trưởng khống tình thế, 3 tháng chỉ sợ. Tốt, ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là đại chiến sắp đến, kéo không? Ngươi liền nói, ngươi còn cần bao nhiêu nhân mã, bản hoàng phái người trợ giúp. Tóm lại, bản hoàng lần này cần để bọn hắn biết, ta ma hoàng Triệu Thành coi như một chục hai, cũng như cũ có thể đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, sợ chết khiếp. Cùng lão tử tính sổ sách, hừ hừ, bọn họ còn không có tư cách này. Trong mắt lóe lên một đạo kiệt ngao chi sắc, Triệu Thành cắn răng hừ nhẹ nói. Liếc nhìn nhau, Trác Phàm lại nhìn về phía hắn, thăm thẳm lên tiếng, ma hoàng đại nhân, theo suy nghĩ nông cạn của tôi, trận chiến này vẫn là không chiến thì tốt hơn. Thế nào, Trác quản gia lời ấy ý gì? Mi mắt hơi hơi lắc một cái, Triệu Thành không hiểu nhìn về phía hắn. Mỉm cười, Trác Phàm chậm rãi đứng lên, tại đại sảnh ở giữa bước đi thong thả hai bước nói, cái gọi là ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, ma hoàng đại nhân tuy nhiên thần dũng, nhưng lấy một chục hai, dù sao hai quyền khó địch bốn tay. Cho dù địch qua, cũng là tổn thất nặng nề, chiếm không tiện nghi gì. Ngược lại, còn lại những cái kia tám hoàng bên trong người, lại là có thể thừa cơ vơ vét đại nhân địa bàn, được trả bằng mất a. Thì như năm đó quỷ hoàng và ưng hoàng nhất chiến, đại nhân làm ra, sao lại không phải đâu. Đạo lý này, bản hoàng há có thể không biết. Mi mắt thật sâu nhăn lại, Triệu Thành không khỏi thở dài một tiếng, chỉ là. Bây giờ không phải là ta muốn đánh, mà chính là cái kia hai cái lão già kia níu lấy ta không thả a. Ta nếu là không ứng chiến lời nói, chẳng phải không duyên cớ bị bọn họ cướp bóc. Ném địa bàn không nói, bản hoàng thể diện thả ở đâu. Thế nhân như biết rõ bản hoàng yếu đuối đến tận đây, còn có ai đến tìm nơi nương tựa bản hoàng. Cười nhạt gật gật đầu, Trác Phàm tán đồng nói, không tệ, nếu là không đánh, đại nhân tổn thất càng lớn, cho nên trận chiến này nhất định phải đánh. Chỉ là, không nên do đại nhân đánh. Không nên do ta đánh. Người nào đến đánh, bản hoàng thế nhưng là bọn họ mục tiêu a. Từ những cái kia bình chân như vậy người đến đánh, thỏa đáng. Khóe miệng xẹt qua một đạo gian trá đường cong, Trác Phàm ý vị thâm trường nói, trận chiến này người nào như tham dự, tất nhiên bị hao tổn. Đại nhân sao không đem những cái kia cách bờ người, kéo vào chiến trường, trao đổi vị trí, tự mình làm bình chân như vậy chi đổ đâu. Không khỏi khẽ giật mình, Triệu Thành thật sâu liếc hắn một cái, giống như có điều ngộ ra, ngươi nói là. Tìm đồng minh, thế nhưng là, bây giờ thời điểm, tìm ai đến đồng minh đâu, mà lại lần này đối phó là hai vị tám hoàng cường giả, cho dù tìm tới đồng minh, chỉ sợ đối phương cũng sẽ công phu sư tử ngoạm, tổn thất còn không bằng nhất chiến đâu. Ma hoàng đại nhân hiểu lầm, không phải tìm đồng minh, là muốn ăn đòn tay. Đồng minh chúng ta còn muốn kể vai chiến đấu. Tay chân thì lại khác, bọn họ xuất lực, chúng ta nhìn lấy là được, không cần phí một binh một tốt. Ây, Trác quản gia, người không có bệnh đi. Thân thể hơi hơi run run, Triệu Thành nhìn chằm chằm hắn, lại là chợt cười to lên, ha ha ha. Trác quản gia, ngu như vậy ngươi đến chỗ nào tìm đi. Hội cho người khác trắng xuất lực, tám hoàng bên trong có đần như vậy chứng sao? Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, đần như vậy chứng tự nhiên không có. Mà lại mời chào tay chân, cũng không thể hoàn toàn không trả giá đắt, riêng là tám hoàng. Như vậy, phải trả như thế nào đại giới? Sắc mặt nghiêm một chút, Triệu Thành lại hỏi. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đến, Trác Phàm chăm chú nhìn hắn không thả, gần từng chữ một, xin hỏi ma hoàng đại nhân, tấm kia Minh Hải địa đồ, không biết ngài cởi ra không có. Ngươi muốn cầm Minh Hải địa đồ làm trao đổi? Không được. Cảm thấy chấn động, Triệu Thành suy nghĩ chốc lát. Liền hung hăng lắc lắc đầu, quả quyết cự tuyệt, Minh Hải địa đồ chính là Minh Đế đạo tràng con đường duy nhất, chân quý dị thường, há có thể rơi vào những người kia chi thủ. Vạn nhất bọn họ cởi ra đâu? Bản đồ này sâu như vậy thúy, há lại thường nhân có thể cởi ra chi vật?
nếu không đánh cược hoàng cũng sẽ không lấy ra cạnh tranh đánh cược. Mà lại lần này, chúng ta không phải muốn cầm thật Minh Hải địa đồ làm điều kiện trao đổi, mà chính là một chương vẽ bản dập mà thôi. Chân chính đồ, còn tại ma hoàng trong tay đại nhân. Vậy cũng không được, nếu là bọn họ cởi ra bản dập làm sao bây giờ? Cái này dễ nói, chúng ta tại bản dập phía trên làm tay chân là được, cam đoan bọn họ cả một đời đều không giải được. Làm tay chân, bọn họ không sẽ phát hiện sao? Ma hoàng đại nhân, xin đem cái kia địa đồ xuất ra, để tại hạ ra hiệu một phen. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm khom người cúi đầu. Hai con người suýt híp mắt, Triệu Thành thật sâu nhìn hắn thật lâu, mới vạn phần không muốn đem cái kia địa đồ xuất ra, triển khai tại hai người trước mặt. Trác Phàm thì đạp nhẹ hai bước tiến lên, tại đồ phía trên từng cái chỉ thị, đại nhân mời xem, bức tranh này là từ vô số điểm đen cấu thành, chúng ta tại làm bản dập lúc, ở chỗ này nhiều thêm một chút, ở nơi đó thiếu điểm một chút, người nào sẽ phát hiện. Đoán chừng liền đánh cược hoàng chính mình, đều không nhận ra đi. Mà lại góc trái trên cùng cùng dưới góc phải khối này rất tương tự, chúng ta lẫn nhau chuyển một chút, hẳn là cũng không hội bị người phát hiện. Coi như cầm thật đồ đến so sánh. Ai có thể phân biệt ra bên trong đến tột cùng. Coi như đem ánh mắt nhìn hoa, đoán chừng đều uổng công. Không sai gật đầu, Triệu Thành hớn hở ra mặt, khen lớn xuất khẩu, Trác quản gia diệu kế, quả là thế, như vậy thâm thúy địa đồ, một số chi tiết nhỏ cho dù khác biệt, cũng xác thực rất khó phát hiện. Lần này, chúng ta có trao đổi thẻ đánh bạc, hơn nữa còn là tay không bắt sói, căn bản không quan trọng đồ vật. Ha ha ha, chỉ là... chúng ta nên đi cùng người nào giao dịch đâu. Người nào coi trọng nhất bản đồ này, tự nhiên liền cùng người nào giao dịch. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm chậm rãi dạo bước, một vừa phân tích, ban đầu ở đổ thành, đánh cực hoàng đem cái này đồ ném đi ra, đương nhiên sẽ không nhìn quá nặng, hoặc là chính hắn thì có bản dập, không thể cùng hắn nói. Còn lại mấy cái hoàng đại biểu, tuy nhiên cũng muốn lấy được này đồ, nhưng biểu hiện nổi trội nhất, lại là hai người. Đan Hà Tông người tại về sau phái đệ tử cho ta thi triển mỹ nhân kế, muốn cầm này đồ bản dập, kiếm hoàng đại biểu vì thế không tiếc cắt ngón cạnh tranh đánh cược. Nếu là chúng ta cùng bọn hắn thương thảo, xác suất thành công hội càng lớn rất nhiều. Không sai gật đầu, Triệu Thành nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, càng thêm tán thưởng không thôi, tiên sinh thật sự là nhạy bén hơn người, bản hoàng có tiên sinh tương trợ, thật là đại hạnh. Hiện tại ta liền lên đường, đi cùng cái kia nhị hoàng đàm phán. Chậm đã. Vội vã khoát khoát tay, Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, ma hoàng đại nhân, chớ nóng lòng. Bây giờ chúng ta tình thế, bọn họ cũng đều biết, đến lúc đó chúng ta tức liền mang theo địa đồ cầu tới môn đi, cũng sẽ bị bọn họ hung ác gõ một bút. Đại nhân nghe ta lương sách hành động, tất để bọn hắn cam tâm tình nguyện, làm việc cho ta. Da mặt nhẹ nhàng run rẩy, Triệu Thành đã là kích động nói không ra lời, chỉ là chăm chú nhìn Trác Phàm không thả, thật lâu. Mới một mặt hưng phấn nói, bản hoàng trước tiên cần phải sinh tương trợ, thật sự là như đến một bảo bối a. Như vậy lần này ngang dọc đồng minh, thì toàn bằng tiên sinh toàn quyền xử trí. Đại nhân khách khí, đây là tại hạ việc trong phận sự. Khom người cúi đầu, Trác Phàm trịnh trọng nói. Sau đó lại hàn huyên một chút, hắn liền mang theo Bách Lý Ngự Vũ xuất phát, đệ nhất cái mục đích, tự nhiên là Sở Khuynh Thành chỗ Đan Hà Tông. Ban đầu ở Đổ Thành chưa hoàn thành giao dịch. Hắn hiện tại có thể được mượn cơ hội tiếp tục nữa. Bá bá bá. Mới vừa tới đến trước sơn môn, nhưng nghe từng đạo tiếng xé gió lên, hơn 10 vị thanh xuân thiếu nữ liền nhất thời cản tại trước mặt bọn hắn, người cầm đầu chính là tông môn đại sư tỷ, Phương Mẫn không thể nghi ngờ. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm vinh váo tự đắc nhìn lấy nàng, tiếng quát nói, nhà đầu, phiền phức bẩm báo một tiếng, nói Trác Phàm đại biểu ma hoàng đại nhân. Đến đây bái phỏng Diễm Hoàng đại nhân, có sự tình tốt. Hừ, số tiểu tử, lần trước đùa nghịch chúng ta còn ngại đùa bỡn không đủ sao. Hôm nay lại có gan phía trên ta Đan Hà Tông, muốn chết, trong mắt lóe lên một đạo ngoan sắc, Phương Mẫn quát lạnh một tiếng, liền bỗng dưng nhất trưởng hướng Trác Phàm vỗ tới, bọn tỉ muội, cho ta đem cái này cuồng đồ kéo thành phấn vụn, chết không toàn thây. Là, vừa mới nói xong, bọn người nữ cũng là cùng nhau lên tiếng. Sau đó tất cả đều hướng Trác Phàm đánh tới. Cuồng mãnh khí thế, lúc này ùn ùn kéo đến đè xuống. Trác Phàm nếu thật là cái đoán cốt cảnh lời nói, lúc này đã bị ép thành thịt nát, đầu một nơi thân một nẻo. Bạch! Đúng lúc này, Bách Lý Ngự Vũ một cái lắc mình,
ngăn ở Trác Phàm trước mặt, xoay tay lại hất lên, một đạo băng lãnh kiếm mang liền đột ngột đến xẹt qua tại chỗ tất cả mọi người trước người. Đụng! Đinh tai nhức óc nổ đùng nhất thời vang lên, hơn 10 người nữ tử cùng nhau phun ra một miệng đỏ thấm, liền ngã bay lên lại ngã trở về, chờ ngẩng đầu lên, sắc mặt đã là một mảnh trắng bệch. Mà cái này cũng may mà là Bách Lý Ngự Vũ thủ hạ lưu tình, nếu không mà nói, các nàng đã là trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, lại không có sinh cơ. Khinh thường bĩu môi, Bách Lý Ngự Vũ lộ ra xem thường nụ cười, Trác Phàm lại là nhẹ dơ lên một bước, lớn tiếng nói, tại hạ là đại biểu Ma Hoàng Đại Nhân đến làm người, hướng ta xuất thủ, chẳng khác nào hướng Ma Hoàng Đại Nhân xuất thủ. Làm sao, Đan Hà Tông cũng muốn cùng ta Thiên Ma Sơn khai chiến sao? Hừ, hiện tại Ma Hoàng chính mình hai mặt thụ địch, còn dám trêu chọc hắn nữa cường địch sao? Thế mà, Trác Phàm vừa dứt lời, một đạo khinh miệt thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó một cái thân ảnh quen thuộc, liền thình lình xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Trác Phàm thấy một lần, không khỏi vui, đây không phải Mai Sư Thúc à, đã lâu không gặp. Phi, Mai Sư Thúc cũng là ngươi gọi. Đương nhiên, ta theo Khuynh Thành gọi, nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm chẳng biết xấu hổ nói. Mà cái kia Mai Tam Cô nghe được câu này, tựa hồ lại nghĩ tới Trác Phàm cho nàng tấm kia cợt nhả đến bốc mùi địa đồ, càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chửi bới nói, số tiểu tử, lần trước ngươi trêu cợt lão thân sổ sách, lão thân còn không có tính với ngươi rõ ràng đâu. Thôi đi, rốt cục kịp phản ứng a, ta còn tưởng rằng lão thái bà này cả một đời phạm hồ đồ đâu. Suy cười một tiếng, Bách Lý Ngự Vũ khinh thường bĩu môi. Lỗ tai hơi hơi động động, Mai Tam Cổ oán hận chừng nàng liếc một chút, song quyền đều chăm chú nắm lại, nhưng cũng không dám động tác. Bởi vì nàng biết, nhà đầu này không đơn giản. Trong thời gian ngắn phân không thắng bại, không phải nàng có thể tùy tiện giáo huấn. Trác Phàm thì là cười lớn một tiếng, lơ đễnh nói, ha ha ha. Lần trước sự tình a, ta một hồi lại cùng ngài giải thích rõ ràng. Mấu chốt là lần này, ta thế nhưng là đại biểu Ma Hoàng, các ngươi cứ như vậy đem ta cản ở ngoài cửa, không cho vào đi sao? Phi, đại biểu Ma Hoàng có cái gì không được sao? Thiên Ma Sơn mới lên cấp nô tài, ngược lại học được cáo mượn oai hổ. Ha ha ha, Mai Tam Cô, người đây thì không kiến thức đi. Không khỏi bật cười một tiếng, Trác Phàm chợt sắc mặt nghiêm một chút, trịnh trọng nói, đại biểu Ma Hoàng, xác thực không có gì không nổi. Nhưng là câu nói này, không nên do ngươi nói, bởi vì ngươi không xứng. Ta hiện tại là Ma Hoàng đại biểu, tới gặp tự nhiên là Đan Hà Tông Tông Chủ, thương thảo chính là song phương lợi ích, chỉ có các ngươi Tông Chủ đuổi ta đi, mới là danh chính ngôn thuận, bởi vì nàng đại biểu Đan Hà Tông. Mai Sư Thúc, chẳng lẽ nói ngươi bây giờ có thể đại biểu Đan Hà Tông? Đây là soán quyền đoạt vị đây, vẫn là Diễm Hoàng đã chết. Ngươi, ra mặt ngăn không được rút rút, Mai Tam Cô tức giận đến giận sôi lên, lại là không phản bác được. Chỉ là hận không thể đi lên một chân đem Trác Phàm giết chết, lại thở sâu, đè xuống trong lòng nộ khí. Dù sao, trừ Bách Lý Ngự Vũ nàng chưa hẳn có thể qua hộ vệ này cửa khẩu nhân tố bên ngoài. Trác Phàm có một câu nói cũng rất đúng. Người ta là Ma Hoàng đại biểu, xử trí như thế nào, đều quan hệ đến Đan Hà Tông cùng Thiên Ma Sơn địch bạn quan hệ, chính mình không có quyền lực này, cũng không có tư cách này. Chỉ có thể tức giận a, hắn một cái đoán cốt cảnh con kiến hôi đều có cái này đại biểu tư cách, nhưng mình lại không có. Vừa nghĩ đến đây, Mai Tam Cô nhất thời đều sắp tức giận thổ huyết. Cùng Trác Phàm liên hệ, thật là làm cho nàng chỉ ít giảm 5.000 năm thọ mệnh a. Mai Sư Thúc, nhanh giết hắn. Im miệng đi ngươi, tiểu tử này là tốt như vậy giết sao? Không có não tử. Lúc này, Phương Mẫn thực sự chịu không được Trác Phàm cái kia đắc chí dạng, chạy tới vội vã thúc giục. Mai Tam Cô lại là hung ác chừng nàng liếc một chút, mắng to lên tiếng. Ngu xuẩn nha đầu, ngươi cho ta có thể giết không muốn giết sao? Trác Phàm nhìn lấy đây hết thảy, thì là càng thêm đắc ý ngửa mặt lên trời lớn lên cười rộ lên. Nhìn về phía chúng nữ ánh mắt, càng là khinh miệt. Bạch, bỗng nhiên, lại một bóng người xinh đẹp xẹt qua, đi vào trước mặt mọi người, Trác Phàm thấy một lần, trước mắt nhất thời sáng lên, vui vẻ nói, Khuynh Thành. Mai Sư Thúc, sư phụ có lệnh, mời bọn họ đến đại sảnh một lần. Không có nhìn hắn, Sở Khuynh Thành chỉ là đầy mặt băng xương, hướng về Mai Tam Cô khom người cúi đầu, liền quay người rời đi, từ đầu đến cuối đều không quay người nhìn một chút. Trong lòng không sai, Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, cười khổ lắc lắc đầu.
xem ra lần trước cầm trương tã cho nàng, thật chọc giận nàng sinh khí. Bách Lý Ngự Vũ nhìn thấy, thì là đụng chút bả vai hắn, ý chào một cái, thế nào, không giải thích sao? Không cần giải thích, dù sao lấy tình huống bây giờ đến xem, giải thích cái gì, nàng cũng sẽ không nghe, làm sao cần giải thích. Khóe miệng xẹt qua lạnh nhạt đường cong, Trác Phàm thở sâu, liền cất bước hướng về phía trước, theo chúng nữ dẫn dắt, tiến tông môn. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến một cái cổ kính trong đại sảnh, bên trong ngồi đấy một tên phong vận vẫn còn đạo cô. Trác Phàm thấy một lần, liền lập tức nhận ra, thánh vực tám hoàng một trong Diễm Hoàng. Đã lâu không gặp, lão cô bà, hừ hừ. Diễm Hoàng cũng là thật sâu nhìn lấy Trác Phàm tiến đến, tỉ mỉ dò xét một phen, mới khẽ vươn tay, cười nói, vị này cũng là Trác Phàm Trác quản gia a, mời ngồi. Diễm Hoàng tiền bối, khách khí, ôm một cái quyền, Trác Phàm vẩy lên ống tay áo, ngồi tại một cái ghế trúc phía trên, Bách Lý Ngự Vũ thì là ngồi ở bên người hắn. Mai Tam cô cùng còn lại đệ tử, vừa tiến vào cái này đại sảnh, liền tới đến Diễm Hoàng bên người đứng đấy, chăm chú nhìn bọn họ không thả. Trác quản gia là Hoan Hỷ Trấn người sao, tục danh cùng ta một cái quen biết đã lâu rất tương tự a. Nhẹ nhàng gõ gõ chén trà, Diễm Hoàng mỉm cười, hình như có chỉ nói, năm đó hắn cũng là quát tháo phong vân nhân vật, hôm nay nhìn thấy Trác quản gia, phảng phất nhìn thấy lúc trước hắn, không biết hai vị có gì ngọn nguồn. Mí mắt hơi rủ xuống, Trác Phàm trầm ngâm một chút, cười nói, Ma Hoàng đại nhân mới thấy tại hạ lúc, cũng có qua dạng này cảm khái, chỉ bất quá tại hạ từ nhỏ sinh trưởng tại Lạc Gia, đoạt giải nhà ân huệ ban tên cho, chỉ sợ làm hai vị đại nhân thất vọng. Há, không có gì đáng ngại, một cái lão bằng hữu đi nhiều năm, nhất thời nhớ tới thôi, ngược lại không có việc gì là không được. Lão bằng hữu là ngài cùng Ma Hoàng đại nhân, cộng đồng lão bằng hữu sao? Chố mắt nhìn, Trác Phàm chưa phát giác cười khẽ một tiếng, vậy tại hạ ngược lại rất ngạc nhiên, hai vị cái kia lão bằng hữu có phải là thật hay không rất giống tại hạ? Vì sao hai vị nhìn thấy tại hạ, đều có cảm khái như thế? Chắc hẳn có thể trở thành hai vị bạn cũ, coi là phi phàm thế hệ, tại hạ cũng rất muốn nghe nói một hai a, ha ha ha. Nhìn chằm chằm Trác Phàm thật lâu, Diễm Hoàng mới thở sâu, cười lắc đầu, giống lại không giống, mới thấy giống mà gặp lại không giống. Chúng ta người lão hữu kia nhưng cho tới bây giờ không có vẻ mặt vui cười, âm trầm cực kỳ, băng rất lạnh, giống như băng, giống rắn khiến người ta gặp phát lạnh. Nhưng Trác quản gia khác biệt, một mặt bình thản, ngược lại là làm cho người thân cận. Há, thật sao, Ma Hoàng đại nhân cũng là nói như vậy, ha ha ha. Thản nhiên cười, Trác Phàm thuận tay cầm lên chén trà, cũng là nhẹ nhàng phẩm một miệng, nhưng trong mắt chỗ sâu tinh mang, lại là chợt lóe lên. Giống lại không giống, thoát thai hoán cốt. Trác Phàm tuy là từ Ma Hoàng Trác Nhất Phàm chuyển sinh mà đến, nhưng cũng tiếc, Trác Nhất Phàm đã chết. Hiện tại xuất hiện tại trước mặt ngươi, là tại Phàm giai mài lịch luyện sau trọng sinh Trác Phàm. Diễm Hoàng a Diễm Hoàng, mặc cho ngươi duyệt khắp thiên hạ nam tử, chỉ sợ cũng không có khả năng lại nhìn thấy ta năm đó cái bóng đi. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm đem chén trà trong tay để xuống, ý cười đầy mặt, như dương quang sáng lạn. Trà ngon, phù dung nước chảy, thấm vào ruột gan, không hổ là Đan Hà Tông chỗ sinh, trong hương trà đều có loại thiếu nữ hương thơm. Trác quản gia thật sự là hiểu trà người, chúng ta Đan Hà Tông sơn trà, đều là đầu mùa xuân thời tiết từ xử nữ tự mình lấy đầu lưỡi hái, không dính bụi vật, cho nên đặc biệt hương thơm. Chỗ khác, cũng không có dạng này chân phẩm. Há, lấy đầu lưỡi hái. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm nhất thời mắt bốc lửa. Sau đó liền tại trong chén trà một trận tìm kiếm, cái kia cái nào mảnh là khuynh thành hái, cho ta đến 10 cân mang đi, có thể chứ? Cảm ơn. Phốc phốc phốc. Từng tiếng cười khẽ liên tiếp vang lên, chúng nữ đệ tử nhìn Trác Phàm liếc một chút, vừa nhìn về phía Sở Khuynh Thành, đều là che miệng che mặt, tiếng cười không ngừng. Cho dù là cái kia Diễm Hoàng, cũng là chưa phát giác mỉm cười địa lắc lắc đầu. Chỉ có Sở Khuynh Thành, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Giận dữ địa nguyết hắn một cái, lấy đó cảnh cáo, không muốn hổ ngôn loạn ngữ. Không khỏi hiển nhiên, Trác Phàm tại tìm kiếm trong chén lá trà, lại là không nhìn thấy nàng phẫn nộ thần quang. Trác quản gia thật sự là hài hước, xem ra ngươi thật rất không giống hắn a, ha ha ha. Nhạt cười một tiếng, Diễm Hoàng cuối cùng sắc mặt nghiêm một chút, tiến vào chính đề, nói chuyện phiếm lâu như vậy, còn không biết Trác quản gia đại biểu Ma Hoàng đến bản tông. Đến tột cùng có chuyện gì quan trọng trò chuyện với nhau.
Tìm nửa ngày, không có kết quả gì, Trác Phàm liền đem bát trà để ở một bên, trịnh trọng nhìn về phía Diễm Hoàng cười nói, thực cũng không có việc lớn gì thương lượng, chỉ là có cái mua bán, mời Diễm Hoàng đại nhân thương lượng một chút. Mua bán? Không sai, cũng là mua bán. Trong mắt Nhất Định, Trác Phàm chợt nghiêm túc nói, chắc hẳn Diễm Hoàng đại nhân cũng cần phải nghe nói, đại nhân nhà ta cùng Quỷ Hoàng, Ưng Hoàng hai người qua kết. Hiện tại hai người kia ngay tại Mạt Binh Lệ lập tức, nghĩ đến là muốn gây bất lợi cho chúng ta. Cho nên Ma Hoàng đại nhân muốn mời Diễm Hoàng đại nhân ra mặt, từ đó hòa giải một chút, điều đình một phen, nếu là được chuyện, Nhất Định có đại lễ đem tặng. Mi mắt lắc một cái, Diễm Hoàng cảm thấy không sai, thì ra là vì chuyện này mà đến a. Chỉ là Quỷ Hoàng và Ưng Hoàng hai người cũng không phải dễ trêu, mà lại từ trước đến nay tính khí nóng nảy, chỉ sợ sẽ không bán ta mặt mũi a. Đại nhân cái này lo ngại, hai người bọn họ chỗ lấy dám cùng đại nhân nhà ta khai chiến, đơn giản cũng là ỷ vào người đông thế mạnh, hai đánh một a. Thế nhưng là Diễm Hoàng đại nhân nếu là ra mặt điều đình, đứng tại đại nhân nhà ta một bên lời nói, thì nhất thời biến thành hai đối hai cục diện, hai người bọn họ còn dám lại đánh sao? Đến lúc đó Nhất Định là tất cả đều vui vẻ, song phương thu binh cục diện. Có thể miễn sinh linh đồ thán, cũng coi như thiên hạ đại hạnh a. Thì ra là thế, Ma Hoàng là đang tranh thủ bổn tọa chống đỡ, dùng cái này đe dọa bọn họ a. Ánh mắt khẽ híp một cái, Diễm Hoàng minh bạch hết thảy, nhưng là quả quyết lắc đầu nói, bất quá đáng tiếc, Trác quản gia có thể lập tức trả lời Ma Hoàng đại nhân, cái này tranh vào vũng nước đục, chúng ta Đan Hà Tông có thể sẽ không tùy ý đi trôi. Diễm Hoàng đại nhân, chúng ta điều kiện còn không có sách đây, có lẽ người nghe điều kiện sẽ hài lòng đâu. Điều kiện gì ta cũng sẽ không đi trôi. Nếu là ta ra mặt, xác thực có thể tạm thời đem hai người kia bước lui, nhưng là về sau đâu. Hai người kia hận ý, không đều chuyển đến bổn tọa trên đầu. Làm một điểm không quan trọng lợi ích, đắc tội hai vị tám hoàng, ta Diễm Hoàng há lại như thế tầm nhìn hạn hẹp người. Cười lạnh, Diễm Hoàng vung tay lên. Trong nháy mắt trở mặt, Trác quản gia mời trở về đi, người tới, tiễn khách. Vừa mới nói xong, lập tức liền có một đám nữ đệ tử, chợt đi vào các nàng trước mặt, đều nhịp địa khoát tay chặn lại, mời. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía có chút trần chờ Sở Khuynh Thành, Trác Phàm không khỏi suy cười một tiếng, gật gật đầu, phí thời gian lấy đứng dậy, thở dài, vốn là cái này mua bán. Vẫn là ta tân tân khổ khổ theo Ma Hoàng đại nhân chỗ đó cho Diễm Hoàng đại nhân tranh thủ đến, nhưng là bây giờ. Đã Diễm Hoàng đại nhân không lĩnh tình, ta cũng chỉ phải đi kiếm Hoàng chạy đi đâu một chuyến. Phần này Minh Hải địa đồ, cũng cho hắn đưa đi tốt. Chờ một chút, lỗ tai nhẹ nhàng động động, Diễm Hoàng chợt khoát tay, hét lớn lên tiếng, ngươi vừa mới nói cái gì, Minh Hải địa đồ. Các ngươi lần này điều kiện, là Minh Hải địa đồ. Bình tĩnh gật đầu. Trác Phàm mỉm cười, không tệ, chính là Minh Hải địa đồ. Bất quá chúng ta sẽ không cho bản thật, mà chính là bản dập. Bản dập, ngươi còn có mặt mũi nhắc lại bản dập. Thế nhưng là nghe xong lời ấy, cái kia Mai Tam cô nhất thời nhảy dựng lên, mắng to lên tiếng, ngươi lần trước cho lão nương bản dập, lão nương còn không có tính sổ với ngươi đây, ngươi bây giờ lại cầm một khối tã đến lừa gạt chúng ta đúng hay không? Nghe được lời này, Diễm Hoàng cũng là sắc mặt hơi trầm xuống. Chăm chú nhìn Trác Phàm không thả, chờ hắn trả lời. Ta cười một tiếng, Trác Phàm hung hăng chừng cái kia Mai Tam cô liếc một chút, cười lạnh nói, liên quan tới sự kiện này, ta vừa định nói sao. Lúc trước ta ra điều kiện là, ta bốc lên nguy hiểm tính mạng vẽ địa đồ, nhất định phải đem Khuynh Thành cho ta. Có thể ngươi ngược lại tốt, hồi tông bẩm báo, mở cho ta ngân phiếu khống. Ta không phải Khuynh Thành nhỏ như vậy cô nương, sẽ không tin ngươi lời nói dối. Nhưng Khuynh Thành lại nhất định phải địa đồ, nếu không tới tất nhiên bị người khi dễ, ta tự nhiên liền tuân theo lời hứa, cho nàng một phần địa đồ. Nói, Trác Phàm chật một chút eo, càng đem phía trước hướng về phía trước đỉnh đỉnh, cười nhạo nói, chẳng lẽ nói, cái này không gọi địa đồ sao? Chỉ bất quá không phải Minh Hải địa đồ mà thôi, ta thế nhưng là tình nguyện các ngươi phát hiện cái kia địa đồ về sau, mắng là ta, cũng không muốn các ngươi đem tất cả sai lầm, quái đến nghiêng trên đầu thành. Trác Phàm thân thể lắc một cái, Sở Khuynh Thành nghe đến hắn giải thích, nhất thời cảm động đến ào ào, một trái tim lại hòa tan. Diễm Hoàng thì là tại trầm ngâm một chút về sau, nghiêm túc nói, vậy lần này đây, lần này địa đồ lại là thật sao? Đương nhiên, lần này là từ Ma Hoàng đại nhân tự mình xuất ra làm giao dịch,
há có thể là giả. Lạnh lùng nhìn lấy nàng, Trác Phàm lúc này hét lớn, vốn là lần này, Ma Hoàng đại nhân giao dịch mục tiêu là tám hoàng đứng đầu, kiếm hoàng. Chỉ cần hắn ra mặt, cái kia hai cái lão gia hỏa còn không ngoan ngoãn lui binh. Thế nhưng là ta Niệm Khuynh Thành nhờ vả, cũng hy vọng có thể tại Đan Hà Tông lưu phần công tích, cho nên tận tình khuyên bảo, thuyết phục Ma Hoàng đại nhân lại tìm vừa đồng minh so sánh ổn thỏa, về sau càng là hết lòng cùng Diễm Hoàng đại nhân kết minh. Làm ra hết thảy, đều là muốn cũng có ngày, đem Khuynh Thành tiếp đi. Ta đây cũng là nhân tư phế công, dù sao, muốn nhị hoàng lui binh, chỉ tìm kiếm hoàng một người liền đầy đủ, không phải sao? Làm gì còn phải lại dựng ra một phần địa đồ đi? Mi mắt thật sâu nhíu lại, Diễm Hoàng liên tục gật đầu, sau đó lại hỏi, chúng ta làm sao biết cái kia địa đồ là thật là giả? Cho các ngươi bản dập thời điểm, chúng ta sẽ đem quả thực đồ mang lên, từ chính các ngươi phân biệt, mà lại các ngươi còn có thể mời đánh cược hoàng lai giám định một hai, chỗ nào có thể làm được giả? Tốt, đã như vậy, chúng ta liền đáp ứng Ma Hoàng đề nghị này. Ánh mắt nhất định, Diễm Hoàng hét lớn lên tiếng, trong lòng cũng là một trận hài lòng. Đã sự kiện này còn lôi kéo kiếm hoàng, cái kia ưng hoàng cùng quỷ hoàng về sau, cần phải không trách được trên đầu nàng đến, dù nói thế nào, phía trước cũng có kiếm hoàng chịu lấy, an toàn. Hết thảy thỏa đàm, Trác Phàm cùng Bách Lý Ngự Vũ liếc nhìn nhau, chậm rãi đứng dậy cáo từ. Diễm Hoàng thì là sai người cung nghênh bọn họ ra tông, hơn nữa còn không quên căn dặn về sau nói chuyện chi tiết sự tình. Chờ hai người thân ảnh biến mất tại nơi xa. Diễm Hoàng chăm chú nhìn cái kia trống rỗng nơi xa, không khỏi thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí, khen, khó trách kẻ này đoán cốt thân thể, có thể như thế thụ trọng dụng, thật có chút tài năng. Bây giờ cùng Ma Hoàng cái kia mãng phu, thật là khiến như hổ thêm cánh. Thế nào, sư tỷ, ngươi cảm thấy hắn? Vừa mới hắn một phen trình bày, chẳng những khiến bổn tọa đối với cái này nghị không có nửa phần lý do cự tuyệt, hơn nữa còn không có cò kè mặc cả tư cách. Hừ hừ. Tiểu tử này, rõ ràng là hắn thay Ma Hoàng cầu đến cửa, lại thật giống như hai chúng ta chiếm tiện nghi giống như, có một bộ. Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Diễm Hoàng trong mắt lóe nói đạo tinh mang, khó trách Khuynh Thành bị hắn hoa ngôn xảo ngữ, mê đến thần hồn điên đảo. Tam cô, về sau ngươi nhưng muốn giám sát chặt chẽ Khuynh Thành, chớ có bị tiểu tử này bắt cóc mới là. Sắc mặt nghiêm một chút, Mai Tam cô bình tĩnh gật đầu, sư tỷ yên tâm, Khuynh Thành tầm quan trọng lão thân minh bạch. Sẽ không để cho cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thằng nhãi con, vô duyên vô cớ đắc thủ. Nghe được lời này, Diễm Hoàng khẽ gật đầu, khóe miệng xẹt qua không hiểu ý cười. Một phương diện khác, Đan Hà Tông trước Sơn Môn, Trác Phàm hai người chính muốn ly khai, một tiếng thanh thúy hét lớn lại là đột ngột đến vang lên. Chờ một chút, thân thể trì trệ, Trác Phàm cảm thấy rõ ràng, cười nhạt quay đầu đi, lại là đối diện phía trên vội vàng tiến lên người ấy, Khuynh Thành. Không cần đưa, ta hiện tại còn muốn tiến đến kiếm hoàng chỗ đó du thuyết một phen. Không phải vậy, nhất định phải lưu cái một năm nửa năm, cùng ngươi thành phu thê chi lễ, trước dưỡng cái hoa hoa lại nói. Ai, thật sự là bận bịu a. Chớ có nói hưu nói vượt, ai muốn theo ngươi dưỡng hoa hoa. Hai gò má chưa phát giác một đỏ, vừa mới lên trước Sở Khuynh Thành, hung hăng khoét Trác Phàm liếc một chút, sau đó trầm ngâm một chút, lại thấp giọng nói, Trác Phàm, xin lỗi. Lúc trước hiểu lầm ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đối với ta chỉ là. Ta đối với ngươi là thật tâm, hiện tại cái gì cũng đừng nói, về sau ngươi tử sẽ minh bạch. Thế mà, còn không đợi nàng nói xong, Trác Phàm đã là một thanh dắt nàng cây cỏ mềm mại, thân thể nghiêng về phía trước, tại nàng còn chưa kịp phản ứng trước, đầu trách đến gò má nàng trước nhẹ mổ một chút, trịnh trọng nói, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi theo cái này Đan Hà Tông mang đi. Toàn bộ gương mặt bỗng dưng khởi sướng nóng đến, thậm chí đều đỏ đến cổ căn. Nhưng Sở Khuynh Thành cũng không có cái gì nộ khí, chỉ là một cái đầu thấp đủ cho càng sâu, hơi hơi nhẹ nằm lấy, dường như gật đầu, khóe miệng còn tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Mỉm cười, Trác Phàm lại liếc nhìn nàng một cái, liền quay người rời đi, tiêu sái tùy tiện. Bách Lý Ngự Vũ cũng là chăm chú chằm chằm nàng liếc một chút, theo Trác Phàm cùng rời đi. Chỉ để lại Sở Khuynh Thành một người. Nhìn lấy hai người dần dần đi xa bóng người, ánh mắt vẫn còn có chút mê ly, trong mắt nồng tình, thật lâu không rời. Sau ba tháng, từng mảnh dãy núi trùng điệp ở giữa, hai đạo lưu quang đột ngột đến xẹt qua, chiếu ra hai đạo nhân ảnh, chính là Trác Phàm cùng Bách Lý Ngự Vũ hai người không thể nghi ngờ. Ngửa đầu phía trên nhìn,
xa nhìn cái kia trên mây thoát ẩn thoát hiện một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, Trác Phàm mỉm cười, hư không ôm một cái quyền, lớn tiếng hô quát nói, Ma Hoàng sứ giả Trác Phàm, chuyên tới để cầu kiến Kiếm Hoàng đại nhân, nhìn không tiếc ban thưởng gặp. Bá bá bá, lại là từng đạo hắc ảnh lấp lóe, rất nhanh hai người lần nữa bị một đám hơn 30 người bao vây lại, trong tay lưỡi kiếm, ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời, tản ra từng đạo băng lãnh hàn mang. Trác Phàm hai người gặp này, không để bụng, Bách Lý Ngự Vũ càng là lộ ra xem thường ánh mắt. Cái này, cũng gọi kiếm. Hừ. Trác Phàm, người tốt lớn gan chó, Vân Lam Thành khoản tiền kia chúng ta còn không có tính toán rõ ràng, người thế mà thì dám chạy đến chúng ta trên địa bàn Dương Oai, thật sự là không muốn sống. Chợt, hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, một cái quen thuộc bóng người, xuyên qua từng đạo kiếm lâm, đi vào hai người trước mặt, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Nhếch miệng lên, Trác Phàm không để bụng, đưa tay đẩy đẩy quyền, ta tưởng là ai chứ, thì ra là Từ Trấn Sinh công tử a, đã lâu không gặp. Thiếu mẹ hắn đến lôi kéo làm quen. Hung hăng hơi vung tay, Từ Trấn Sinh tà cười một tiếng, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ban đầu ở Đổ Thành, đó là Đổ Hoàng địa bàn, chúng ta không tốt động thủ. Hiện tại, thế nhưng là chính ngươi đưa tới cửa, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Các sư đệ, bày kiếm trận, chém giết này tặc, vì Liễu trưởng lão báo thù. Là, một tiếng hô quát, tất cả mọi người kiếm phong đồng loạt chỉ về phía trước, liền ngang dọc dệt lưới trong nháy mắt hướng Trác Phàm hai người bắn tới, rất nhiều đem bọn hắn xuyên thành cái sảng ý tứ. Thế nhưng là rất nhanh, Bách Lý Ngự Vũ liền một cái lắc mình, ngăn tại Trác Phàm trước người, toàn thân khí thế đại phóng, nhưng nghe từng đạo đùng đùng sao không dứt tiếng sấm lên. Bốn phía không gian trong nháy mắt hiện ra một chương băng lãnh lôi võng kiếm cương, phạch một cái liền hướng bốn phía khuếch tán ra. Oanh! Cường đại sấm sét đụng vào những cái kia lưỡi kiếm, chỉ là trong nháy mắt, nhưng nghe một đạo chấn thiên hoàn toàn tiếng vang phát ra, hơn 30 thanh kiếm, trong nháy mắt hóa thành vô số vụn sắt, rơi đầy đất. Những cái kia xuất kiếm người, cũng là bị xông lên chi lực, nhịn không được cùng nhau phun ra một miệng đỏ thẫm máu sắc, bỗng dưng bay rớt ra ngoài. Từng chương vốn là hồng quang đầy mặt khuôn mặt tuấn tú, thoáng chốc trắng bệch đi xuống, đã không cách nào tái chiến. Trong mắt ngăn không được co rụt lại, Từ Trấn Sinh cảm thấy hoảng hốt, nhìn lấy Trác Phàm cùng Bách Lý Ngự Vũ hai người, run rẩy thanh âm nói, ngươi. Các ngươi lại dám tại Kiếm Hoàng môn hạ hành hung, các ngươi chờ đó cho ta, đợi ta bẩm báo sư thúc bá bọn họ, để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Thì tính sao, bọn họ có thể đại biểu Kiếm Hoàng ngạo trường thiên ý tứ sao? Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm chỉ cao khí dương nói, Trấn Sinh huynh, ngươi phải làm minh bạch, ta là đại biểu Ma Hoàng đại nhân đến đây cùng Kiếm Hoàng đại nhân trao đổi chuyện quan trọng. Ngươi làm vì Kiếm Hoàng môn nhân, biết được chúng ta tới ý, chẳng những không tranh thủ thời gian thông báo, còn ngăn trở đường đi của chúng ta. Cái này cũng không chỉ là đúng Ma Hoàng đại nhân bất kính, càng là đối với các ngươi Kiếm Hoàng đại nhân khinh miệt. Cái này nếu là truyền đi lời nói, bị người xem thường đánh mặt. Có thể là các ngươi Kiếm Hoàng đại nhân a. Làm sao, Kiếm Hoàng môn hạ đệ tử, liền bọn họ trưởng môn đều không để vào mắt sao? Bái kiến hắn khách nhân, đều có thể không trải qua cho phép bị đuổi đi. Chẳng lẽ, lão nhân gia ông ta bị giam lỏng hay sao? Ngươi, ngươi, da mặt ngăn không được co lại, Từ Trấn Sinh bị Trác Phàm nghẹn đến nói không ra lời, đồng thời đầu đầy mồ hôi lạnh, cuồn cuộn ứa ra. Đúng a. Đây chính là đi quá giới hạn chi tội, cũng không thể tùy tiện truyền đi ra bên ngoài, không phải vậy truyền vào sư phụ trong tai, chính mình chết chắc. Hưu. Đúng lúc này, một đạo lưu quang xẹt qua, lại một đường quen thuộc bóng người, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Một bộ áo trắng, tiên phong đạo cốt, chỉ có cặp kia thối giống tuếch, lăng không trôi nổi, lại chính là cái kia bị Trác Phàm chém đứt hai chân lão giả lông mày trắng. Lạnh lùng nhìn hai người liếc một chút. Lão giả kia trong mắt hiện ra âm trầm, lại là vung cánh tay bàng, trầm giọng quát Kiếm Hoàng đại nhân cho mời. Làm phiền dẫn đường. Cùng người không việc gì một dạng, Trác Phàm nhẹ nhàng cúi người, liền thẳng đi thẳng về phía trước. Bách Lý Ngự Vũ thì là liếc mắt nhìn lão giả kia liếc một chút, một đường đi theo. Liễu trưởng lão. Từ Trấn Sinh gặp này, vội vã đi vào lão giả kia bên người, cũng là bị hắn khoát khoát tay, dừng lại, hết thảy có Kiếm Hoàng đại nhân làm chủ. Không cần cuống cuồng. Nói, lão giả kia đã là phía trước dẫn dắt, Từ Trấn Sinh trầm ngâm một chút, cùng ở một bên.
Chỉ chốc lát sau, bốn người liền tới đến một tòa khí thế rộng rãi trong đại sảnh, bốn phía 18 căn xanh thiên trụ tử, giống như 18 chi ngút trời thần kiếm A, uy phong lẫm liệt, hiển thị rõ vương giả phong phạm. Chính giữa nhất một cái gỗ lim trên ghế ngồi, ngồi nghiêm chỉnh lấy một cái râu trắng lão giả, mặt như đao khắc, mục đích như tia chớp, nhẹ nhàng liếc mọi người liếc một chút, tựa như lợi kiếm tại buồng tim mọi người xuyên thẳng qua một trái tim ngăn không được liền chặt lên, thậm chí đều có loại thực chất cảm giác đau. Thật mạnh kiếm khí. Cảm thấy run lên, Bách Lý Ngự Vũ sắc mặt biến đến có chút nặng nề, song quyền chưa phát giác nắm lại. Này người khí thế, làm nàng cảm thấy một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác áp bách, mười phần nguy hiểm. Trác Phàm nhìn thấy, thì là khóe miệng một phát, cảm thấy cười lạnh. Kiếm Hoàng Ngạo Trường Thiên, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Thật sự là nhiều năm nàng dâu ngao thành bà A, lão tử không tại, người cái này vạn năm lão nhị. Rốt cục leo đến tám hoàng vị trí đầu não tử phía trên, ha ha ha. Siêu. Bỗng nhiên, tiếng xé gió lên, một đạo hàn mang thoáng hiện, Bách Lý Ngự Vũ trong mắt co rụt lại, né người sang một bên hai ngón hướng về phía trước kẹp lấy. Sang sảng một tiếng, giữa hai ngón tay, đã là ngang đặt một chi hàn quang lạnh thấu xương lưỡi kiếm. Dài 7 thước 3 tấc, chuôi kiếm điêu có long văn, kiếm phong chỉ, chính là Trác Phàm mặt vị trí. Mà lại giờ này khắc này. Kiếm kia lưỡi đao chỉ có chỉ trong gang tấc, liền có thể đâm vào Trác Phàm mi tâm chỗ. Nguy hiểm thật. Bách Lý Ngự Vũ không khỏi hít sâu một hơi, một kiếm này thì là hướng về phía Trác Phàm đi. Không khỏi mãnh liệt quay đầu, nhìn chăm chú về phía kiếm kia hoàng vị đưa. Mà kiếm kia hoàng cũng là chăm chú nhìn nàng không thả, thật lâu, mới một phát khóe miệng, cười to lên, nhà đầu, thân thủ tốt, sư tử chỗ nào a? Thuở nhỏ gia truyền. Trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, Bách Lý Ngự Vũ chăm chú nhìn hắn, trong mắt hiện ra nộ khí, các hạ cũng là kiếm hoàng tiền bối A, không biết cái này là ý gì. Cái kia họ Liễu lão giả, chậm rãi phiêu phù ở kiếm hoàng bên người một cái ghế ngồi xuống, mặt không thay đổi nhìn về phía hai người, Từ Chấn Sinh cũng tới đến bên cạnh hắn đứng thẳng, trên mặt đều là băng lãnh. Kiếm hoàng liếc mắt liếc hai người kia liếc một chút. Vừa nhìn về phía Trác Phàm nói, ta sư đệ một đôi thối là tiểu tử kia chặt xuống A, nể tình các ngươi là ma hoàng đại biểu, lão phu thì không thâm cứu. Chỉ là hôm nay vô luận như thế nào, người ít nhất phải lưu hai chân xuống tới. Mí mắt lắc một cái, Bách Lý Ngự Vũ hận hận nhìn về phía hắn, người muốn Trác quản ra hai chân. Không dễ dàng như vậy. Ha ha ha, tiến ta kiếm hoàng khu vực, nhưng là không phải do các ngươi. Ta nói chỉ cần hắn một đôi thối. Cũng là cho cái kia ma hoàng tiểu tử mặt mũi, nếu không mà nói, người nghĩ đến đám các ngươi có thể còn sống ra ngoài sao. Vừa dứt lời, kiếm hoàng đột ngột đến khí thế đại phóng, đạp chân xuống, liền trong nháy mắt hướng Bách Lý Ngự Vũ hai người phóng đi, cái kia cuồn cuộn sát khí, càng là như là một ngọn núi lớn hướng bọn họ đè xuống, thẳng khiến đến bọn hắn thở không ra hơi, liền nguyên lực trong cơ thể vận hành, đều chậm chạp rất nhiều. Thấy tình cảnh này, Bách Lý Ngự Vũ cảm thấy hoảng hốt. Trên trán cũng chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Tám hoàng thực lực, còn không phải bọn họ có thể đối kháng. Khủng bố sát ý, như ngàn vạn kiếm mang, tùy thời đều muốn đâm vào chính mình trái tim. Bách Lý Ngự Vũ đã là khẩn trương đến thân thể có chút cứng ngắc, nhưng Trác Phàm lại là đạp nhẹ một bước, đi ra phía trước, trên mặt mười phần bình tĩnh, không có nửa phần bối rối cảm giác chúng ta là đến đưa Minh Hải địa đồ. Kít, cuồng mãnh khí thế đột ngột đến trì trệ. Kiếm hoàng cái kia sắp vọt tới phụ cận thân thể, bỗng dưng dừng lại. Chăm chú nhìn Trác Phàm, trong mắt mang theo nghi hoặc ngươi. Vừa mới nói cái gì? Kiếm hoàng đại nhân, chúng ta lần này là đến đưa Minh Hải địa đồ, ngươi như giết chúng ta lời nói, chỉ sợ cũng mất đi cái này một cơ hội. Hừ, ngươi muốn dùng cái này áp chế lão phu mạng sống. Nào có dễ dàng như vậy? Hận hận phất ống tay áo một cái, kiếm hoàng tựa hồ không để bụng. Nhưng là xoay người một cái, cũng đã lại lui về chỗ ngồi ngồi xuống, chăm chú nhìn Trác Phàm bọn họ quát, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì, nhanh chóng đưa tới, lưu cho các ngươi lúc nói chuyện ở giữa cũng không nhiều. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm cung kính ôm một cái quyền, khởi bẩm kiếm hoàng đại nhân, sự tình là như vậy. Nghĩ đến ngày gần nhất cũng nghe nói ưng hoàng quỷ hoàng hai người hành động, chúng ta ma hoàng đại nhân ngược lại là không sợ bọn họ. Chỉ là vì ngăn ngừa sinh linh đổ thán, hy vọng biến chiến tranh thành tơ lụa. Cho nên đặc biệt xuất ra Minh Hải địa đồ bản dập, muốn mời kiếm hoàng đại nhân xuất thủ, ở giữa điều đình một phen.
chính mình đánh không lại, cầu đến lão phu trước cửa cũng liền thôi. Nhưng là liền nguyên đồ cũng không cho, chỉ cầm cái bản dập, phải chăng quá không thành ý. Hừ, ai, cái này không có cách, cái này đã là chúng ta Ma Hoàng đại nhân phòng tuyến cuối cùng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm không khỏi thở dài nói, đã kiếm Hoàng đại nhân không đồng ý, vậy chúng ta đành phải cáo từ. Nói, Trác Phàm hai người đã là khom người cúi đầu, liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Thế mà, đúng lúc này, Kiếm Hoàng lại là hét lớn một tiếng, gọi lại bọn họ. Trác Phàm quay đầu, trong mắt hiện ra mê mang, thế nào, Kiếm Hoàng đại nhân còn có gì phân phó? Dùng thanh kiếm kia, đem chính mình hai chân chặt đi xuống, không phải vậy mơ tưởng lưu mệnh ra ngoài. Ngẩng đầu chỉ Bách Lý Ngự Vũ ném trên mặt đất kiếm, Kiếm Hoàng liếc mắt liếc một cái Trác Phàm, hừ nhẹ lên tiếng. Sắc mặt đại biến, Bách Lý Ngự Vũ chăm chú nhìn về phía Trác Phàm, chờ hắn phân phó. Trong mắt lóe lên một đạo không hiểu tinh quang, Trác Phàm bật cười lớn, bất đắc dĩ thở dài, nhặt lên mặt đất trường kiếm nhìn rất lâu, lại là cười khổ nói, Kiếm Hoàng đại nhân, có thể hay không để tại hạ lập công chuộc tội a, ta cũng không muốn tuổi già thiếu một đôi thối. Đây là ngươi tự tìm, ai để ngươi chặt lão phu sư đệ cặp kia thối. Ta Kiếm Hoàng người, sao có thể như thế mặc người chém giết. Kiếm Hoàng đại nhân, ta đã nói, có thể lập công chuộc tội. Có cái gì ta có thể làm được, người phân phó chính là, chỉ cần khác chặt ta thối là được. Người có gì có thể làm, có thể bù đắp được ta sư đệ cặp kia thối. Ngày đó đang đánh cực thành, vị kia liễu tiền bối liên tiếp đoạn hai ngón tay, không phải liền là vì Minh Hải địa đồ sao? Ta muốn dùng Minh Hải địa đồ làm trao đổi, hẳn là có thể bù đắp được cặp kia thối đi. Mà lại ngày ấy, nếu là cần chặt thối lời nói, liễu tiền bối cũng rất tình nguyện dùng hai chân đổi chỗ đồ. Thân thể lắc một cái, lão giả kia quay đầu xem Kiếm Hoàng liếc một chút, sắc mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu ra hiệu. Kiếm Hoàng hai mắt suýt híp mắt, trầm ngâm một chút, cũng là gật gật đầu, sâu xa nói tốt, ngươi có thể đem Minh Hải địa đồ lấy ra tốt nhất, chỉ là ngươi có thể theo Ma Hoàng cầm trong tay đến sao? Thật lấy không được, bản dập có thể cầm tới, nếu là ngài không ngại lời nói. Bản dập, nhướng mày, Kiếm Hoàng lại nhìn cái kia liễu trưởng lão liếc một chút. Chỉ thấy hắn cũng là mi mắt ngưng tụ thành vấn đề, chốc lát mới bất đắc dĩ thở dài, gật đầu. Ai, bản dập thì bản dập a, chung quy so không có tốt. Nhưng nếu là bản dập lời nói, sẽ không phải giả đi. Đương nhiên sẽ không, ta có phương pháp để ngài tin tưởng nhất định là thật, mà lại ngài cũng có thể tìm Đổ Hoàng phân biệt thật giả. Tốt, cái kia cứ như vậy định, người đi cầm a, nhà đầu này lưu lại làm con tin. Vỗ bàn tay một cái. Kiếm Hoàng lúc này quyết định nói. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, lập tức khom người bái hạ, Kiếm Hoàng đại nhân lo ngại, ngài căn bản không cần bất luận kẻ nào chất. Chỉ cần ngài chịu tại lần này Ma Hoàng cùng Ưng Hoàng giữa hai người làm hòa sự lão, Ma Hoàng đại nhân tử sẽ đích thân đem bản dập dâng lên. Thân thể không khỏi chấn động, Kiếm Hoàng hung hăng chừng Trác Phàm liếc một chút, giận dữ lên tiếng, con mẹ nó ngươi đang đùa ta. Kiếm Hoàng đại nhân, cứ gì nói ra lời ấy. Lớn mật Trác Phàm, lão phu để ngươi lập công chuộc tội, mới cho phép ngươi dùng Minh Hải địa đồ bản dập đổi chính ngươi cái kia hai cái đùi. Kết quả sau cùng, ngươi vẫn là tại vì Ma Hoàng du thuyết, cái này hắn a theo ngươi lập công chuộc tội có nửa xu quan hệ. Kiếm Hoàng đại nhân bất giận, cái này xác thực thì là tại hạ lập công chuộc tội thành quả a. Trên mặt giả bộ một trận kinh hoàng, Trác Phàm lần nữa hạ bái, thực không dám giấu giếm. Lần này Ma Hoàng đại nhân đã tìm xong Minh Hữu, cũng là Đan Hà Tông Diễm Hoàng. Nhị Hoàng đối nhị Hoàng, thực lực tương đương, đủ để khiến Ưng Hoàng hai người lui binh, không còn dám sinh càn qua. Là tại hạ nể tình ngày đó hổ thẹn tại liễu trưởng lão sự tình, đặc biệt đề nghị lại mở đất một bản, cùng Kiếm Hoàng đại nhân kết minh. Dù nói thế nào, Kiếm Hoàng đại nhân cũng là tám hoàng đứng đầu, thân phận tôn quý, có ngài tọa chấn, đương mùa làm ít công to. Thế nhưng là Ma Hoàng đại nhân đối với cái này nhưng như cũ có chút không muốn, dù sao bản dập nhiều, cái kia Minh Hải. Ha ha, ngài hiểu. Cho nên, tại hạ có thể nói là thuyết phục ba ngày ba đêm, lấy ba tấc không nát miệng lưỡi, mới khuyên đến Ma Hoàng đại nhân cải biến tâm tư, cùng Kiếm Hoàng đại nhân ngài kiếm một chén canh. Chỉ là làm một người hòa sự lão mà thôi, động động mồm mép, liền có thể được đến Minh Hải địa đồ bản dập, cùng lấy không không sai biệt bao nhiêu, cớ sao mà không làm.
Chẳng lẽ cái này cũng chưa tính tại hạ vì kiếm hoàng đại nhân làm ra công tích sao? Ách, cái này. Cảm thấy hơi chậm lại, kiếm hoàng cân nhắc một chút, nhìn nhìn lại Trác Phàm cái kia mỉm cười khuôn mặt, lại là nhất thời bật cười ra tiếng, tốt một cái Trác Phàm, khó trách có thể đang đánh cực thành trên chiếu bạc ra tận danh tiếng, quả nhiên gian trá giảo hoạt, có chút tài năng. Có ngươi một người tại ma hoàng bên người phụ tá, có thể đỉnh trăm vị linh vương cao thủ. Kiếm hoàng đại nhân quá khen, tại hạ không dám nhận. Không cần không dám nhận, ngươi thật có tư cách này. Cười lạnh, kiếm hoàng hung hăng vung tay lên nói tốt, các ngươi trở về đi, ma hoàng tiểu tử kia thỉnh cầu lão phu đáp ứng. Liền chờ tìm cái thời gian, mọi người sau cùng thương lượng một chút, thuận tiện đem đổ hoàng gọi tới, tự mình giám định một chút cái kia địa đồ, cũng liền được. Thật sâu cúi đầu, Trác Phàm vui vẻ nói, đa tạ kiếm hoàng đại nhân, tại hạ cáo từ. Chậm rãi lui về phía sau lấy, Trác Phàm cùng Bách Lý Ngự Vũ quay người rời đi. Chờ nhìn thấy bọn họ bóng người hoàn toàn biến mất về sau, kiếm hoàng sắc mặt mới hơi đổi, lại trầm xuống, đáng chết oát con, thật sự là giảo hoạt đa dạng, lão phu lại chó cắn con nhím, không làm gì được hắn, hừ hừ. Rõ ràng là cái đoán cốt cảnh a, lại. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, kiếm hoàng vung tay lên, đem bên người bàn vuông đập thành phấn vụn. Từ Trấn Sinh ở một bên nhìn lấy, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đuổi bước lên phía trước cúi đầu nói, sư phụ, cứ như vậy thả tiểu tử kia đi à, liễu trưởng lão gãy chân mối thù. Vừa mới hắn không phải đã nói a, lập công chuộc tội, dùng minh hải địa đồ bản dập, hoàn lại lão phu hai chân. Trên mặt có chút thất lạc, cái kia liễu trưởng lão không khỏi thở dài một hơi. Thế nhưng là, vậy nơi nào là lập công chuộc tội, không phải là giao dịch sao? Cũng là giao dịch, nhưng hắn trên miệng nói đây là hắn công lao, cũng là hắn công lao, ngươi lại như thế nào? Riêng là hắn chả đem Đan Hà Tông lấy ra ép chúng ta, giao dịch này chúng ta không làm, cũng không quan trọng. Nhưng là một phần minh hải địa đồ A, lại chỉ là động động mồm mép liền có thể được đến, bánh từ trên trời rớt xuống, chúng ta lại không thể không làm. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn như cũ có thể chặt xuống hắn hai chân. Lại thế nào nhìn, đây cũng không phải là hắn cho chúng ta lập công lao, rõ ràng là vì ma hoàng làm thuyết khách đến A. Giao dịch về giao dịch, nhưng cái kia trả nợ, còn phải trả. Trong mắt lóe lên từng đạo tàn khốc, Từ Trấn Sinh oán hận lên tiếng. Liếc nhìn nhau, kiếm hoàng cùng cái kia liễu trưởng lão lại là cùng nhau bật cười lắc đầu. A Sinh A, về sau ngươi muốn là gặp lại tiểu tử kia, thật nghĩ động thủ với hắn, thì lập tức xuất thủ, tuyệt không thể để hắn lại có nửa câu đôi câu vài lời. Vì sao? Bởi vì chỉ cần hắn vừa mở miệng, ngươi thì không có bất kỳ cái gì xuống tay với hắn lý do. Thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí, kiếm hoàng sâu xa nói, lúc trước lão phu có thể xuất thủ, nhưng lại mất đi thời cơ, bị hắn dùng minh hải địa đồ một trận loạn quấn, rốt cục ngừng lại một chút giao dịch này điều kiện bên trong. Thế nhưng là các loại điều kiện này đạt thành, lão phu liền đã không có ra tay với hắn lý do. Hắn là đại biểu ma hoàng đến, giết hắn, giao dịch thì hoàng, mà chúng ta lại 10 phần quan tâm giao dịch này. Cho nên, chúng ta không thể lại ra tay. Cái này tiểu gia hỏa, thật sự là lợi hại a. Đã bảo trụ chính mình mệnh, lại hoàn thành ma hoàng nhiệm vụ, ai? Nghe được lời này, Từ Trấn Sinh không khỏi bỗng dưng sửng sốt, cái kia liễu trưởng lão nhưng cũng là một trận trầm ngâm thở dài. Hắn này đôi thối sổ sách, trong thời gian ngắn tính toán lấy không trở lại. Một tháng sau, Trác Phàm hai người lần nữa trở lại Thiên Ma Sơn, mà Triệu Thành sớm đã ở nơi đó chờ đã lâu, vừa thấy được bọn họ bóng người, liền vội gấp tiến lên hỏi thăm, thế nào, thỏa đàm sao? Các ngươi không biết, mấy tháng nay, Ưng Hoàng cái kia hai cái lão già kia thế nhưng là càng ngày càng phách lối, có 2-3 cái thành chỉ đã là bị bọn họ đánh bất ngờ cầm xuống. Nếu không phải bản hoàng một mực chờ đợi ngươi hồi báo, hiện tại liền đã tự thân xuất mã cùng bọn hắn làm. Ma hoàng đại nhân chớ nóng vội, hết thảy đều như lúc trước sở liệu, tiến triển thuận lợi. Khóe miệng nhếch lên cái tự tin đường cong, Trác Phàm thản nhiên nói, Diễm Hoàng cùng Kiếm Hoàng hai người, đều nguyện ý xuất thủ ủng hộ đại nhân, mà lại chỉ cần một tấm bản đồ bản dập, không có ngoài định mức phụ gia. Tiếp đó, thì nhìn đại nhân lại trước một bước, mượn đao giết người. Chắc hẳn lần này, Ưng Hoàng cùng Quỷ Hoàng hai người, không chết cũng phải nặng tàn, lại không xoay người khả năng. Trước mắt chưa phát giác sáng lên, Triệu Thành lúc này đại hỉ, chắc quản gia thật là bậc kỳ tài vậy, hai đại trợ lực dễ dàng như vậy thì kéo qua,
thực sự trời cũng giúp ta, ha ha ha. Tốt, ta lập tức tự mình phát hàm cho cái kia nhị hoàng, mời bọn họ tam phương hội đàm, cùng một chỗ giải quyết cái kia hai cái lão bất tử, hừ. Đại nhân anh minh, khom người cúi đầu, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua nụ cười quỷ dị. Ba ngày sau, Thiên Ma Sơn phát ra hai đạo ngọc giản. Hai tháng sau, theo từng đạo tiếng xé gió lên, Kiếm Hoàng cùng Diễm Hoàng hai người đã là mang đám người, lần lượt đi tới nơi này, đồng thời còn có một cái thân mặc hoa phục bàn tử, pha tạp bên trong. Thân mang cẩm y hắc phục, Triệu Thành mang theo 12 ma vệ đại biểu, tự mình nghênh đến trước cửa, Trác Phàm thình lình phái tại vị thứ nhất, Kiếm Hoàng, Diễm Hoàng, đã lâu không gặp, lần này bản hoàng có thể được hai vị xuất thủ tương trợ, coi là thật mừng rỡ như điên a, ha ha ha. Ma hoàng khách khí, chúng ta cũng là vô công bất thụ lộc, hữu lộc tự nhiên đến a, ha ha ha. Trịnh trọng ôm một cái quyền, hai người đều là cười yếu ớt, Kiếm Hoàng càng là gọn gàng lộng quyền, hiện tại có phải trước tiên đem ngươi hứa hẹn chúng ta đổ vật lấy ra, phân biệt một hai, chúng ta thế nhưng là dán vào da mặt, đem phân biệt người đều tìm đến. Nói, Kiếm Hoàng nhường ra đường đến, nhất chỉ phía sau một tên mập. Trong mắt ngưng tụ, Triệu Thành nhất thời kêu lên, đổ hoàng, người cũng tới. Đương nhiên, chuyện quá khẩn cấp, Kiếm Hoàng nhất định phải ta làm công chứng. Dù sao gần nhất bản hoàng cũng không có việc gì, coi như tham gia náo nhiệt, đến xem theo ta chỗ này ra ngoài Minh Hải địa đồ, phải chăng có phá giải manh mối. Nhếch miệng cười một tiếng, đổ hoàng hình như có chỉ nói. Mỉm cười địa lắc lắc đầu, Triệu Thành từ chối cho ý kiến, đổ hoàng nói giỡn, ngài huynh nổi danh khôn khéo, cái này đồ trong tay ngươi phá giải mấy chục năm đều không thành quả, đến trong tay của ta mới nhiều ít ngày a, lại tăng thêm gần nhất phiền sự tình đặc biệt nhiều, ta nào có công phu đi phá giải bên trong bí mật. Ngài lo ngại, cái này cũng không thể nói như vậy, cái này tìm ra lời giải có khi thì cùng đánh bạc một dạng, cần vận khí, thời cơ, thậm chí là đại trí tuệ. Ta chỉ có tiểu thông minh, lại không đại trí tuệ, cái gọi là đại trí giả ngu, cũng là như vậy. Có lẽ ngài huynh ba loại toàn chiếm, không ra mấy ngày, liền có thể phá giải đâu. Uy uy uy, hai người các ngươi đầy đủ a, tại chúng ta hai cái này liền địa đồ ảnh đô chưa thấy qua người trước mặt thanh tú tồn tại, đây không phải người trước đắc chí a. Vội vã khoát khoát tay, đánh gãy bọn họ đối thoại, Kiếm Hoàng vội vàng nói, đã lần này chúng ta là tam phương hội đàm. Tiền đề tự nhiên là đem cái kia đổ lấy ra giám định một phen, tranh thủ thời gian đi. Liếc nhìn nhau, Ma Hoàng cùng Đổ Hoàng hai người không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, liền lẫn nhau cung kính mang theo mọi người hướng đại sảnh đi đến. Đợi đến trong đại sảnh, phía trước có một chương 3 mét tăng trưởng bàn vuông, Triệu Thành trong tay ánh sáng lóe lên, xuất ra ba cái hộp gấm đến, chậm rãi để lên. Tiếp lấy một vừa mở ra, trèo lên thì lộ ra ba tấm cuộn giấy. Bên trong ở giữa nhất một chương, so sánh phong cách cổ xưa, trước mắt mọi người sáng lên, liền đã xác định, cái kia chính là Minh Hải địa đồ nguyên bản không thể nghi ngờ. Mà mặt khác hai tấm đều 10 phần mới tinh, lại là sớm đã chuẩn bị tốt bản dập. Đem cái kia ba tờ bản vẽ nhẹ nhàng triển khai, mọi người nháy mắt nhìn đi, giống như đúc, tất cả đều là điểm đen phủ đầy, giống như tinh không, quyển bài hai hàng tiểu thơ, cũng là đồng dạng nét chữ địa vẽ đi lên, không có chút nào khác biệt. Đây mới thực sự là Minh Hải địa đồ bản dập a, nào giống lần kia. Cùng Diễm Hoàng cùng đi Mai Tam Cô, gặp này bản thật, không khỏi hai mắt tỏa sáng, thở dài lên tiếng, sau đó vừa hung ác chừng Trác Phàm liếc một chút, tựa hồ còn tại oán hận Trác Phàm lần trước trêu đùa. Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, sau đó nhìn về phía Đổ Hoàng, khom người cúi đầu nói, Đổ Hoàng tiền bối, mời phân biệt bản đồ này bản thật phải chăng làm thật, mặt khác hai tấm bản dập. Vẽ địa có gì sơ hở? Mong rằng góp ý. Cái này bản thật không có gì có thể kiểm nghiệm, làm không giả. Nhẹ liếc trên bàn liếc một chút, Đổ Hoàng bình tĩnh gật đầu, cái này bản thật trang giấy chính là thượng cổ huyền minh giấy, trên giấy âm khí cực nặng, không hư không chiều, đao kiếm không tổn hại, thủy hỏa bất xâm, thế chỗ hiếm có, bây giờ đã thất truyền. Chỉ cần vẽ ở tờ giấy này phía trên đồ, liền nhất định là thật đồ. Tiếp đó, cũng là ấn cái này thật đồ. Phân biệt hai tấm bản dập là được. Nói, Đổ Hoàng đã là chậm rãi cúi người xuống tới, từng cái xem. Kết quả là, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua, hắn còn không có xem xét hết một chương bản dập. Chờ chỉnh một chút một ngày đi qua về sau, hắn mới xác định một chương bản dập thật giả,
sau đó liền lại đi xem một cái khác chương. Mọi người thấy hắn như thế cẩn thận, cũng sẽ không quấy rầy, dù sao cái này có thể việc quan hệ song phương hợp tác thành ý, tất cả mọi chuyện cơ sở, không có thể coi như không quan trọng. Rốt cục, hai ngày sau, Đỗ Hoàng đem hai tấm bản dập để xuống, chua khốn địa thẳng tắp eo, thở dài một hơi, gật đầu nói, không có vấn đề, vẽ cực kỳ cẩn thận, không có một tia phạm sai lầm. Nghe được lời này, mọi người cũng là đạm mạc gật đầu, lộ ra hài lòng ý cười. Như vậy hiện tại, chúng ta thì thay Ma Hoàng đi một chuyến, đi nói cùng một chút, để cái kia hai cái lão già kia lui về a, vì thiên hạ thái bình. Gần trong gang tấc bảo vật lập tức muốn nắm bắt tới tay, Kiếm Hoàng cũng biến thành tích cực lên. Diễm Hoàng nghe đến, cũng là vội vã gật đầu, biểu thị tán đồng, sớm xong việc, sớm cầm đồ a. Thế nhưng là đúng lúc này, Triệu Thành lại là vung tay lên, quát to, chờ một chút, bản Hoàng đổi chủ ý. Thế nào, người không muốn giao dịch, không khỏi giật mình, Kiếm Hoàng chặn lại nói. Chậm rãi lắc đầu, Triệu Thành cười lạnh, không phải không giao dịch, mà chính là thêm điều kiện. Hai vị chỉ cần động động mồm mép, liền đem hai bộ địa đồ bản dập lấy đi, có phải quá tiện nghi? Người muốn như thế nào? Mi mắt lắc một cái, hai người nhìn lẫn nhau, cảm thấy đều có chút bất an lên. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị, Triệu Thành trịnh trọng hướng hai người ôm một cái quyền, ta có một cái đề nghị, mời hai vị tiếp nhận. Cái này Minh Hải địa đồ giá trị, hai vị cần phải đều lòng dạ biết rõ, cho nên ta muốn mời hai vị tại cầm tới bản đồ này bản dập lúc, lại giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Tam phương xuất thủ, đem Ưng Hoàng cùng Quỷ Hoàng cái kia hai cái lão già kia địa bàn giúp ta toàn đoạt tới. Không khỏi giật mình, hai người sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Diễm Hoàng càng là ngăn không được hét lớn, lúc trước chắc quản gia cho chúng ta tiện thể nhắn bên trong, cũng không có muốn chúng ta xuất thủ ý tứ a, làm sao ngươi? Đúng vậy a. Lúc này, Trác Phàm cũng là đầy mặt kinh nghi nói, Ma Hoàng đại nhân, lúc trước cùng hai vị đại nhân chỗ bàn điều kiện, cũng không xuất binh yêu cầu. Ngài hiện tại công nhiên đổi ý, tựa hồ, không ổn đâu. Có gì không ổn, trước khác nay khác, nơi này nào có ngươi xen vào phần. Lui ra. Hung hăng nguyết hắn một cái, Triệu Thành quát lạnh lên tiếng. Trác Phàm bất đắc dĩ, đành phải nhẹ lắc đầu, thở dài thối lui. Ngay sau đó, Triệu Thành vừa nhìn về phía hai người nói, lúc trước ta để Trác quản gia đi cùng hai vị hiệp thương thời điểm, là chúng ta còn chưa khai chiến thời điểm, hai người các ngươi làm một người hòa sự lão cũng coi như, dù sao sau cùng tất cả mọi người không có tổn thất. Nhưng là bây giờ, cái kia hai cái tên khốn kiếp đã động thủ với ta. Còn liền bắt ta 10 tòa thành trì. Ta đây muốn là còn không lấy lại danh dự, mặt mũi đặt ở nơi nào. Hiện tại, thì coi như các người muốn làm hòa sự lão, ta cũng không muốn cùng, hừ. Mi mắt sâu nhăn, hai người sắc mặt âm trầm, thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia hai tấm bản dập, lại là có chút không muốn. Làm để bọn hắn xuất thủ trợ hắn, thì vì cái này hai tấm mở đất bản đồ, tựa hồ. Ma Hoàng đại nhân, tha thứ nhỏ hơn nhiều miệng. Ngài làm như vậy cũng quá không chính cống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 80.